Hắn gọi điệu nhảy đó là lõa thể kính vũ, nhưng chúng nhân trong động bị hắn làm nhục, bị cưỡng gian, bị phóng sát bằng mắt, thậm chí kể cả trong động tối, cũng không thể tránh được. Thi Bình nhìn nhìn A Mật Y, phát giác quả là không động chân, động tay đánh nàng được, liền chuyển thân đi sang một bên, cái vật đó dựng sừng sững giữa hai chân, tiếp tục hát. Quyền Hành nhẫn nại không được, nói, Hoàng Hy Bình, ta và người đánh nhau. Thi Bình nghe xong, a, à, hắn dám cản trở ta, không sợ đối đầu với hắn à? Hay là không sợ ăn đòn? Thật khó nghĩ, hắn không phục, đánh hắn thì hắn có hoàn toàn tâm phục không? Hắn tiếp tục sướng ca sảng khoái, cuối cùng nói, ta không đánh, ta ở đây hát, để bảo trì hình tượng, sướng ca không nên đem ra so sánh với đánh nhau, ta cũng nên khoan dung với ngươi, a ha, ngươi nên nhớ bọn ta còn có cá đấy nhé. Một cánh tay bịt mồm hắn lại, tiếng ca lập tức ngừng lại, Hy Bình nhìn lại hóa ra chủ nhân của cánh tay chính là A Mật Y. A Mật Y nói, xin chàng đó, nếu muốn hát, thì ra ngoài rồi hãy hát, ở trong này hồi âm rất lớn. Ta thật không thể nào nghe được. Vấn đề này thật nghiêm trọng nha. Hắn nhấc tay của A Mật Y ra, tiết khí nói, không hát thì không hát, thật là chán quá, hát được một nửa đã phải dừng, giống như đi tiểu được một nửa thì phải ngừng lại, thật là không thoải mái chút nào. Vợ yêu, hôn ta một cái, ta sẽ ngừng hát. Xem ra đã có chút động lực, chịu cực một chút, sẽ có đổi mới. Hắn cúi đầu xuống, A Mật Y nhìn ngó bốn phía, mặt ngẩng lên để cho hắn hôn, rồi định lùi ra, hắn đột nhiên ôm chặt lấy ả, mồm dính chặt lấy nàng. Thân thể A Mật Y quay cuồng, điên đảo, không tiếp tục tránh né, để hắn mặc tình hôn hít. Hắn hôn xong, thả nàng ra, lúc này môi nàng đỏ hồng, hắn cười nói, trong miệng nàng vẫn còn vị cá. Chúng nhân trong động bất giác nhận ra A Mật Y chính là một cân quắc anh hùng. Vì tai của mọi người mà xả thân, không màng đến đôi môi chân quý bị đỏ hồng. Vì thế bất giác đối với nàng mà nói đều cảm thấy thánh khiết vô cùng. A à, mỹ lệ thánh nữ lao động đỏ cả môi, để cứu toàn bộ thính giác của chúng nhân trong động. Ta mới ăn cá xong mà, A Mật Y ngượng ngùng nói, đầu nàng cúi xuống gần như chạm vào bộ ngực đang nhô cao của nàng. Hy Bình nói, tốt rồi, ta không hát nữa, bọn người là một lũ ngốc nghếch, chẳng có một tế bào âm nhạc nào, hát cho bọn ngươi nghe. Đúng là phí phạm giọng ca thiên tài của ta, tiếc quá. Hắn thả A Mật Y ra, đặt mông ngồi xuống tiếp, cự vật dựng đứng lên như cây cột, miệng hắn lầm rầm nói, phải tìm việc gì để làm thôi. Thật là buồn chán quá, không cho ta làm việc đó, thì sống trong này thật là khó chịu. Hắn nghĩ ngợi một hồi, quay đầu lại nhìn thẳng vào A Mật Y, rồi lại nhìn nhìn Minh Ngọc và Lý Ngọc, rồi lại quay lại A Mật Y nói, vợ yêu, chúng ta động phòng nhé. A Mật Y nghe xong, hai chân nhũn ra, ngã ngồi ra đất. Cùng lúc này, cửa động truyền vào chấn động chói tai. Đó là Hy Bình, đó là giọng ca đồi bại của Hy Bình. Chúng nhân kinh hỉ, thân ảnh nhanh như thiểm điện chạy tới, nhằm chỗ phát ra tiếng hát mà hướng đến, bao gồm Hoàng Đại Hải, Độc Cô Minh, Triệu Tử U, và đặc biệt là cả Vưu Túy. Nguyên lai là hắn chưa chết. Qua, tại nhóm người Minh Nguyệt Phong đột nhiên truyền lại hai tiếng khóc. Một là của Bảo Nguyệt, một tiếng khóc còn lại, không ngờ lại là của nữ hài Vũ Sa. Nàng với Hy Bình có quan hệ, sao lại khóc to thế? Rất nhiều người ngạc nhiên quay lại nhìn ả, đặc biệt là năm tỷ muội của nàng, không thể hiểu nổi tại sao nàng lại khóc. Y Mẫn hỏi, Vũ Sa, sao muội lại khóc? Vũ Sa sụt sịt đáp hắn không chết, ta cao hứng đến phát khóc. Hắn là ai? Hoàng Hy Bình, muội và hắn có quan hệ à? Sao lại vì hắn mà khóc? Vũ Sa trả lời, mọi người không biết gì cả, kẻ mà chiều qua chúng ta muốn, kỳ thật chính là hắn. Muội nói gì, bị Hy Bình khai đao chính là nam nữ nhân vốn đứng bên cạnh Lãng Vô Tâm, tất cả đều kinh hãi hô lên. Ti Mô nắm chặt hai vai Vũ Sa, kích động, Vũ Sa, muội nói lại lần nữa. Vũ Sa khóc, Hoàng Hy Bình chính là nam nhân của ta, bọn ngươi không biết ư, ô ô. Nhiều người không hiểu thì nói điều gì, nhưng chiều qua Hy Bình đã cùng đám nữ nhân này hoàn hảo thì rất rõ ràng, họ thực sự là rất sốc. Tay Ti Mô đặt trên hai vai của Vũ Sa bóp chặt, thị hỏi, Vũ Sa, nói với ta, sao muội biết? Mũi ta rất thính, chiều qua ta nhận ra mùi vị thân thể hắn. Sau đó hắn xuất hiện, khi hắn đi qua người ta liền nhận ra mùi vị đó trên thân thể hắn. Mùi vị đó thật khác thường. Hơn nữa cả đời ta chỉ mới ngửi thấy một mùi vị như thế.
Mùi vị này quả thật làm nữ nhân rất hưng phấn. Hơn nữa khi hắn nói Bảo Lãng công tử không nói gì đã bật đèn, ta đã xác định được, nam nhân của chúng ta chiều qua chính là hắn, nhưng ta lại không nói với bọn ngươi. Ti Mô đột nhiên quay đầu, nhìn Lãng Vô Tâm hỏi, Vũ Sa nói đúng chứ? Lãng Vô Tâm mặt không chút sắc, lắc đầu bước đi, không nói gì. Phía sau chúng nữ kêu lên, Lãng Vô Tâm, mau trả lời cho chúng ta. Lãng Vô Tâm đầu không nhìn lại, chỉ nói, khi ta đến chiều qua thì đúng là đã gặp hắn. Lãng Vô Tâm, ngươi đối xử với chúng ta như vậy ư? Lãng Vô Tâm của chúng ta sẽ nói là xin lỗi các nàng nhiều, ta nhớ các nàng rất nhiều. Chuồn, chuồn, chuồn gấp, chuồn càng nhanh càng tốt, đang có bao nhiêu người ở đây, không thể để mất mặt được. Chúng nhân nhìn Lãng Vô Tâm đột nhiên ly khai, hoàn toàn không minh bạch, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình. Bọn người Hoàng Đại Hải ở trên đỉnh nói kêu gào một hồi, sau cùng quay lại. Chúng nhân vội vàng hỏi, không tìm thấy à? Triệu Tử Huy nói, tên hỗn đản đó đúng là đang bị khốn ở trong động núi, vì thế mà âm thanh mới truyền xuống dưới được, nhưng chúng ta tìm kiếm mãi, vẫn không thấy lối vào. Chúng ta gọi hắn, cũng không thấy trả lời, có thể là hắn không nghe thấy chúng ta gọi. Bọn họ đều biết, thanh âm được truyền đến từ khe hở, nhưng khe hở đó ở lưng chừng núi. Họ lại tìm kiếm trên đỉnh núi chẳng phải vô ích ư? Độc Cô Minh nói, chỉ có ta có thể nghe được âm thanh của tên thập vật đó, giọng hát của hắn thật là cực kỳ lớn, hơn nữa âm thanh của chúng ta không thể truyền vào động từ bên ngoài, hắn gào hết sức mới đưa được âm thanh ra ngoài, vì thế, ta có thể kết luận là hắn không thể nào nghe thấy chúng ta gọi. Làm thế nào bây giờ? Nhóm người cùng hướng vào động la to, nhưng bên trong thực sự không có phản hồi. Tiếng hát vẫn phảng phất truyền tới giống như được đưa đến từ một nơi rất rất cao. Lạc Thiên đột nhiên mở mồm, các vị anh hùng, chúng ta phải phát dương đạo nghĩa võ lâm chánh đạo, bỏ hết ân oán đi. Đầu tiên bới hết đất đá, khai thông hang động, sau đó cứu bọn Hoàng Y Bình và A Mật Y ra rồi nói tiếp, các người thấy thế nào? Hắn đặc biệt kêu lớn ba chữ A Mật Y, âm thanh cũng kéo dài ra, hai mắt tràn đầy thiếu ý nhìn sang Âu Dương Đình Đình. Âu Dương Đình Đình trong lòng chán ghét, chẳng phải bọn ngươi phải giúp đỡ, mới vừa rồi còn định tiêu diệt bọn ta, sao bây giờ lại tốt vậy? Bọn ngươi vốn là có ác tâm mà. Lạc Thiên vốn muốn gây hảo cảm với Âu Dương Đình Đình, không ngờ lại mất mặt như vậy. Đúng là tức muốn chết. Âu Dương Đình Đình quay sang giáo chúng nói, bọn ngươi một nhóm quay về lấy dụng cụ, nhóm còn lại dùng vũ khí toàn lực khai quật, luân phiên thay đổi. Ai lười nhác, ta sẽ giết chết không tha. Võ Lâm tứ đại thế gia đột nhiên thấy nàng như một đại tỷ, Vưu Túy nói, ngươi thật là tốt, có thể đứng ra xử lý việc này. Âu Dương Đình Đình trả lời, đương nhiên, nam nhân của ta cùng sư phụ ta ở trong đó, ta không lo lắng được sao. Hoàng Đại Hải nói, tốt rồi, chỉ có thể làm như vậy, hy vọng đại ca vẫn còn sống để chờ bọn ta khai thông đường ra. Cuối cùng, chúng nhân cũng hoạt động tay chân, khai quật. Âm thanh gì vậy? Hy Bình trong động tò mò. Quyền Hành nói, nhất định là bọn họ đang bới đất đá lên, chúng ta được cứu rồi. Hy Bình nói, đừng vội vui mừng, đợi họ mở đường xong, bọn ngươi chắc đã chết đói, chỉ còn bọn ta thôi. Ta có cá để ăn. A Mật Y thắc mắc, làm sao bọn họ biết được bọn ta ở trong động? Không phải bọn họ nghe được tiếng động của chúng ta từ trong chứ? Quyền Hành nói, ngươi không quên là ở đây còn có ca thần à? Giọng ca của hắn có thể bay qua hàng trăm dặm. A, ca thần gì vậy? Hy Bình đắc ý vô cùng, không ngừng mở mồm ra cười. Chúng nhân nghe nói xong thì đồng thời quay ra hướng động khẩu bước đến, hướng ra ngoài kêu lớn, nhưng thực sự không thấy bên ngoài có phản hồi gì, ở bên ngoài đương nhiên cũng không nghe thấy họ gào ra. Quyền Hành nói tiếp, xem ra chúng ta chỉ biết ngồi đây chờ đợi thôi. Hy Bình cũng ngồi xuống, hai tay bới bới đất đá. A Mật Y hỏi, người đang làm gì vậy? Hy Bình đáp, bọn họ bới bên ngoài, ta bới bên trong, chẳng phải như thế thì nhanh hơn không? Ngu ngốc, Quyền Hành chửi một tiếng, bước đi. A Mật Y khuyên, một người thì làm gì được, đừng phí sức nữa, đừng làm chuyện buồn cười trước mặt mọi người nữa. Có gì đáng cười, ta bới đá mở đường, các ngươi coi đó có phải là việc đáng cười không? Ta sẽ không làm nữa. A Mật Y nhỏ giọng, ta xin lỗi. Trong bóng tối, Hy Bình cười cười, vợ yêu, ta không đào động nữa, chúng ta động phòng nhé. Hy Bình lại thêm, khi bọn họ thông đường tới đây,
ta có thể đã cùng bọn nàng sinh ra một đám nhỏ rồi. Tiểu tử tôi, thật là bệnh hoạn. Ba nữ nhân đồng thanh vừa cười vừa mắng chửi, đối với nam nhân trẻ tuổi này, họ thật sự là vừa yêu vừa hận. Sau một khắc họ bị chọc ghẹo, làm họ cảm thấy mình như thiếu nữ 18, vừa xấu hổ, vừa vui. Hy Bình đột nhiên đứng dậy, trong bóng tối, ôm lấy A Mật Y, bế nàng đi vào bên trong động. Ta thay thế Lâm Khiếu Thiên làm việc mà hắn không thể làm. A Mật Y, sau này Lâm Khiếu Thiên không còn trong thế giới tình cảm của nàng nữa. Ta sẽ không chỉ là tình nhân của nàng, mà còn là nam nhân của nàng hãy sinh con cho ta. A Mật Y, ta quyết định tại chính nơi này cùng với nàng động phòng, ta phải cùng với nàng ân ái. Hy Bình ôm A Mật Y quay trở lại nơi sáng sủa, Lý Ngọc và Minh Ngọc đi theo phía sau hắn. Qua những lời của bọn họ, những người trong động lại biết được bọn họ muốn làm cái chuyện xấu xa bẩn thỉu, thương phong bại tục kia. Mà không phải là làm trong bóng tối, chỉ khăng khăng muốn làm cái chuyện ấy ở nơi sáng nhất trong động, khiến cho những người khác trong động cảm thấy những người này so với mình còn dơ bẩn hơn. Quyền Hành nói, các ngươi chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, ở đây không có nơi kín đáo sao. Lại cứ muốn làm cái chuyện đó ở nơi có ánh sáng duy nhất này. Hy Bình dửng dưng nói, ngươi làm sao vậy? Ta thích chỗ này, vì nơi này có thể quan sát rõ ràng, không thể bắt ta làm việc này trong bóng tối được. Ta cứ làm đấy, ngươi được chiêm ngưỡng thân thể lão bà của ta còn chưa tính toán với ngươi, ngươi có lời rồi, lại còn ở đó kêu ca cái gì hả? Không ngờ ngươi lại biến thái như vậy, thật là vô sỉ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn ngươi lắm sao? Nữ nhân đẹp nhất ở đây, trong mắt ta cũng chỉ là một cục phân chó mà thôi. Quyền Hành chửi. Hy Bình buông A Mật Y ra, bước đến trước mặt Quyền Hành nói ngươi không thích nữ nhân. Con mẹ ngươi mới là đồ biến thái, có nam nhân nào lại không thích nữ nhân? Trừ phi ngươi vô năng, không phải lại đồng dạng với thi trúc sinh đó chứ? Nào, lại đây, để ta xem bên dưới ngươi có không? Hắn đưa tay hướng tới giữa háng Quyền Hành mà nắm. Quyền Hành nhanh nhẹn tránh đi, to tiếng chửi, Hoàng Hy Bình, ngươi còn làm loạn, ta sẽ chặt tay ngươi. Thật làm ta sợ quá, chặt tay ta ư, tức cười, ngươi không có năng lực đó đâu, đợi bao giờ ngươi có khả năng rồi hãy nói. Đừng có ở trước mặt ta đánh giấm nữa, không biết ta là thiên tài quyền vương sao. Lão tử ngươi có nắm đấm sắt đó. Quyền Hành đột nhiên nói, ta sẽ bắt toàn ra, diệt toàn tộc ngươi. Hy Bình cười nói, mời. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hoàng đế lão tử cũng không dám nói với ta như vậy. Ta còn tha chưa chiếm hữu tất cả những cô vợ trẻ của lão, khiến cho lão đội vô số mũ xanh, từ nay về sau tất cả hoàng đế đều là hậu duệ của lão tử ta, ha. Nhìn không vừa mắt thì quay đi, cũng chẳng ai bắt ngươi xem, đợi ngươi chết đi, để xem ngươi còn không hét lên. Nương nương khang, ngươi thà chết cũng không thèm ăn cá nướng của ta, vậy thì ăn cá sống đi. Hắn chuyển thân hai bước. Rồi quay đầu lại nói tiếp, đương nhiên, nếu ngươi xin ta có thể cho ngươi một con cá nửa sống nửa chín, một bên sống, một bên chín. Ngươi thấy có tốt không? Quyền Hành chửi nói, Hoàng Hy Bình, đại hỗn đản, ta có chết cũng không ăn cá của ngươi. Không ăn càng tốt, để bọn ta ăn, ngươi cứ đợi mà đói chết đi, nương nương khang. Hy Bình tức khí lẩm nhẩm, rồi quay lại trước mặt tam nữ nói, không cần sợ hắn. Hắn chỉ có cái vẻ ngoài của nam nhân thôi, thật ra thì hắn chính là nương nương khang, ở phía dưới chẳng có gì cả, tất nhiên không phải là nam nhân. Các nàng thoát y ở trước mặt nữ nhân, có gì mà phải sợ? Minh Ngọc nói, nhưng dù sao thì hắn cũng là nam nhân mà. Hy Bình đáp lại, nếu như có thể ra ngoài, ta sẽ cắt tiểu kê kê của hắn, biến hắn thành như thi trúc sinh, thế không phải là giải quyết rồi ư? Như vậy thì không tốt lắm à? Có gì mà không tốt, ai bảo chúng dám nhìn nữ nhân của ta, ta phải cắt tiểu kê kê của chúng, khiến chúng khi nghĩ đến thân thể của mình mà sẽ buồn, nghĩ đến bản thân vĩnh viễn không thể ngẩng đầu rồng được nữa, tất sẽ rất buồn bực. Mà buồn bực sẽ có thể làm chết người, vậy cứ để chúng chết vì buồn đi, ha ha. Tiếng cười của hắn quả thật vô sỉ và gian tà. Chúng nhân đều chịu thua, nghĩ thầm con người này quả thật không thể dùng danh từ gì để hình dung. Tất cả ý nghĩa của từ vô lại cũng không đủ để nói về hắn, vì những ý nghĩ bất thường của hắn tuyệt đối là của một kẻ vô lại đệ nhất. Phải ở cùng một chỗ với tên vô lại chết dẫm này, quả thật không biết họ có thể chịu được bao lâu. Thật hy vọng chết sớm một chút a. Hy Bình bất chấp tất cả cảm nhận của chúng nhân,
ai là lạn nhân, người mục nát chứ? Hắn là thiên tài, hiểu chứ? Người không hiểu, mới là lạn nhân. Hắn gọi, các nàng hãy cởi hết y phục đi. Giống ta này, thật tiêu sái, thật tự tại biết bao. Chúng thiếp sợ lạnh. Tam nữ viện đại một lý do. Cái gì, các nàng sợ lạnh, ta là nam nhân còn không sợ, thì các nàng sợ cái gì? Nghe nói nữ nhân chịu đựng lạnh rất tốt ha. Nào, cởi đi, muốn động phòng mà sao vẫn còn nhiều y phục thế này. Nhưng trước khi động phòng không phải là cần phải có kiệu hoa, nhạc đội tấu hỉ nhạc, và khăn hồng phủ đầu sao? Bộ có chuyện này ư, tại sao ta trước đây đã nhiều lần động phòng với nữ nhân mà lại không cần những thứ đó? Rồi Hy Bình lại ngơ ngác hỏi, nhất định phải cần những thứ đó sao? Phải rồi, nơi này không có những thứ đó, chúng thiếp sao có thể cùng chàng động phòng chứ? Hy Bình nói, ta có thể giảm bớt kiệu hoa được, còn tấu nhạc ư. Ở đây cũng khó tìm được, vậy để ta ca hát thay thế vậy. Không, cấm chàng ca hát, tấu nhạc cũng giảm bớt đi. Hầu như tất cả mọi người đều phản đối hắn ca hát để thay cho tấu nhạc. Hy Bình ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định, các nàng thật là phiền, khi không lại đòi phải có khăn hồng phủ đầu. Bây giờ là lúc nào rồi, đi đâu mà tìm chứ? Hắn nhìn lên ngực của tam nữ dò xét, không thấy màu hồng, lại hạ tầm mắt nhìn xuống thấp hơn, chiếc bụng nhỏ nhắn của Phỉ Sa tất nhiên là màu hồng xinh xinh, đáng tiếc là đã bị hắn dùng ánh mắt nhìn đến ngấu nghiến. Lại nhìn sang Mộng Cơ là người từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, trong lòng hắn thắc mắc không biết cái yếm của nàng ta màu gì. Này, mỹ nhân tóc vàng, yếm của nàng màu gì thế? Mộng Cơ trả lời, màu nhũ bạch. Màu nhũ bạch à, thật không gây chút ấn tượng nào. Hắn nói với tam nữ, không có khăn hồng phủ đầu, biết làm sao bây giờ. A Mật Y thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ vừa thoát được một tai kiếp, rồi lên tiếng, vậy thì hãy đợi đến khi ra ngoài rồi mới động phòng. Hy Bình phản kháng, không được, sao lại có thể không làm chứ? Này lão bà, động phòng có gì không tốt nào? Nhưng mà ta hỏi nàng, tại sao phải là khăn phủ đầu màu đỏ thì mới được? Màu khác có được không? Nếu không có khăn phủ đầu, ta bất chấp là chuyện gì, này các lão bà, mau mau cởi y phục ra, ta phải cùng các nàng động phòng, nếu để bỏ lỡ thời khắc này, chẳng phải là đáng tiếc lắm ư? Chúng ta mới là không thấy đáng tiếc a. Nhưng mà ta thích, chẳng lẽ các nàng không biết rằng tính dục của nam nhân sẽ bị kích thích khi được ngắm no mắt à? Nam nhân rất thích ngắm nhìn thân thể của nữ nhân. Hắn vòng tay ôm lấy A Mật Y rồi nói, để bọn họ tự thoát y, còn ta thì giúp nàng. Tam nữ cúi đầu thật thấp, A Mật Y thì thầm, ta thật hết cách với chàng, người ta đã giữ gìn rất kỹ suốt bao năm nay, .sau này chàng không được phụ bạc người ta. Nếu ta mà phụ bạc nàng thì đã không muốn nàng rồi. Hy Bình thò tay ra sau lưng nàng, vuốt ve xoa nắn sự mềm mại trơn láng của nàng. Ngón tay móc lấy cái móc giải lưng áo của nàng kéo ra. Mặt tựa vào vai nàng, nhẹ nhẹ hôn lên đầu vai tròn lẵn, chậm chậm cởi thắt lưng, thì thầm vào tai nàng, ta hiểu được là chúng ta đã nóng ruột lắm rồi. Ở trong động này, không biết bên ngoài đã là giờ giấc nào, chẳng biết là ánh sáng sẽ kéo dài được bao lâu. Vì vậy, ta muốn các nàng thành nữ nhân chân chính, là nữ nhân của ta. Hắn cởi yếm của A Mật Y rồi kéo xuống tới bụng, lộ ra toàn vẹn nửa thân trên của nàng. Bất quá, tuổi tác không hề tàn phá thân thể của A Mật Y. Nàng nay đã 40, nhưng cơ thể vẫn giữ được như độ tuổi 20, cái thời kỳ mà nhan sắc đẹp nhất. Bộ ngực của nàng cao đầy, hai bên giống nhau, cao nhưng đầy đặn không hạ xuống dưới, ngay cả nửa điểm hơi hạ cũng không có. Tay Hy Bình từ ngực chuyển xuống vùng hông của nàng, quả thật hông nàng cũng rất mượt mà, không có lấy nửa phần lão hóa. Tay phải hắn chuyển qua bộ ngực nàng, ánh mắt của A Mật Y có chút khẩn trương. Thân thể truyền đến từng trận cảm giác, nửa người bên trên bất giác hơi ngửa ra đằng sau. Hy Bình đưa tay trái khẽ nâng nàng lên từ phía sau, tay phải thì đặt tại phong đỉnh trên ngực nàng, cảm thấy nhu nhuyễn nhưng săn chắc. Có phải bởi vì cho tới bây giờ bộ ngực này chưa hề bị nam nhân vuốt ve nên mới như thế này không? Hắn nhìn qua phía hai nàng kia, lúc này cả hai nửa thân trên cũng đã cởi hết xiêm y. Toàn thân Lý Ngọc có vẻ hơi ốm, ngực của nàng không lớn lắm nhưng lại rất rắn chắc, trông như hai ngọn đồi nhỏ, còn eo của nàng thì khá nhỏ nhưng rất đáng yêu. Còn ngực của Minh Ngọc quả thật rất đúng mức tiêu chuẩn, nàng so với hai người kia tuy phần hông có phần đầy đặn hơn, nhưng không phì nộn. Cái này quả thật có chút cảm giác nữ nhân.
Ba nữ nhân da thịt đều trắng trẻo như thiếu nữ 18 tuổi, vì trải 5 tháng, thân thể các nàng nhiều nơi được giữ gìn như của một thiếu nữ vậy. Tại sao các nàng phải đợi đến khi ta xuất hiện thì mới dâng hiến những thân thể chân quý mỹ diệu đầy vẻ dụ hoặc với nam nhân này? Lý Ngọc và Minh Ngọc tiếp tục thẹn thùng, từ từ cởi đến y phục ở hạ thân. Thì Bình nghe thanh âm nhu nhuyễn của A Mật y sát bên tai, có lẽ bản thân chúng ta sinh ra là để dành cho chàng. Nếu không, chúng ta khó mà lý giải được, vì sao đã giữ mình trong sạch suốt nửa đời người, vậy mà chỉ mới gặp một vài ngày, lại không ngần ngại trao hết cho chàng. Thật ra, ngày trước ta đã muốn hiến thân cho Khiếu Thiên, nhưng ông lại không muốn ta, vì trong tim ông đã có nữ nhân khác. Chúng ta tới quá trễ, ông không giống chàng, có thể cùng lúc yêu nhiều nữ nhân, còn ông thì chỉ yêu có một người. Ta muốn hỏi nàng, trong thời khắc này, nàng vẫn còn yêu ông ta chăng? Yêu, nhưng so với tình yêu dành cho chàng thì có điểm khác biệt. Thi Bình hỏi tiếp, khác thế nào? A Mật Y nói, ta không thể phân biệt, nhưng ta đã dám hiến thân cho chàng, để mặc cho chàng làm gì thì làm. Điều đó chứng tỏ, chàng đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng ta, chàng hiểu không? Ta không hiểu, ta chỉ biết, nàng sắp trở thành nữ nhân của ta, thì từ nay về sau nàng không thể yêu bất cứ nam nhân nào khác, cả tâm hồn và thân thể của nàng đều thuộc về ta. Về điểm này, hy vọng là nàng sẽ minh bạch, ta là một nam nhân rất tham lam và bá đạo. Điều này thì ta rất minh bạch, từ nay về sau chúng ta chỉ thuộc về chàng, vậy được chưa? Thi Bình trong lúc nói chuyện thì đồng thời đưa tay cởi chiếc tiểu khố tam giác của A Mật Y ra, rốt cuộc hắn đã hoàn thành việc thoát y, có lẽ do đã cởi quá nhiều y phục nữ nhân nên rất thuận tay và nhanh chóng, tự nhiên đã trở thành tập quán. Hắn nhìn ba mỹ nữ lõa thể, nuốt nước miếng ửng ực. Hai chân của A Mật Y rõ ràng là mảnh khảnh hơn, ở giữa hai chân nơi hợp lại làm một, không có một khe hở. Tại khu rừng hình tam giác phát triển một cách chỉnh tề, lông đen che kín lạch nước. Hai chân của Lý Ngọc thì vừa dài vừa rắn chắc, lông mao ở địa phương thần bí so với A Mật Y còn dày đặc hơn, lông đen mượt mọc lộn xộn tại khu tam giác của nàng. Hai chân của Minh Ngọc lại phong mãn và cân xứng, lông mao giữa hai chân mọc thành một đường mờ mờ. Hai múi đầy đặn trông như hai phiến ngọc thạch, ép chặt vào nhau tạo thành một đường rãnh. Ba người đều cúi đầu không dám nhìn Hi Bình. Hi Bình cúi xuống trải quần áo của các nàng xuống nền, sau đó kéo yếm của ba người trùm lên trên đầu họ, cười nói, đây không phải là khăn phủ đầu sao? Mặc dù không phải là màu đỏ. Rồi hắn lần lượt kéo yếm xuống, hôn lên khuôn mặt của từng người, mỉm cười, hiện giờ nghi thức đã hoàn thành, đi vào việc chính thôi. Thật là không biết xấu hổ, một tên sắc lang, ba ả lăng loàn, quyền hành từ trong bóng tối chửi. Thi Bình làm như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ cho bọn họ nhìn hoặc nói năng lung tung gì. Thi Bình ôm A Mật Y đặt lên quần áo đã trải trên đất, hai người kia cũng ngồi bên cạnh bọn họ. Hắn đưa song thủ vuốt ve đồi ngực của hai nàng, trong lòng thầm kêu sảng khoái, sau đó quay sang chuyên tâm đối phó với A Mật Y. Trước tiên hắn hôn A Mật Y thật lâu, tới khi nàng hơi thở khó khăn, sau đó mới đưa tay nắm lấy ngọc phong, dùng môi hôn lên đỉnh ngọc nhũ, cắn nhẹ nhẹ. A Mật Y không thể chịu nổi sự kích thích ấy, phát ra tiếng rên rỉ, nhột nhạt quá. Thi Bình lặng lẽ chuyển một tay xuống mò mẫm vùng cấm địa của nàng, thấy nơi đây đã ươn ướt. Mặc dù A Mật Y đã 40 tuổi nhưng dù sao nàng vẫn còn là xử nữ, đích thực chưa từng trải qua nam nhân nào. Làm thế nào có thể chống lại ái tình của người nàng yêu? Thân thể nàng nhanh chóng bị hỏa dục thiêu đốt, toàn thân đỏ rực lên, đồng thời bắt đầu chuyển qua nóng dần hơn, nhũ phong cũng trở nên căng cứng. Tay Hi Bình nhẹ nhàng len vào vùng cấm ướt đẫm của nàng, hắn cố ý ve ve đám lông tơ, nhẹ nhàng lôi kéo. A Mật Y kêu nhẹ một tiếng, đau. Cặp nhãn thần đang động tình của nàng mở trừng nhìn hắn một cái, rồi nói, đừng làm vậy, ta sẽ đau. Thi Bình cực kỳ đắc ý, kéo tay nàng để lên dương căn của hắn. A Mật Y nắm chặt, cả kinh nói, vì sao đột nhiên lại trở nên to lớn như vậy? Ta sợ. Lúc này tay hắn đã tách ra khỏi nàng, trở lại không ngớt xoa bóp, liếm mút đầu nhũ hoa, đem đến cho nàng những cảm giác chưa bao giờ có. Nàng vặn vẹo thân mình, Thi Bình áp tới ép chặt vào nàng. A Mật Y nói, ấy, đừng cắn ta nơi đấy, ngón tay của chàng. Thì ra Hi Bình đã lặng lẽ đưa ngón trỏ tiến nhập vào ranh giới, xuyên qua hai mép hoa mềm mại, phủ lộng lên nàng cảm giác ấm áp ngọt ngào.
hắn đưa ngón tay đụng vào màng xử nữ, màng trinh của nàng, tiện tay thâm nhập vào tấm màng đó. Đau, A Mật Y khẽ kêu. Nàng khép chặt hai chân để ngón tay của Hy Bình không thể tiến vào nữa. Hy Bình tách hai chân nàng ra, quỳ gối kê vào giữa hai chân nàng, rồi nói, nàng đừng khép chặt hai chân lại, sẽ đau hơn đấy. A Mật Y quả nhiên nghe lời, không khép chặt hai chân nữa, từ từ tách ra, giữa hai cánh hoa mơ hồ có thể thấy nhụy hoa màu hồng nhạt, nơi đó vốn đã bị ngón tay Hy Bình trêu chọc, nay đã mở ra, trông như hai cánh thịt mỏng manh, phơn phớt của con trai. Hy Bình lùi về sau, song thủ đặt giữa hai chân, cúi đầu xuống, muốn hôn địa phương thần bí của nàng. A Mật Y vội kêu, đừng hôn chỗ đó, dơ lắm. Hy Bình nói, nhưng ta nghĩ nơi đó rất thơm a. Hắn lướt cánh tay qua vùng kín của A Mật Y, nhìn xuống bên dưới đám lông đen mượt hình tam giác đó, da thịt trắng nõn nà, cơ hồ làn da tại đây không bị biến sắc. Tất cả là một màu trắng nõn, ở nơi âm đạo, hai cánh hoa không dày không mỏng, trắng như tuyết trông thật mê người. Hắn đưa tay vạch hai cánh hoa, tại đó ẩn ước có một dòng nước long lanh, hai mép đỏ tươi, ép chặt với nhau, phía trên có một núm thịt bằng cỡ hạt đậu nhỏ rất mềm. Hy Bình trông thấy, ý nghĩ nghịch ngợm nổi lên, liền dùng đầu ngón tay chọc vào. Cái nơi mẫn cảm nhất của A Mật Y bị tấn công, thân thể như bị tê liệt mang theo một cơn chấn động, cảm giác nhanh chóng lan truyền toàn thân. Khoái cảm từ hạ thể truyền đến, hoa lộ trào ra, làm ướt ngón tay Hy Bình. Hắn cúi mặt xuống áp vào địa phương thần bí, dùng má chà sát vào đám lông tại cấm địa của nàng, A Mật Y bị hắn trêu chọc càng không chịu được. Ngọc dịch không ngừng tuôn ra, nàng xấu hổ vội lấy tay che mặt, nhưng che mặt thì làm được gì chứ? Hy Bình dùng lưỡi tách hai cánh hoa của nàng ra, chiếc lưỡi của hắn tựa như linh xà vậy. Nó hoạt động lên xuống tại bên trong mật khe của nàng, thỉnh thoảng tiếp xúc vào phần đế hoa trắng mịn, có lúc lại trượt vào hai cánh hoa, khuấy trong vách mật động. A Mật Y bị sự quấy nhiễu này, dù là thánh nữ cũng có thể biến thành dâm nữ. Thật là tuyệt, thật khó chịu. Hai cánh tay không còn tự chủ được, liền hạ xuống ôm lấy đầu Hy Bình. Hy Bình nhấm nháp cái xuân dịch từ mật đạo của nàng, biết rằng nàng đã sẵn sàng. Không thể ngờ được, nữ nhân này đã gìn giữ thân thể suốt 40 năm nay, thế nhưng chỉ sau vài động tác của hắn thì phía dưới đã ẩm ướt rất nhanh. Hắn đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Thật không thể tưởng được, Lý Ngọc và Minh Ngọc cũng đang học theo động tác của hắn và A Mật Y. Lúc này Minh Ngọc đang hoạt động tại mật đạo của Lý Ngọc. Hy Bình cả kinh thốt, các nàng. Lý Ngọc rên rỉ, ta và Minh Ngọc trước kia cũng từng làm thế này. Các ngươi vẫn là xử nữ. Đương nhiên, bọn thiếp vẫn chưa làm đến nỗi phải xuất huyết. Hơn nữa, việc này cũng rất ít khi xảy ra, chỉ là mỗi khi ở cùng chỗ thì mới làm như vậy, thấy cũng rất hay. Hy Bình không lý tới các nàng nữa, bò lên thân của A Mật Y, hôn nàng một cái, rồi nói, ta sẽ tiến vào nàng hãy nhịn đau nha. A Mật Y khẩn trương hỏi, có phải là rất đau không? Đương nhiên là đau rồi, cái đó của hắn to lớn như thế, ngay cả nữ nhân dâm đáng nhất cũng chịu không nổi, hà huống là một xử nữ như ngươi. Phỉ Sa hết nhẫn nại được nên buột miệng thốt lên như thế. Lần này Hy Bình không thèm tranh luận với nàng ta. Chỉ nói với A Mật Y, sẽ có đau một chút, nhưng sau đó nàng sẽ nhận được khoái cảm rất nhanh thôi. Vậy chàng đến đi, nhẹ nhàng một chút. A Mật Y để hai tay trên lưng Hy Bình, bấu chặt lấy da thịt hắn, thân thể mỹ lệ đầy mồ hôi dưới ánh sáng trông thật rực rỡ, đang e lệ run rẩy. Hy Bình nghiêng người nâng đồn bộ lên, cự căn đặt tại cửa mật huyệt của nàng, đưa qua đưa lại một chút, tới khi long căn đã ướt, hắn đưa tay nắm lấy dương căn. Nhẹ nhàng đẩy vào trong mật huyệt từng chút một. Nàng nhíu đôi mày liễu, khẽ rên, đau. Hy Bình nghe vậy thì vội dừng động tác của mình lại, chỉ giữ lại một phần ba long căn ở trong mật huyệt của nàng, tay trái chống xuống đất, tay phải khẽ vuốt ve khuôn mặt mỹ lệ của nàng, nhẹ giọng nói, không cần sợ, nó chỉ mới vào được một chút thôi. A Mật Y kinh hãi kêu lên, cái gì? Chỉ mới có một chút thôi à? Thiếp còn tưởng là nó đã vào hết rồi. Có phải là sẽ còn rất đau không? Hy Bình hỏi, có sợ không? A Mật Y ngập ngừng đáp, sợ. Hy Bình hạ thấp đồn bộ rồi đẩy mạnh về phía trước. Nàng cảm thấy như có một vật thể cực nóng tiến nhập vào thân thể mình, càng lúc càng cảm thấy đau, càng lúc càng thắt chặt, giống như mật huyệt của nàng đang bị tàn phá tanh bành. Nàng muốn đẩy Hy Bình ra, nhưng lại không nỡ,
bởi vì nàng và hắn đang làm chuyện này đều là do đôi bên tình nguyện, làm sao có thể lâm trận rút lui. Không được, nhất định phải kiên trì đến cùng. Nàng khẩn trương chờ đợi cái khoảnh khắc đau đớn ấy. Đã có nhiều nữ nhân trải qua thời khắc này, những người đó đều có thể chịu đựng được, vậy thì tại sao nàng lại không chịu được? Nàng cũng không còn là một tiểu nữ hài nữa, nhất định phải chịu được. Lại đây, Hy Bình, thiếp đang chờ chàng yêu thương đây. Trong lòng A Mật Y thầm nhủ như thế. A Mật Y đạt đến cao trào, sự khoái cảm đã làm cho tâm linh của nàng hoàn toàn trống rỗng, nhân vì Hy Bình tiến nhập quá sâu, hai tay của nàng muốn đẩy hắn ra một cách vô thức, nhưng làm sao có thể đẩy hắn ra được đây? Mọi người trong động kinh ngạc, không ngờ là hắn lại mạnh mẽ như vậy, mà tốc độ đưa đẩy của hắn cũng không giống như bình thường, người này dường như sinh ra cho tình dục vậy. Lưỡng nữ đang chuẩn bị hiến thân lại càng sợ hãi vô cùng, tuy vậy, lại mong chờ không biết kết cuộc mình sẽ thế nào. Cái cảm giác đó ra sao? Nhìn biểu hiện của tiểu thư, lúc đầu thì thống khổ, sau đó làm thế nào lại thấy khoái lạc? Ha, A Mật Y, ta muốn nàng sinh hài tử cho ta, nàng chính là nữ nhân của ta, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hy Bình nói xong liền hạ ngay thân thể xuống, hàm cắn chặt lại, một luồng khoái cảm xông thẳng lên não. Cự vật đang nằm trong địa phương thần bí của A Mật Y bỗng to lên, tốc độ ra vào tăng nhanh, một luồng dương tinh bắn sâu vào người A Mật Y. A Mật Y tiếp nhận luồng dương tinh đó, đầu óc trở nên trống rỗng, toàn thân hư nhược vô lực, linh hồn biến thành một phiến trống không, cuối cùng chìm vào hôn mê. Hy Bình rút dương căn vẫn còn hùng vĩ từ trong thân thể của A Mật Y ra, hai nữ nhân bất thình lình nhào đến ôm lấy hắn, nói thiếp cũng muốn có một hài tử cùng chàng. Lưỡng nữ tuy khủng hoảng, nhưng tịnh không cự tuyệt hắn. Lý Ngọc chưa kịp chuẩn bị đã bị dương căn to lớn của Hy Bình tiến vào. Nàng ta thét lớn, a, à, đau, tại sao không báo trước, tốt, thiếp hận chàng. Dù là đau đớn hay sung sướng, lưỡng nữ rốt cuộc cũng có cùng một kết quả như A Mật Y, đều kết thúc tấm thân xử nữ của hơn 10 năm. Mặc dù nam nhân này rất thối tha, nhưng ở trên phương diện này thì hắn không có thối tha chút nào. Hắn gần như là phong cuồng đến cực điểm. Phong cuồng đến mức khiến người khác chịu không nổi. Những người trong động đều xem thấy hết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nhưng lại không thể không kinh ngạc về sự cường hãn của nam nhân này. Hắn không chỉ có một ngoại hình cường tráng, mà thể lực cũng cường hãn vô bì. Thật không người bình thường nào có thể so sánh được. Quyền Hành bất chi bất giác ngồi ngây ra nhìn, có lẽ đang có cảm giác tự ti chăng? Có thể khẳng định, trong số 8 người đó, có vài người đang khẽ dục dịch trong bóng tối. Nhưng thật ra, là họ cảm thấy tự ti vì không thể đứng vững được, hay là còn có lý do nào khác? Những tiếng thở gấp ở trong động cứ vang vọng không ngừng, ở dưới ánh sáng, bốn thân thể vẫn mãi mê hoan lạc không thôi. Sau khi bình định xong tam nữ, Hy Bình đứng lên, dương căn nhuốm máu vẫn kiên định như cũ, thật là quá kiêu hãnh. Ở giữa hai chân hắn cùng với vùng tiểu phúc cũng đã bị xử nữ tiên huyết của tam nữ nhuộm hồng, nhìn tam nữ đã ngủ say. Hắn phát giác ánh sáng đã rời khỏi các nàng, vừa vặn chiếu tới chỗ Quyền Hành. Lúc này Quyền Hành đang ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Hắn hỏi, hê, nương nương khang, coi được chứ? Quyền Hành thần tình chấn động, tỉnh táo lại, mắng, không được phô diễn cái thứ cây đó của ngươi ở trước mặt ta cả ngày, thật là kinh tởm. Hy Bình nói, này nương nương khang, ngươi không phải cũng có một cây à? Nếu không có thì ngươi làm sao mà làm nam nhân? Hắc hắc. Ngươi muốn sao? Ha, nếu ngươi là nữ nhân, ta sẽ dùng cái cây dính máu này mà xâm nhập ngươi. Quyền Hành dậm chân, cả giận, ngươi dám. Hắc hắc, ngươi gấp gáp cái gì, ta không dám đâu. Ta tuyệt sẽ không cùng nam nhân chơi cái loại trò chơi này, chỉ nghĩ đến là buồn nôn rồi. Hơn nữa, loại nam nhân như nương nương khang ngươi thì lại càng thêm buồn nôn hơn. Hy Bình thấy có bốn người đang ngồi trên mặt đất, liền nói các ngươi chịu đựng mệt mỏi. An vị hân thưởng ta biểu diễn phải không? Thật sự là biết hưởng thụ a. Nương nương khang, người cũng cùng kim phát mỹ nữ của người biểu diễn một chút, để ta làm khán giả một phen nha, thế nào hả? Quyền Hành nói, ta không có vô sỉ như ngươi. Kim phát mỹ nữ rất tốt đấy. Hy Bình xúi. Vậy ngươi làm tốt hơn. Hy Bình lắc lắc đầu, ra vẻ đây là một chuyện lạ, ta không đi, nàng hại ta bị nhốt ở chỗ này. Ta sẽ không an ủi tâm linh cùng thân thể tĩnh mịch của nàng, ta phải khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, ha ha. Ta không nói chuyện phiếm với ngươi. Hy Bình bị cụt hứng,
nhìn sang thấy tam nữ của Thái Âm giáo đang say ngủ, hắn cảm thấy an ủi rất nhiều, nên tinh thần cũng trở nên sảng khoái hơn. Sau đó lại quay sang tám người kia, hỏi, này, các ngươi có hoàn hảo với kim phát mỹ nữ không? Một trong số bọn họ lên tiếng đáp, người bị điếc à? Chẳng phải bọn ta đã nói là sẽ không nghe ngươi nói chuyện sao? Không ai lý tới hắn. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ là gỗ đá hết cả sao? Hy Bình thấy mất hứng, tự nhủ, thôi được, không cần phải nói chuyện với bọn người này nữa. Ta phải đi tắm rửa đây, ta cảnh cáo các ngươi, không được lợi dụng thời cơ mà chiếm tiện nghi nữ nhân của ta. Nếu chỉ đứng nhìn thì được, nhưng tuyệt đối không được sờ mó đến ai, bằng không thì, hừ. Một tiếng đập nước vang lên, hắn đã nhảy vào đầm nước, liền ngay lúc đó thì có rất nhiều cá bắn vọt lên không. Những người trong động đột nhiên thấy nhiều cá như vậy, bất giác ai nấy cũng đều nuốt nước miếng. Lại có một bữa ăn hải sản ngon lành đây. Sau khi Hy Bình tẩy rửa mình mẩy sạch sẽ, hắn tiện tay bắt luôn 20-30 con cá xấu số, sau đó bỏ lên bờ, dùng kiếm để giết cá. Ê, trong bọn các ngươi, có ai muốn giúp ta xiên cá đem đi nướng không? Sau khi Hy Bình giết xong một con cá, thấy không có chỗ nào có thể đặt nó xuống được, nên mới cất lời hỏi như thế. Vẫn không ai thèm lý tới hắn. Hắn nghĩ tới Phỉ Sa, liền vòng tay ôm lấy nàng rồi hỏi, nàng có muốn giúp ta không? Phỉ Sa được hắn hỏi tới nên rất vui vẻ, vội đáp nhanh, được, để ta giúp ngươi. Ngoan lắm. Hy Bình hôn nàng một cái rồi buông nàng ra. Nàng mỉm cười thật ngọt ngào, vết thương của ta đã lành rồi, ngươi có thể thân mật với ta không? Vậy thì tốt lắm, nàng sẽ là một bằng hữu tốt của ta. Nhưng ta không muốn làm bằng hữu của ngươi, ta chỉ muốn làm tình nhân hoặc thê tử của ngươi thôi. Hy Bình nhìn kỹ nàng, rồi hỏi, nàng thấy được voi rồi đòi tiền à? Phỉ Sa thất kinh, hỏi, có phải ngươi tức giận rồi không? Hy Bình không đáp lời, chỉ hỏi lại, chẳng phải nàng yêu Lạc Hùng hay Lạc Thiên sao? Phỉ Sa nói, không có, trước kia cũng không có. Bọn hắn vốn chỉ xem chúng ta là thủ hạ và những công cụ để tiết dục mà thôi. Cũng có thể nói chúng ta là những con rối của cha con hắn. Bọn hắn không hề có cảm tình với chúng ta, mà chúng ta cũng chẳng có cảm tình với bọn hắn. Giữa chúng ta, đơn thuần chỉ có quan hệ nhục thể mà thôi. Vậy sao nàng lại có cảm tình với ta? Chẳng lẽ nàng đã quên việc đã bị ta cưỡng gian sao? Phỉ Sa cất giọng u buồn, lúc bị ngươi cưỡng gian, ta quả thật là rất phẫn nộ. Nhưng lúc nãy, khi quan sát ngươi và ba người bọn họ hoan ái, ta thấy bọn họ đã cảm thụ được những hoan lạc rất lớn do ngươi mang lại. Bất giác, ta nghĩ lại đến chuyện hôm đó của ta và ngươi, khi ngươi tiến nhập vào cơ thể của ta, thì tâm linh của ta có thể tương thông với ngươi, có thể cảm nhận được những thứ tình cảm trong lòng của ngươi, bất luận là thống khổ, phẫn nộ, hay hoan lạc, ta đều có thể cảm nhận được những thứ đó một cách rõ ràng. Ta rất thích cái cảm giác đó, cái cảm giác cực kỳ sung mãn đó. Trong lúc ngươi cưỡng gian ta, ta có thể cảm nhận rất rõ ngươi là một con dã thú đang điên cuồng, phẫn nộ, tàn khốc, và đang muốn trút hận lên đối phương. Quả thật, đó là lần đầu tiên mà ta lãnh hội được thế nào là tình cảm chân chính, tuy đó không phải là thứ tình cảm ôn nhu mà bất cứ nữ nhân nào cũng mong mỏi. Nàng ngừng một chút, ngưng thị nhìn Hy Bình, trong mắt long lanh ánh lệ, nói tiếp, ta biết là ta không xứng với ngươi, bởi vì bọn họ đều là những xử nữ thuần khiết. Còn ta chỉ là một dâm nữ không hơn không kém. Nhưng, ta rất mong muốn có được tình yêu của ngươi, vĩnh viễn thuộc về ngươi, sau này cũng chỉ là một dâm nữ duy nhất của ngươi. Ta có thể vì ngươi mà trở nên ôn nhu hoặc cuồng bạo. Hy Bình thật không ngờ nàng lại có thể thốt ra những lời thâm tình như thế, dù là chân hay giả, những lời đó quả thật rất cảm động. Trong lòng hắn cảm thấy có một chút tội lỗi, chỉ gật nhẹ đầu, an ủi tốt, vậy thì nàng sẽ là thê tử của ta. Sau này, ta sẽ giúp nàng sinh một hài tử cho ta. Nói xong, hắn lại quay sang tiếp tục giết cá. Phỉ Sa nhìn gã chăm chú, lệ dâng ngập bờ mi, vừa khóc vừa nói, tuy ngươi là một kẻ hỗn đản rất xấu xa, nhưng sự xấu xa đó lại khiến cho nữ nhân yêu đến tận xương tủy. Màn đêm dần buông, những người ở trong động tạm thời được bình yên vô sự, thỉnh thoảng vẫn nghe được những tiếng chấn động từ bên ngoài vọng vào, nhưng dù sao cũng cần phải nghỉ ngơi. Bên ngoài mọi người đang xúc tiến công việc trong đêm nay, đào một đường hầm không phải là không có khả năng. Lạc Thiên đã sớm mang người rời đi, ở đây hắn luôn bị người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia bài xích. Hắn căm thù Thái Âm giáo,
hắn những tưởng sẽ đoạt được trái tim của Thái Âm Thánh Nữ, nhưng không ngờ lại thất bại. Hắn thật không rõ Hoàng Hy Bình có điểm gì tốt, thế mà chỉ mất 1-2 ngày, thì đã chiếm được trái tim của Thánh Nữ Thái Âm Giáo. Tất nhiên là hắn không phục, nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải là loại người vì nữ nhân mà bỏ rơi tất cả, đúng như hắn nói. Nữ nhân chỉ là một con cờ trong cuộc chơi của hắn. Khi con cờ không phải là của hắn, hắn sẽ chọn lựa hoặc là từ bỏ hoặc là phá hủy quân cờ mỹ lệ ấy. Hắn tạm thời chưa xác định sẽ buông tha hay hủy diệt Âu Dương Đình Đình, nhưng hắn đã không còn hy vọng gì đối với Âu Dương Đình Đình nữa rồi. Hắn trở về lần này là muốn cùng phụ thân thương lượng bước tiếp theo của kế hoạch. Lạc Hùng hiểu được, Thái Âm Giáo có thể không cần để ý tới, trước tiên cần diệt trừ mối lo Ngọc Xà Môn. Chúng đã giết rất nhiều môn đồ của hắn ghi hận trong lòng, mà hôm nay Thái Âm Giáo cùng Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia liên minh, liệu có ý đồ gì với Võ Lâm hay không? Điều này cũng có nhiều người để ý đến, hắn khó có thể dương cao ngọn cờ tiêu diệt Thái Âm Giáo. Hơn nữa, Thái Âm Giáo dù sao cũng là một danh môn chính phái. Trong lúc bọn họ đang thương lượng nên đối phó với Ngọc Xà Môn như thế nào thì Quyền Khuynh Quốc tới, hắn vì quyền hành mà tới. Lạc Hùng, quyền hành đã đi đâu rồi? Thanh âm của hắn đã chuyển từ ngữ khí khách sáo thường ngày thành ngữ khí chất vấn cùng mệnh lệnh trực tiếp hỏi. Lạc Thiên đã biết rõ Quyền Khuynh Quốc là đương kim thánh thượng, nhưng không biết là lời nói ra khó nghe như vậy. Lạc Hùng khiếp vía đáp, thần không biết ạ, công tử, không ở Bắc Lăng Trang sao? Từ hôm qua tới giờ vẫn không thấy bóng dáng hắn. Lạc Hùng nói, thần sẽ lập tức đi tìm công tử. Quyền Khuynh Quốc nghi hoặc, ta nghe nói Hoàng Hy Bình bị chôn vùi trong sơn động, quyền hành có thể cũng có mặt tại đó hay không? Lạc Hùng đáp, đó là ả thiếp của thần bí mật hẹn Hoàng Hy Bình ở đó. Thần nghĩ, quyền hành bọn họ cũng không tự nguyện đi theo, hơn nữa, bọn họ nhất định là không biết chuyện này, biết đâu đã tới chỗ khác. Quyền Khuynh Quốc nói, các ngươi hãy lập tức một mặt sai người mở động, một mặt tìm kiếm khắp nơi. Nếu không tìm được quyền hành, ta sẽ diệt toàn tộc ngươi. Dạ, thần nhất định sẽ đưa quyền hành trở về. Quyền Khuynh Quốc phất tay áo, tức giận rời đi. Hai cha con đóng cửa lại, xác định xung quanh không có ai, Lạc Thiên yên tâm nói, cha, khi bọn họ mở được cửa động, nếu tìm thấy được thi thể của quyền hành, vậy chúng ta sẽ phải ăn nói làm sao với Hoàng thượng. Hoàng thượng dường như rất quan tâm tới quyền hành. Lạc Hùng suy nghĩ nói, giờ không nói đến chuyện này, nếu quả mở được động khẩu, mà tìm thấy thi thể quyền hành, chúng ta quyết không thể để Hoàng thượng hồi cung. Lạc Thiên giật mình, phụ thân, người muốn giết Hoàng thượng. Lạc Hùng tàn nhẫn, hắn đối với ta bất nhân, thì ta đối với hắn bất nghĩa. Liên tục 2 ngày, chúng nhân bên ngoài động tiếp tục đào, Hy Bình ở trong động thì vẫn bắt cá, thật là nhàn hạ. Ném mấy con cá vào thủy đàm, Hy Bình vừa phóng sinh vừa thì thầm nói, ta thật tốt ha, đã bắt được các ngươi rồi, lại đem thả đi. Sau này muốn ăn các ngươi thì lại phải xuống bắt, rồi đem nướng ăn. Những người ở trong động thì lại nghĩ, người này hễ không sướng ca thì là làm ầm ĩ lên. Đặc biệt là những người đang đói bụng, nghe những lời nói này của hắn thì rõ ràng là nhắm vào họ mà, bắt cá rồi ăn cá, bộ không phải là muốn chọc cho cái bao tử của bọn họ cồn cào lên sao. Đã 2-3 ngày không có ăn gì, giờ chỉ nghe một tiếng ăn là nước miếng đã chảy ròng ròng. Mặc dù biết vậy, nhưng tại đây lại không có ai có thể cấm hắn nói chuyện. Lại thêm cả ngày hắn cứ đi loanh quanh trong động, nơi nào có ánh sáng thì hắn liền tới nơi đó, để cho toàn thân được phủ đầy ánh sáng, cái vật trong khố còn chọc lên, hứng lấy ánh sáng lấp la lấp lánh đập vào mặt mọi người. Hắn tại sao lại không biết liêm sỉ nhỉ? Đã thế, hắn lại còn nói, ánh sáng chiếu quanh ta, ta lõa thể phong cuồng. Hừ, hắn biến nơi đây thành thế giới gì vậy? Những nữ nhân đã có quan hệ nhục thể với hắn thì không nghĩ gì, chỉ là những người khác giờ đây thực sự rất ghét người này. Vì việc bị khốn ở trong động đã quá đủ phiền muộn, nhưng điều khiến họ buồn bực hơn chính là cùng bị khốn chung một chỗ với Hoàng Hy Bình. Giống như bây giờ, hắn ưỡn chim to của hắn, công khai đi lại trong ánh sáng lập lòe. Có vẻ như muốn học làm người mẫu thời đại đi những bước đi một hàng, thực là đáng phục. Phụ thân, Hoàng thượng đối với việc quyền hành mất tích rất lo lắng. Lúc này đã là ngày thứ 5, Hy Bình bị khốn tại hố lớn. Lạc Hùng ngày càng mất kiên nhẫn. Lạc Hùng nói, tên quyết hành này thực sự không phải là một nhân vật đơn giản. Ta đoán nhân vật này có quan hệ cực kỳ mật thiết với Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng không có huynh đệ, vậy là ai nhỉ?
Lạc Thiên nói, không quản hắn là ai, chắc chắn cuối cùng sẽ phải chết. Bọn chúng bị chôn tại cái động đó, tuyệt đối không thể sống sót. Nếu một ngày ai đó đào lên, chắc chắn chúng đã là những thi thể thối rữa. Ta sợ có một ngày. Lạc Thiên hỏi, phụ thân, người sợ cái gì? Cái động đó không phải do ta tạo ra, chỉ là tự nhiên bị sập, ai dám đắc tội với chúng ta? Con à, hoàng thượng hành sự thì bất kể lý do. Lời nói của Lạc Hùng quả thật có lý, Lạc Thiên không thể phản bác. Lạc Hùng nói tiếp theo tốc độ hiện tại, bọn chúng phải đào cái động đó, nhưng tối thiểu mất bao nhiêu ngày? Lạc Thiên nói ít nhất là nửa tháng nữa. Tốt, chúng ta hiện tại toàn tâm đối phó với Ngọc Xà Môn, các việc khác, nửa tháng sau sẽ tính. Cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng thượng, có việc gì xảy ra, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức, nếu không, chỉ có con đường chết. Lạc Thiên nói phụ thân, con biết phải làm gì rồi. Bên ngoài phong khiếu động, mọi người đang khẩn trương đào bới, còn những người bên trong hố thì đang thưởng thức món cá nướng. Ngày ngày ăn cá, dù có ngon đến đâu cũng trở nên vô vị. Liên ngư đản đô không tìm ra đường lớn, thực là thảm họa. Các người nghĩ đang ăn mỹ vị hả? Ta nghĩ người ta đang trở thành con cá lớn rồi, các người lại xem có phải thật không? Mọi người nhìn sang Hy Bình, chỉ thấy thân thể trần truồng của hắn có rất nhiều mảnh da, liệu có phải là da cá không? Không phải chứ. Quyền Hành nói có khả năng là do mắt, một chút cảm giác cũng không có, người có trở thành da cá hay không, ta cũng không biết, đừng có hỏi ta. Khoan, thân thể của ta đâu để cho ngươi nhìn. Nương nương Khang, mau cởi y phục ra đi, mặc bao nhiêu ngày như vậy, ngươi không cảm thấy hôi sao? Bởi vì trong những ngày qua, hắn đã chiếu cố đến dạ dày của mọi người. Thái độ của Quyền Hành đã cải thiện nhiều, đối với hắn đã không còn giận dữ. Chỉ là không thể không nói, ta đang ăn, người đừng nói hôi thối gì ở đây, làm mất khẩu vị của ta. Các người nói xem, bao lâu thì có thể ra khỏi cái động này? Hy Bình chuyển đề tài. Phỉ Sa nói, chỉ biết là mất khá nhiều thời gian thôi. A Mật Y lo lắng nói nhưng cái ao cá này, ta chỉ sợ không đủ cho chúng ta đến ngày đó. Hy Bình nói, vấn đề này thì các ngươi không cần phải lo lắng, trong ao này có rất nhiều cá. Sao ngươi biết? Mọi người đồng thanh hỏi. Bởi vì mỗi lần ta xuống dưới, có rất nhiều con hôn ta, nếu không tin, bọn ngươi có thể thử. Mặt của Quyền Hành đột nhiên lộ hỉ sắc, cái thủy đàm này nhất định có lối thông ra bên ngoài. Lối thông? Thủy đàm này chắc chắn có lối thông với mê giang bên ngoài, chính vì vậy mà ở đây có rất nhiều cá. Chắc chắn chúng đến từ mê giang ở bên ngoài. Mọi người đều nghĩ hắn nói quả là có đạo lý, đều hỏi sao trước kia mình không nghĩ ra nhỉ? Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Hy Bình xoa đầu nói. Quyền Hành mắng, người tưởng ngươi không ngốc à? Nương nương Khang, ngươi không tin là ta không cho ngươi ăn cá hả? Quyền Hành nhìn hắn, khả năng tên này khi tức giận, cự vật trong khố của Hy Bình bạo trường, huyết mạch tại long căn bành trướng, quả thật kinh nhân. Ngươi đừng nói là ngươi không giữ lời hứa đấy. Quyền Hành nói lại. Hy Bình nghe xong, tự hỏi nói lúc nào? Chắc quên rồi. Quay đầu nhìn sang A Mật Y hỏi, ta có nói thế không? A Mật Y là người thật thà, thành thật nói, ngươi quả có nói vậy. Ha, quả thật to hay. Quên hắn vừa xoa đầu, vừa ăn nửa con cá, nửa con còn lại đưa sang cho Quyền Hành nói, ngươi ăn đi. Sao ngươi muốn ta ăn phần thừa của ngươi? Quyền Hành tức giận nói. Ta đã giữ lời còn gì, cho ngươi cá ăn. Quyền Hành nói, ta không ăn nước miếng của ngươi. Hy Bình nói, ha ha, ta đánh giá cao ngươi rồi. Ngươi ăn cá no rồi, uống cũng đủ rồi, lại không thích nước miếng của ta. Chúng ta đều là đàn ông mà, sao ngươi lại để ý vấn đề đó? Trông ngươi chẳng có tí dáng dấp nam nhân nào cả, nương nương Khang. Quyền Hành sắc lạnh nói, ta không ăn, ta là nương nương Khang, ngươi coi ta là thứ gì đây? Ta đi lặn tiếp đây. Hy Bình tức giận vì không nói lại được, liền lặn xuống nước. Hắn lặn rất lâu, mọi người trên bờ mãi không thấy trả lời. Quyền Hành thấy vậy nói, hắn xuống lâu như vậy mà không lên, có phải chết rồi chăng? Linh tinh, cái mồm ngươi đúng là mồm quạ, an toàn những thứ linh tinh. A Mật Y không một chút khách khí tức giận nói. Hắn trước đây lặn xuống thì lên rất nhanh, nhưng lần này thì đã khá lâu rồi. Kỳ thật ta không nghĩ hắn xảy ra chuyện gì, bởi vì con người hắn thực sự hiện tại rất hữu dụng, vừa bắt cá được, vừa có khả năng dùng đao nướng cá. A Mật Y nói, theo vừa rồi ngươi bảo hắn chết còn gì? Ta có sao?
A Mật Y nói, không thể chịu nổi ngươi nữa. Ngươi vừa nói nương nương khang không bao giờ sai, trừ phi ngươi không phải là nam nhân. Ta nghĩ ngươi thực sự là nữ nhân, từ giọng nói cho đến thái độ nhất cử nhất động giống hết như một kiều nữ. Quyền Hành không nghĩ điều đó là xấu hổ, chỉ nhẹ nhàng nói, đây chẳng qua là tập quán từ nhỏ của bọn ta. Trong gia đình ta, hầu hết là nữ, ngoại trừ ta. A Mật Y nói, chẳng lẽ ngươi như vậy, hóa ra bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, đường đường một nam nhân tự nhiên biến đổi tính tình thành nữ nhân. Quyền Hành phản bác, nữ nhân thì có gì không tốt? Ta không có nói là không tốt, nữ nhân đương nhiên là tốt rồi, nhưng ngươi là một nam nhân, lại học theo cách của nữ nhân từ hình dáng cho đến âm thanh. Thực làm cho ta phải sợ hãi, toàn thân nổi hết cả da gà lên. Quyền Hành nói A Mật Y, ngươi thử nói lại xem ta có giận ngươi không? A Mật Y đương nhiên không sợ nói đừng quên là bọn ngươi hiện tại nếu không có phu quân của ta thì chắc đã chết đói rồi. Quyền Hành kinh ngạc nói, A Mật Y, ngươi nói mà không biết xấu hổ à? Đường đường là thánh nữ Thái Âm giáo mà cứ mở mồm ra gọi hắn là phu quân. A Mật Y thẳng thắn nói ta sắp sinh cho chàng một hài tử, liệu ta có được gọi chàng là phu quân không? Nhanh vậy sao? Quyền Hành tức giận nói ngươi đúng là điên thật. Ha một tiếng, âm thanh của Hy Bình từ dưới nước lên. Thêm một tiếng nữa lên, mang theo âm thanh hoan hỉ chúng ta không cần phải ăn cá nữa rồi. Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh của hắn mà không thấy hắn đâu. Những mỗi câu, mỗi từ của hắn thì nghe rất rõ. Ngươi nói cái gì? Mọi người hỏi lại, đột nhiên. Hy Bình từ dưới nước bay lên, đứng ngay sát bên Quyền Hành. Quyền Hành quay đầu tức giận, tưởng là quái vật đến gần, lập tức xuất thủ đánh đúng vào trọng điểm của Hy Bình. Hy Bình bị đánh trúng, song thủ ôm lấy Dương Căn, tức giận nói tên nương nương khang đáng chết này, định giết giống của ta hả? Quyền Hành sợ hãi phân bua ta không cố ý mà. Con mẹ nó, người đích thị cố ý, người đúng là đồ ích kỷ, tâm lý biến thái. Quyền Hành nói ta không tranh luận với ngươi, ta đã nói từ trước rồi, chẳng nhẽ ta lại không cần ăn cá sao? Hy Bình nói, ta lặn xuống dưới cũng khá lâu rồi, cẩn thận quan sát một chút thì quả nhiên thấy một động khẩu. Động khẩu này khá to có thể cho phép hai người cùng ra vào một lúc. Ta nghĩ nếu chúng ta lặn vào động khẩu đó, nhất định sẽ ra mê giang. Thế ngươi không tự ra ngoài xem thử à? Ta không có. Sao ngươi không thử? Hy Bình kiên nhẫn nói ngươi đúng là đồ ngu, sau khi ra ngoài, nếu ta không thấy đường trở lại thì lũ các ngươi chẳng lẽ lại không bị chết ở đây à? Cũng vì hắn chỉ thấy một đường ra duy nhất là chỗ đó. Hắn cũng không rõ phương hướng chắc chắn nên không ra vội. Quyền Hành nói, sao ngươi không nhanh chóng đưa bọn ta ra? Hy Bình nói, ta có một câu hỏi, các người có giỏi thủy tính không? Không biết. Hy Bình thở ra một tiếng rồi ngồi xuống nói, nếu không giỏi thì khó lắm bởi vì nếu không chịu đựng được thì rất có thể bị chết đuối. Ngươi có nói quá không đấy? Nói quá ư, nương nương khang. So sánh thủy tính giữa ta với bọn ngươi thì ai hơn? Quyền Hành định cự tuyệt nói, ta không đi, nhưng đã kìm được, cuối cùng vẫn phải nói, dẫn bọn ta nhanh ra khỏi đây. Hy Bình cười lớn nói, được, nhưng các người phải đáp ứng cho ta hai điều kiện, nếu không, thì miễn bàn. Quyền Hành nói, ngươi nói đi. Thứ nhất, để ta hát một bài ở đây, bởi vì ta nghĩ rằng khả năng vọng âm ở đây sẽ rất hay. Mọi người trầm mặc. Quyền Hành cuối cùng nói mọi người có ý kiến không? Mọi người đành gật đầu dù biết rằng điều đó thực sự là kinh khủng. Không thành vấn đề, Quyền Hành thở ra nói rất khó khăn. Hy Bình nhìn sang Mộng Cơ rồi chậm chậm nói điều kiện thứ hai. Ta đến đây chỉ vì nàng ta, vì vậy ta phải được ân ái với nàng ta một lần. Đây là mục đích đầu tiên của ta. Trước khi khởi hành, ta phải đạt được điều đó. Mộng Cơ nhìn sang phía hắn, ta đáp ứng với ngươi. Sẽ ân ái với ngươi. Hay, giao dịch xong, Hy Bình đứng thẳng dậy, Dương Căn bạo phát làm chiếc khố căng lên, giống như bạo long cuồng mãnh. Cái gì, Hoàng Hy Bình chưa chết, Lạc Hùng chấn kinh khi nghe tin, đứng ngồi không yên. Lạc Thiên nói, ta vừa nhận được thông báo, có người nghe thấy tiếng Hoàng Hy Bình hát ở trong hố đó. Hát ư, hừm, bên trong không có một âm thanh nào khác truyền ra ngoại trừ tiếng hát đó. Chắc cha biết rằng, tiếng hát của hắn giống như tiếng sấm, chỉ muốn đánh thẳng vào tai người khác, Lạc Thiên nói. Hai tử, tiếng hắn chứ, Lạc Hùng không thể không cảm thán. Lạc Thiên nói bọn bên ngoài nghe thấy tiếng hát của Hoàng Hy Bình,
chắc chắn sẽ đào nhanh hơn. Lạc Hùng từ từ ngồi lên trên ghế, nói có thể Ngọc Xà Môn làm mọi việc chậm lại, chờ đợi kết quả để làm tiếp. Phỉ Sa ở trong đó không biết có làm lộ chuyện của chúng ta. Lạc Thiên nói con ca kỹ đó rất mê luyến con, chắc sẽ không làm lộ chuyện gì đâu. Nhưng con à, dựa vào đâu mà con bảo là nó mê luyến con? Lạc Thiên nói rất tự nhiên ở trên giường. Lạc Hùng cảm thán nói chỉ sợ rằng nếu nó mê luyến con vì đó, thì Hoàng Hy Bình còn cường hãn hơn con về khả năng đó. Không phải ai cũng có khả năng như hắn. Lạc Thiên trầm mặc không nói. Quả thật về điểm này, hắn không thể nói được. Lạc Hùng nói, chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Một mặt ta sẽ tiếp tục theo dõi Ngọc Xà Môn, mặt khác phải tiến hành kế hoạch cẩn thận hơn. Nếu như cái hố đó được khai thông, Hoàng Hy Bình không chết, mọi việc của chúng ta sẽ bại lộ hết. Chúng ta phải đi trước chúng một bước, để chúng vĩnh viễn không thể nói bất kỳ điều gì. Vì vậy, chúng ta sẽ phái đi một đội ám sát tới Gia Lăng Trấn, tiện thể đến Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia tiêu diệt chúng luôn. Lạc Thiên nói hay quá, phụ thân, nhi tử sẽ bảo Thương Ưng làm việc đó. Sau trường đại sướng ca, trong sự bất ngờ của mọi người, đại ca thần đột nhiên cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Lúc tai của mọi người bị hắn hành hạ đến mức gần như chảy ra dầu, thì hắn lại nằm lăn ra tại đương trường mà ngủ thẳng cẳng. Ha, rốt cuộc cũng được thanh tịnh và an toàn rồi. Những người trong động đều cảm thấy kỳ quái, làm sao mà tên sắc ma này lại có thể lăn ra ngủ dễ dàng như thế chứ? Mọi người còn tưởng rằng sau khi ca sướng xong thì hắn sẽ ôm mộng cơ mà ngủ, nhưng rốt cuộc hắn lại bỏ qua cho mộng cơ, kỳ lạ thật. Đến khi ánh sáng từ bên ngoài lại chiếu vào trong động lần nữa thì thiên tài mới tỉnh dậy, hắn nói lớn, thật là sảng khoái a. Hát xong rồi ngủ, đúng là thoải mái thật. Chúng nhân trong động bị tiếng la của hắn đánh thức, quyền hành bực mình, người đã làm cho chúng ta khổ sở cả một ngày, vậy mà cũng hưng phấn được hay sao? Hy Bình cất bước đến gần, quyền hành không có phản ứng gì, hắn liền cúi xuống ôm lấy đầu của quyền hành rồi hôn một cái lên trán của hắn. Toàn thân của quyền hành chợt trở nên cứng nhắc, sau khi Hy Bình buông đầu của gã ra thì mãi một lúc sau hắn mới ấp úng, ngươi hôn ta. Hy Bình trả lời, ta rất cảm động, nên phải cảm tạ ngươi. Ngươi là cổ động viên hiếm có của ta, điều đó rất quý, cho nên ta phải đáp lễ chứ. Quyền hành gắt gỏng, ngươi hôn ta, hứ. Số nam nhân hôn ta. Hê, nương nương khang, ta không có hôn ngươi à, chỉ là dùng môi của ta đụng vào đầu của ngươi thôi. Ngươi đừng có suy nghĩ dơ bẩn, ta tuyệt đối sẽ không hôn nam nhân. Vừa rồi không thể tính là hôn được, ta cảnh cáo ngươi. Quyền hành ngồi dưới đất, hai chân run run, dùng giọng điệu giống hệt nữ nhân, phải tính, phải tính. Ngươi thật là đáng ghét, nương nương khang, ta khinh, phì, phì. Hy Bình ngoác miệng ra phỉ nhổ lia lịa, ai, đáng lý ra không nên xúc động như vậy mà đi hôn tên nương nương biến thái này, thật là kinh tởm mà. Hắn không lý tới bàn tay của quyền hành đang nắm chặt lấy hắn, ngang nhiên bước đến trước mặt mộng cơ, nói, đã đến lúc nàng thực hiện lời hứa của mình rồi. Mộng cơ gật nhẹ đầu, từ từ đứng lên, rồi tự động thoát y. Hy Bình không ngăn cản nàng, những người trong động cũng không ai có ý ngăn cản nàng. Sau khi đã chút hết y phục, lúc này mới phát hiện ra ngoài làn da đặc biệt trắng hơn người thường của nàng, thì tất cả những bộ phận khác so với nữ nhân trung nguyên chẳng có khác biệt gì. Đôi ngực của nàng đặc biệt lớn và cao vút, ở nơi giao tiếp của hai chân là một vùng đất màu mỡ choáng ngợp sắc vàng bởi kim mao. Ha, không ngờ màu sắc lông mao ở nơi đó và màu tóc của nàng lại giống y chang nhau. Hy Bình nuốt nước miếng, hãy xuống đầm tắm với ta nhé. Nàng đã mấy ngày chưa tắm rồi à? Mặt của mộng cơ thoáng hồng, khẽ gật đầu đồng ý, rồi dùng tiếng của Trung Nguyên nói, được, tắm thì tắm. Quả nhiên là rất hôi a. Sau khi Hy Bình ôm lấy nàng thì cất tiếng la lên như thế, khiến mộng cơ phải xấu hổ cúi gầm đầu xuống. Lúc này hai cơ thể tiếp xúc với nhau, nàng cảm nhận được những cơ bắp cường tráng của Hy Bình. Tuy cơ thể của Lạc Hùng cũng rất cường tráng, nhưng tuyệt không thể so sánh với Hy Bình. Đã lâu rồi nàng chưa được đụng đến cơ thể của nam nhân trẻ tuổi. Giờ đây cảm nhận được từng hơi thở của Hy Bình, nàng không nén được phải nuốt nước miếng vài lần, khuôn mặt của nàng cũng bắt đầu đỏ rực lên vì dục hỏa. Hy Bình ôm nàng tiến vào đầm nước rất nhẹ nhàng, để nàng được bơi lội, vì vậy mà mặt nước không hề bị bắn tung ra ngoài. Hy Bình buông nàng ra, nói khẽ vào tai nàng hãy tắm rửa trước, nhớ đó, nhất định phải sạch sẽ. Ở trong bóng tối,
mọi người chỉ nghe thấy tiếng bị bõm của nước vì không thấy Hy Bình lên tiếng, mà Mộng Cơ cũng chẳng lên tiếng nốt. Cứ thế một khắc trôi qua, Hy Bình bơi đến bên cạnh Mộng Cơ, nhẹ giọng hỏi, đã tẩy rửa xong chưa? Đã xong rồi. Mộng Cơ đáp, không ai thấy được gương mặt đỏ hồng của nàng, vì nơi này rất tối, ánh sáng không chiếu đến được. Mộng Cơ cảm thấy cánh tay Hy Bình vòng đến ôm lấy mình. Ở trong làn nước, vì hai người đều thành thạo thủy tính nên không bị chìm xuống. Bàn tay của Hy Bình hạ xuống nơi vùng tam giác thần bí của nàng, vân vê nhẹ nhẹ. Mộng Cơ bị hắn hí lộng, cảm thấy nhột nhạt khó chịu nổi, lập tức không còn giữ cho toàn thân nổi trên mặt nước được nữa, thân thể chìm xuống từ từ. Chợt nàng phát hiện có một cánh tay duỗi ra giữ lấy nàng rồi nâng lên mặt nước. Lúc này, chỉ nhờ vào sức của một người mà cả hai cứ quyện lấy nhau, lơ lửng nổi trên mặt nước. Hy Bình vuốt ve cánh tay trái của nàng, mặt khác, một ngón tay giữa trượt vào trong hoa đạo của nàng khuấy động, một cổ xuân thủy cũng theo đó trào ra ngoài. Nàng kêu a, lên một tiếng, không dám nhìn thần sắc của Hy Bình, nhưng cũng biết ngón tay của hắn đã rời khỏi hoa đạo của nàng. Bàn tay trái của hắn hạ xuống kéo đùi phải của nàng lên. Ở trong nước, việc làm này thật chẳng mất chút tí khí lực nào. Sau một khắc, nàng cảm thấy hạ thể của Hy Bình đang tiếp cận hạ thể của mình. Cự vật cứng rắn ấy đính ngay tại địa phương thần bí của nàng. Hắn đẩy mạnh, cự vật ấy lập tức tiến nhập mật đạo, xuân thủy từ nơi đó trào ra nghênh tiếp lấy cự vật đang tiến vào, khiến cho hoa đạo của nàng cảm thụ được vô vàn khoái cảm. Nàng biết được, nàng và hắn đã bắt đầu hoan ái. Cái loại giao hoan trong nước thế này tuyệt không thể dùng lực để ma sát nhiều, chỉ có thể từ từ, không nhanh không chậm mà tiến lui. Tất nhiên, khoái cảm cũng không vì thế mà mất đi. Nó vẫn y nhiên tồn tại và mang lại cho song phương một loại khoái cảm khác lạ. Mộng Cơ ở trong thủy đàm bắt đầu phát ra hàng loạt âm thanh mê ly chết người. Dù sao đi nữa, khi làm cái việc này ở trong nước thì cũng có sự hạn chế, vì vậy nên Hy Bình đột nhiên nói lớn, A Mật Y, các nàng hãy giúp ta trải y phục ra đất đi, ta muốn lên bờ làm cái việc này. Ở đây thật là bất tiện, ta nhất định phải đánh cho cái ả hại người này một trận tơi tả mới được. Bọn A Mật Y bốn người quả nhiên nghe lời, rất nhiệt tình giúp lão công của mình hoan ái với nữ nhân khác. Hy Bình ôm Mộng Cơ lên, hai người toàn thân lõa lổ đi đến nơi có ánh sáng. Tuy thân Hy Bình có vẻ trăng trắng, khả dĩ có thể so với làn da trắng bạch của Mộng Cơ, nhưng đó không có nghĩa là da của hắn trắng. Trong lúc hắn ôm Mộng Cơ bước đi, dương căn vẫn lưu lại trong mật đạo của nàng, thân thể của nàng nhấp nhô lúc cao lúc thấp theo từng bước đi của hắn. Khiến cho Mộng Cơ thốt lên những tiếng rên đầy khoái lạc, ư. Bộ dạng ấy thật dâm uế cùng cực, Hy Bình bước đến nơi trải y phục, quỳ nửa người xuống rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, nhưng vẫn không để mật đạo của nàng rời khỏi nam căn của hắn. Sau khi Mộng Cơ nằm xuống, liền co hai chân lại và mở hờ ra. Hy Bình chuyển người quỳ vào khoảng giữa hai chân của nàng, hạ thể của hai người cứ thế mà bám chặt lấy nhau. Lúc này, Mộng Cơ cảm giác được dương căn của Hy Bình đang lớn dần lên ở bên trong nàng, cứ thế mà tiến nhập vào hoa đạo của nàng. Nàng cảm thấy được tâm linh của nàng và hắn đang tương thông với nhau, đây là một loại cảm giác mà nàng chưa bao giờ có. Trong lòng Hy Bình, hắn đối với nàng không hề có chút tình ý nào, chỉ thuần túy là sự ham muốn nhục dục và hiếu kỳ. Tuy nhiên, trong lúc giao hợp, có thể cảm nhận được tâm linh và nhận biết được tình cảm của nam nhân này, vô luận đó là thứ tình cảm gì. Thì đều khiến cho nàng rất kích động, đây chính là sự kỳ diệu trong nhân gian. Có thể thông qua sự kết hợp tính khí của hai người mà đạt đến sự liên kết giữa hai tâm linh. Hy Bình từ trên thân Mộng Cơ đạt được khoái lạc vô cùng. Mộng Cơ lúc này như những cơn sóng đạt đến cao trào, lại bị hắn tấn công mãnh liệt, nên nàng cảm thấy thân tâm mình đã bị nam nhân cường đại này chinh phục triệt để, ngoài miệng liền thốt ra những âm thanh của người đã đạt đến cao trào, a a khoái. Nàng kêu lớn một tiếng. Rồi cong người lại, ôm chặt lấy Hy Bình. Hắn cong người lên, .sau khi hạ mông xuống, cự vật ở khoảng giữa hai chân như nộ long dũng mãnh tung hoành trận địa, khác xa so với thân thể mềm mại đang run nhẹ nhẹ của Mộng Cơ, rồi chợt xả tinh. Nàng mở to mắt ngơ ngác, thân thể run lên một trận, vội ôm chặt lấy Hy Bình, a, ta thật là không tốt. Thân thể của nàng bắt đầu mềm nhũn lại, vô lực nằm lên ngực Hy Bình. Hy Bình đặt nàng nằm xuống rồi ngồi dậy. Lúc cự vật của hắn tiến nhập vào ba nữ nhân kia thì có thể phóng giải ra rất nhiều, té ra nơi đó của Mộng Cơ cũng tương đối giống với nữ nhân của Trung Nguyên, khả năng khiến hắn có thể phóng giải ra cũng không tầm thường chút nào.
nàng nằm ở đó vô lực, phảng phất như đã khuất phục Hy Bình. Hy Bình đẩy đôi chân tuyết bạch ẩm ướt của nàng cho co lại, tại âm đạo của nàng là một vùng lông mao ẩm ướt màu vàng rực, cũng không biết đó là xuân dịch hay thật sự là nước, Hy Bình chúi đầu sát vào âm đạo của nàng, quan sát thật kỹ vùng lông mao vàng rực đó. Đấy chính là điều mà hắn hứng thú nhất, vì hắn vốn chưa có dịp tìm hiểu nó thật nghiêm túc, trong lòng nghĩ thầm, ha, lần này phải nghiên cứu kỹ càng mới được. Những sợi lông mao kim sắc đó được mọc lên rất có quy luật, chúng chỉ mọc lên phía trên âm bộ của nàng thôi, còn ngoài ra những chỗ khác thì không có lấy một sợi. Những sợi lông mao đó cũng khá dài, đã che phủ hết vùng âm bộ. Từ xa nhìn lại thì chỉ có thể thấy một vùng lông mao vàng rực, nhưng khi lại gần nhìn kỹ thì có thể thấy ở dưới những sợi lông mao ấy là một làn da trắng bạch. Hai bờ hoa đạo tuy cũng trắng nhưng có thể phân biệt được với màu của cơ nhục, bất quá, sự khác biệt đó rất nhỏ nhoi. Có lẽ nơi đó vốn cũng màu trắng, nhưng do vì mới vừa trải cả một trận hoan ái nên nơi đó mới trở nên hồng hào như thế. Âm bộ của nàng lúc này hơi cao, Hy Bình liền ép hai chân của nàng xuống, để lộ ra gò nhỏ của âm bộ. Một đường rãnh nhỏ nằm ẩn phía dưới vùng lông mao, cũng không thấy cơ nhục nơi đó có sắc hồng gì cả. Có lẽ nữ nhân này không thường xuyên hoan lạc cùng với nam nhân, hoặc giả dương căn của nam nhân thường cùng hoan ái với nàng không được to lớn lắm, vì vậy mà trận hoan lạc vừa rồi đã hồi phục công năng cảm thụ của nàng, sự dẻo dàng và tính đàn hồi cũng rất tuyệt hảo. Hắn nâng hai chân nàng lên, lúc này dù cho hắn có bẩy bố nàng thế nào, mộng cơ cũng chỉ nằm đó thở gấp một cách nặng nhọc. Nàng hiểu rằng người này sẽ tái diễn hiệp hai, hoặc thậm chí có thể sẽ còn nhiều hiệp nữa. Vì vậy nên nàng phải tranh thủ lúc này để điều hòa lại hơi thở. Nhân vì cơn cao trào đã qua, mật đạo của nàng lúc này đã bắt đầu khô ráo. Nếu có tiến nhập, chắc sẽ phải trải qua một đợt kích tình, nếu không thì sẽ làm cho nàng bị thương hại. Đột nhiên, nàng lại cảm thấy sợ Hy Bình mạnh bạo tiến nhập nàng vào lúc này. Nhưng Hy Bình lại tựa như đã quên mất việc sẽ tiếp tục cuộc hoan ái, chỉ mãi mê ngắm nhìn vùng cấm địa của nàng, khiến cho nàng vừa cảm thấy hổ thẹn lại vừa thấy tự hào. Vùng cấm địa của nàng so với những nữ nhân khác thì có một đặc điểm rất lạ, đó là đám lông mao vàng rực mà không một nữ nhân nào có được, vì vậy mà nam nhân này say mê ngắm nhìn đến điên cuồng như thế. Lần đầu trông thấy một vùng cấm địa có lông mao vàng rực, mà dù cho chúng có mang màu đen đi nữa thì trông cũng rất gợi cảm. Hy Bình đưa tay dò dẫm vùng cấm địa của A Mật Y, ngạc nhiên hỏi, A Mật Y, nàng cũng ướt rồi này, có muốn không? Không muốn, A Mật Y nói. Hy Bình vẫn kiên trì, vậy sao nàng lại bị ướt? Xem kìa, bốn người các nàng đều ướt hết rồi, chắc chắn là rất muốn rồi à. Hiện tại, ta phải hành hạ ả tiểu thiếp này của Lạc Cẩu Hùng đã, ta làm, không biến ả thành lạn nhân thì không chịu thôi. Tên Lạc Cẩu Hùng đáng ghét đó, ta không thể giao đấu với hắn một trận thì ta phải đấu với hắn ở trên mình của tiểu thiếp và muội muội của hắn. A Mật Y cả kinh cái gì? Chàng và U Nhi đã. Hy Bình lúc này đang dùng hai tay tách mở hoa đạo của mộng cơ, và nhìn vào cơ nhục màu hồng nhàn nhạt của nàng. Khi nghe A Mật Y hỏi vậy thì thản nhiên trả lời, trong bụng của nàng ta giờ đây đã có hài tử của ta. Hừ, đã mang hài tử của ta mà lại còn nghĩ đến Lâm Tiếu Thiên, thật không biết nàng ta yêu thương ai nữa. A Mật Y than, chẳng trách nào U Nhi lại quan tâm đến chàng như vậy. A, ngón tay của Hy Bình trượt vào trong mật đạo của mộng cơ. Không cảm thấy ẩm ướt. Vì sự cao trào lúc nãy đã dịu đi nên giờ đây sự ham muốn của nàng cũng bị giảm đi. Hắn dùng ngón tay khêu gợi lên dục tính của nàng một trận, cơ nhục mềm mại của nàng cũng bắt đầu nóng lên và xuân thủy lại bắt đầu trào ra. Hắn kéo ngón tay lên sát vùng lông mao vàng rực, rồi dí mặt sát vào và liếm lấy xuân thủy của nàng. Việc này khiến cho tính dục của mộng cơ đột tăng, mật đạo lập tức xuất ra rất nhiều xuân thủy, và trở nên ẩm ướt vô cùng. Hai tay nàng đưa ra ôm lấy đầu của Hy Bình rồi ghì sát vào vùng cấm địa của mình. A, thật là dễ chịu a. Hy Bình bị nàng ghì chặt đầu, nhất thời cũng không muốn nhấc đầu ra khỏi nơi đó, chỉ thò lưỡi dài ra và dùng nó để cọ sát mật đạo của nàng. Cái đầu lưỡi đó nung dần nhiệt độ của mật đạo lên, rồi giống như cái máy cắt cỏ mà cạo sát vào mật đạo. Mỗi một lần va chạm như thế là lại khiến cho thân thể mộng cơ run lên một lần. Truyền đến thần kinh của nàng từng trận khoái cảm cực kỳ, khiến cho nàng cảm thấy mê luyến cái loại khoái cảm này đến cùng cực. Chiếc lưỡi của Hy Bình thường xuyên tới lui tại đường rãnh, đụng chạm đến hai cánh hoa cùng với nhụy hoa, thỉnh thoảng cũng dùng đầu lưỡi cọ sát và kích thích cuống hoa của nàng. Với những hành động này của Hy Bình,
cảm thụ của Mộng Cơ thật chẳng khác gì đã đạt đến cao trào lần thứ hai. Hắn đột nhiên không hí lộng nữa, tách đôi tay của Mộng Cơ ra, rồi rời khỏi vùng cấm địa của nàng. Điều này khiến cho Mộng Cơ cảm thấy một trận trống vắng và mất mát rất lớn. Hy Bình ôm nàng lên rồi ngã người nằm xuống, nói, nàng cũng đáp lại giống ta đi. Mộng Cơ nhìn cự vật to lớn của hắn, so với của Lạc Hùng thì lớn hơn gấp đôi, chẳng những thế mà nó còn có thể trở nên to hơn nữa. Bởi vì nàng biết được cự vật của Hy Bình khi tiến nhập vào nàng đã biến lớn hơn nhiều ở bên trong nàng, khiến cho hoa đạo của nàng có cảm giác tê liệt, nhưng lại cũng khiến cho nàng trở nên rất phong cuồng. Nàng đưa hai tay cầm lấy dương căn của Hy Bình, vậy mà cũng chỉ nắm được có phần nửa của cự vật, nửa phần còn lại vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng há to miệng, định ngậm lấy đầu cự vật nhưng không được, liền trách khẽ, ngươi biến nhỏ lại được không? Hy Bình nghe lời nàng, biến cho cự vật nhỏ lại nhưng vẫn giữ nguyên chiều dài, quả thật là tài. Sau khi cự vật nhỏ lại, Mộng Cơ liền trổ tài của mình, khiến cho Hy Bình cảm nhận được vô số khoái ý. Hy Bình hoan hỉ hỏi, khi nàng hoan ái với Lạc Cẩu Hùng, có được tận hứng như đối với ta chăng? Trong lòng hắn vừa nghĩ tới Lạc Hùng, dương vật đột nhiên biến to ra lấp đầy lấy chiếc miệng nhỏ của Mộng Cơ, cơ hồ muốn xé toạc chiếc miệng nhỏ ấy ra, nàng trách sao ngươi lại đột nhiên biến nó ra to như thế? Người ta suýt tí nữa là chết rồi. Như vậy đâu có thể tính là suýt chết được, để ta cho nàng biết thế nào là sướng chết. Hắn ngồi dậy ôm lấy Mộng Cơ, đè nàng nằm xuống, rồi tay trái nắm lấy chân phải của nàng rồi gác lên vai mình. Cự vật cứng như thép áp sát đến mật đạo ẩm ướt của Mộng Cơ, từ từ tiến vào. Trong lần tiến nhập này, cự vật đó so với lần trước còn lớn hơn nhiều, khiến cho Mộng Cơ cảm thấy đau đớn khó chịu. Sau một lần vào ra, xuân thủy của nàng trào ra lai láng và lấp đi nỗi đau đớn khó chịu vừa rồi, chỉ còn lại sự cảm thụ rất to lớn. Ha ha! A, a, a! Trong động chỉ có tiếng nam nhân đang kêu lớn. Tại nơi ánh sáng chiếu xuống là hai cỗ nhục thể nhễ nhại mồ hôi, nam nhân đang nằm đè trên người nữ nhân, ôm lấy chân phải của nàng gác lên vai, hạ thể hoạt động rất mạnh bạo, cự vật rút ra rồi đút vào liên tục, thật là một cảnh dâm ô cùng cực. A, đau! Mộng Cơ đau đớn thét lên, Hy Bình trong lúc cuồng bạo tiến nhập, đã tăng ra kích thước của cự vật khiến cho nàng cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Hoa đạo tựa hồ chịu không nổi như muốn rách tung ra, nhưng đồng thời cũng mang đến cho nàng khoái cảm mà trước nay chưa từng có. Hy Bình không quan tâm tới nỗi đau đớn của Mộng Cơ, vẫn tiếp tục hành động cường bạo của mình. Mộng Cơ cảm nhận được tâm linh của Hy Bình lúc này đang phẫn nộ và ý muốn ngược đãi đối phương. Nàng không hiểu tại sao Hy Bình lại có những ý nghĩ như thế, nhưng thực ra, trong lòng Hy Bình lúc này đang nghĩ tới nữ nhân đang ở bên dưới mình đây chính là tiểu thiếp của Lạc Hùng, khiến cho hắn có cảm giác thống khoái và ý muốn bạo ngược đối với đối phương, bất giác hắn tăng cường kích thước của cự vật. Ta làm chấm CSO chết nữ nhân của Lạc Cẩu Hùng. Mẹ nó, lão thật là vô dụng mà. Vô luận Mộng Cơ khó có thể chấp nhận cự vật to lớn ra làm sao, tuy nhiên, sự đau đớn đó cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được, bởi vì cùng với sự đau đớn đó là một trận khoái cảm cực lớn tập trung tại linh hồn của nàng, xóa mở đi nỗi đau và mang lại cho nàng một thứ cảm giác mà từ trước tới nay chưa hề có. A, lớn, lớn quá, a, a, ta muốn. Trong cơn mê thất, dương vật ở bên trong khiến cho nàng rất phong cuồng, rồi toàn thân bắt đầu trở nên mềm nhũn. Đây là lần thứ nhất mà nàng hiểu được sự cuồng nhiệt thực sự của tên vô lại này. Cả thân thể lẫn tâm linh của nàng đều bị rúng động mãnh liệt. Trong sự trùng kích mạnh mẽ của Hy Bình, từng đợt sóng tình dâng cao không ngừng, phù ngập lấy Mộng Cơ, khiến cho nàng nhanh chóng đạt tới cao trào, rồi nàng ngã ra bất tỉnh. Ta phải trồng hạt giống của mình vào người của nàng. Trước khi Mộng Cơ bất tỉnh, đã kịp nghe hắn thốt lên lời đó, rồi thì nàng cảm nhận được một luồng dương tinh phóng vào trong nội thể của mình, sau đó thì toàn thân rũ xuống, và tâm linh cũng chìm vào mê mang. Đây cũng là lần đầu nàng bị bất tỉnh sau cơn giao hoan. Thiếp cũng muốn sinh hài tử cho chàng. Phỉ Sa lớn tiếng kêu lên. Hy Bình kéo cự vật ra khỏi mật đạo của Mộng Cơ, rồi đưa tay ôm lấy Phỉ Sa đang đứng ở bên cạnh. Hắn thu nhỏ dương căn lại, hơi hạ mông xuống, rồi mạnh mẽ tiến nhập vào mật đạo của Phỉ Sa. Phỉ Sa kêu lên đau đớn, a, à, lớn quá, chàng thật là thô bạo, nhưng thiếp lại rất thích. Hy Bình, hãy mạnh bạo vào. Phỉ Sa muốn sinh hài tử cho chàng. A, à, lần này chàng nhất định phải xạ dương tinh vào nội thể của người ta đó. Trong lòng Hy Bình nghĩ thầm,
nữ nhân này thật là khổ mệnh, nhưng vào lúc này lại thực sự rất yêu thương ta. Đối với những nữ nhân giao hợp với mình, Hy Bình đều có thể cảm nhận được tâm linh của họ nghĩ gì. Lúc này hắn đang đứng thẳng ôm lấy Phỉ Sa mà công hãm, được một lúc thì rời khỏi Phỉ Sa, rồi chuyển người đi về hướng A Mật Y, nàng đang vô lực ngồi ở đó. Hy Bình đến trước mặt nàng, cự vật của hắn lúc này đã thấm đầy xuân thủy của hai nữ nhân, ở dưới ánh sáng chiếu lên vẻ óng ánh, trông thật giống một ngọn thương lợi hại. Hắn nói, tới phiên nàng rồi, nàng muốn lớn hay nhỏ? Kiều thể của A Mật Y run nhẹ, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng chuyển sang màu hồng nhuận. Nàng cúi đầu nhìn xuống mật huyệt của mình, vết thương mấy hôm trước đã lành lại, liền ngẩng đầu lên, đưa đôi mỹ mục tràn đầy vẻ mê luyến nhìn hắn rồi nói, thiếp muốn thô dày và dài, với chàng, bất kể thế nào cũng được, dù là chàng có khiến cho thiếp phải chết đi thì thiếp cũng đều yêu thích. Hy Bình kêu lớn, A Mật Y, nàng hãy quay người lại rồi quỳ xuống đi. A Mật Y lập tức nghe lời, quay kiều đồn về hướng Hy Bình rồi quỳ chống hai tay xuống đất. Cụm hắc mao đen tuyền nối liền với đường rãnh rất hấp dẫn, vì mật đạo của nàng chưa từng trải qua nhiều trận xung kích, nên hai cánh hoa khép rất kín. Hy Bình quỳ xuống phía sau đôi mông đầy đặn của nàng, lòng căn của hắn từ từ xuyên qua đường rãnh, hai tay mở rộng hai chân của nàng ra rồi khẽ khàng mở rộng hai cánh hoa một cách thành thục. Cự vật của hắn đính tại cửa mật động của nàng, rồi kêu lớn, A Mật Y, ta tới đây. Hắn hơi hạ mông xuống, rồi đẩy mạnh. Cự vật thô dài lập tức tiến nhập vào trong. A Mật Y kêu lớn, kiều đồn theo cơn đau định hạ xuống, nhưng đã bị hai tay của Hy Bình giữ chặt, cự vật của hắn vẫn tiếp tục xung kích mật động của A Mật Y. A, trong động huyệt, thanh âm hoan ái của nam nữ vang vọng lên không ngớt. Vân Tuyết lại tiềm nhập Long Tu Trấn lần nữa để hội diện với Thiên Diệp Bội tam nữ. Thiên Diệp Bội lên tiếng trước, Lạc Hùng có hành động gì? Vân Tuyết nói, không thấy hắn có hành động gì, những chuyện như thế này, hắn không bao giờ để cho ta tham dự cả. Tuy hắn ở trên giường đối với ta rất tận tình, khả dĩ, thỉnh thoảng cũng để ta tham gia vài cuộc mật đàm, nhưng đối với những chuyện đại sự thì quyết không để cho ta góp mặt. Xem ra phụ tử bọn chúng đối với ai cũng có lòng đề phòng. Vân Tuyết cười nói, bọn chúng đều là những kẻ xấu, tất nhiên là không dễ tin tưởng ai. Lúc trước ta cũng như thế. Nhưng sau này, ta lại phát giác ra mình đã trở nên thiện lương hơn nhiều. Ba người kia nghe vậy, đều hiểu ý, Hà Hỉ nói cho cùng, nữ nhân dù sao cũng vẫn lương thiện hơn, đúng không? Đến bây giờ ta mới biết, nữ nhân quả là một loại động vật nhiều tình cảm. Vân Tuyết than. Hà Hỉ tiếp tục, nữ nhân thật sự là không nên có dã tâm, điều đó không thích hợp chút nào. Dã tâm chính là ma chiết lớn nhất trong đời nữ nhân. Nhưng ngươi lại nhất định muốn tranh bá võ lâm. Có đôi lúc ta thật lo lắng cho ngươi, ngươi biết chăng, dù sao ngươi cũng là một nữ nhân. Có lẽ vậy. Vân Tuyết từ từ mỉm cười, Lạc Hùng đã phái người đến đây dò thám. Ta nghĩ có lẽ hắn đã tìm được nơi cư trú của các người. Sở dĩ đến bây giờ mà hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ là vì đám người bị chôn sống trong động. Hắn sợ một khi cửa động được khai thông, việc Hoàng Hy Bình bị khốn trong động sẽ được truyền ra khắp thiên hạ, nên phải dốc toàn lực một kích tiêu diệt võ lâm tứ đại thế gia và thái âm giáo. Vì vậy, tạm thời hắn sẽ không rảnh để lo tới các ngươi đâu. Hoàng Hy Bình bị khốn trong phong khiếu động, nghe nói việc đó hẳn là có nguyên nhân, có lẽ nào lại là âm mưu của Lạc Hùng hay không? Vân Tuyết vẫn cười, Lạc gia phụ tử âm mưu hại Hoàng Hy Bình, sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Lần này có ả tiểu thiếp của Lạc Hùng tham dự vào, thì tất nhiên việc này là do chủ ý của hắn. Ta tuyệt đối không còn nghi ngờ gì nữa. Theo ngươi nói vậy, thì bọn chúng hiện nay sẽ không có thời gian để lưu ý tới chúng ta. Cũng có thể nói, ta cho rằng hắn tất sẽ mang hết thế lực của Đại Địa Minh ở Long Thành mà di chuyển đến Gia Lăng Trấn, nhưng cũng sẽ lưu lại một phần nhỏ nhân thủ tại Long Thành. Người của ta sớm đã đến Long Thành, cứ địa của bọn chúng hiện nay chẳng khác nào một tòa thành không. Chúng ta có thể dễ dàng nhổ bật gốc rễ và sức ảnh hưởng của bọn chúng đối với võ lâm. Vì vậy, kế hoạch bắt tay hợp tác với Thái Âm Giáo tạm thời hủy bỏ, bởi lẽ A Mật Y của Thái Âm Giáo cũng đã bị khốn chung trong động với Hoàng Hy Bình, còn Âu Dương Đình Đình thì lại còn non dại, hiện nay chỉ biết lo việc khai mở cửa động với bọn người của tứ đại thế gia, thời khắc này quả thật không thích hợp để hợp tác với bọn họ. Hà Hỉ hỏi, ý ngươi là muốn chúng ta ly khai Long Tu Trấn mà đến Long Thành? Rồi kết hợp với nhân thủ của ngươi mà tiêu diệt thế lực của Đại Địa Minh được lưu lại tại Long Thành.
Vân Tuyết đáp, đúng vậy. Hiện nay Long Thành do phu phụ Thủy Trường Thiên phụ trách. Ta không có lòng tin đánh thắng được phu phụ hai người bọn họ, nhưng chúng ta có thể ẩn trong bóng tối mà ám sát đám đệ tử của Đại Địa Minh. Như vậy, Lạc Hùng sẽ trách tội lên đầu muội phu của hắn là Thủy Trường Thiên, mà Thủy Trường Thiên lại là một kẻ chỉ thích tiêu dao tự tại, một khi bị quở trách tất sẽ lập tức ly khai mà trở về Tiên Duyên Cốc và sẽ không quản tới sự vụ của Đại Địa Minh nữa. Điều đó có thể đoán trước được, Thủy Trường Thiên là một người rất có cá tính, lại nữa, theo như ta được biết, Thủy Trường Thiên và Lôi Dũng của Viễn Dương Tiêu Cuộc có một đoạn giao tình, mà Lạc Hùng cũng hiểu rất rõ điều này. Nếu hắn và Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia xảy ra sự xung đột, Thủy Trường Thiên tất sẽ không ra tay giúp hắn. Vì thế, chúng ta cứ để cho Tiên Duyên Cốc rời khỏi cái trường tranh đoạt vô vị này, vì bọn họ vốn không có thủ oán gì với các môn phái khác. Chúng ta không nên lôi kéo bọn họ vào vũng nước đục này, nếu không, bọn họ sẽ trở thành một địch nhân rất mạnh và khó đối phó. Huống chi, ta nghe nói, trước kia Thủy Trường Thiên đã từng cứu mạng của tộc trưởng Xà Thần Tộc, nên ông ta từng phát thệ rằng nếu như Tiên Duyên Cốc gặp nạn, ông ta sẽ lập tức phái quân đội toàn tộc đi giúp họ. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, Thủy Trường Thiên bấy lâu nay vốn không ưa gì Lạc Hùng, mà ông ta chỉ vì muội muội của hắn mà bất đắc dĩ phải tiếp tay cho hắn. Hơn nữa, ông ta vốn không quản việc của giang hồ, dù Lạc Hùng có làm điều gì trong võ lâm thì ông ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở làm ngơ không quản tới. Ông ta chỉ thích được tiêu dao tự tại, quả thật là một nam nhân rất tiêu sái. Hà Hỷ nói, như vậy thì người này không có ân oán gì với chúng ta, mà đối với chúng ta cũng không có sự uy hiếp nào. Tốt nhất là đừng chọc đến hắn. Vân Tuyết hỏi, các người xem kế hoạch của ta thế nào? Hà Hỷ nói, nếu theo kế hoạch của ngươi mà hành sự thì trong những ngày nay, chúng ta phải đưa môn nhân luân phiên rời khỏi đây, đến Long Thành trước, giết hết những tên thuộc võ lâm chánh đạo. Còn những chuyện khác thì tính sau. Nghe giọng của bà ta có ẩn tàng cừu hận đối với người của chánh đạo. Rõ ràng là tổ tiên của bà ta đã gieo rắc mầm móng thống hận vào tâm lý của bà ta rất sâu sắc, khó có thể giải trừ, thật là thống hận cực sâu. Tại sao phải mưu hại Hy Bình? Lạc U Nhi vừa tiến vào tầm thất của Lạc Hùng đã lớn tiếng trách móc hắn. Đối với vị đại ca này, nàng đã nhiều năm không nói chuyện với lão rồi. Lạc Hùng quan sát muội muội của mình, từ lúc nàng mang Hy Bình rời khỏi đại hội thì hắn đã đoán ra nàng hẳn là có quan hệ gì đó với Hy Bình, nếu không thì với cá tính của Hy Bình, nàng đã sớm trừng trị lão rồi. Hơn nữa, với cá tính của nàng, vốn là không thể nào vô cớ mà bắt một nam nhân mang đi như vậy. Lão không chỉ đoán là giữa hai người họ có mối quan hệ gì, mà còn có thể khẳng định điều đó là thật nữa. Lão hỏi, U Nhi, tại sao muội lại lo lắng cho hắn như vậy? Lạc U Nhi nói, chuyện này huynh không cần biết, muội chỉ muốn biết tại sao huynh muốn hại hắn. Lạc Hùng đáp, hắn đối với ta có điều bất lợi. Muội phải biết, phàm là ai đối với ta bất lợi, dù là người hay vật gì thì ta cũng phải tiêu diệt cho bằng được. Lạc U Nhi mỉa mai, vì thế mà huynh đã hãm hại Khiếu Thiên. Lạc Hùng cảm thấy có lỗi với muội muội của mình nên nói, xin lỗi U Nhi, ta biết muội rất hận kẻ làm huynh trưởng này. Nhưng Lâm Khiếu Thiên đã cám dỗ đại tẩu của muội. Lạc U Nhi chen lời, hắn vốn không hề cám dỗ đại tẩu, chỉ là đại tẩu tự tác đa tình, đơn phương yêu hắn thôi. Hắn chưa hề làm gì tới đại tẩu cả. Lạc Hùng cảm thán, có thể lời muội nói là đúng, là do huynh đã sai lầm. Nhưng muội là do một tay huynh nuôi dưỡng nên người, dù huynh có xấu đến đâu, hoặc là có muốn hại ai đi nữa, thì huynh làm sao có thể hại muội được. Nếu như Lâm Khiếu Thiên thật sự yêu muội thì huynh tuyệt đối sẽ không hại hắn, nhưng đằng này hắn lại không hề yêu muội, mà hắn chỉ yêu. Hắn yêu ai? Đại ca, huynh nói mau. Lạc U Nhi khẩn trương kêu lớn, nàng đã lâu không gọi hắn là đại ca, giờ đây nghe tiếng gọi của nàng, trong lòng Lạc Hùng cảm thấy ấm cúng rất nhiều. Hắn thở dài nói, U Nhi, muội hà tất phải biết chuyện đó làm gì? Nhưng muội muốn biết. Lạc Hùng không muốn nói cho nàng biết chuyện giữa Lâm Khiếu Thiên và Mộng Tình, nên chỉ nói, ta chỉ biết, từ đầu chí cuối, hắn chỉ yêu có một nữ nhân. Muội và A Mật Y vốn không hề tồn tại trong lòng của hắn. Lạc U Nhi nói, nhưng dù vậy thì huynh cũng không thể hại hắn. Lạc Hùng thở dài, ta tất có lý do của ta. Huynh vốn không có lý do gì cả, huynh chỉ muốn xưng bá võ lâm. Hễ ai cản trở huynh thì huynh sẽ trừ khử người đó. Bất kể người đó có phải là người mà muội yêu nhất hay không, huynh cũng sẽ hại hắn như thường. Lạc U Nhi tức khí la lớn.
U Nhi, ta không ngờ muội lại có thể nói ra lời đó. Ta đã đích thân nuôi dưỡng muội, trên danh nghĩa tuy là huynh muội, nhưng thực tế ta xem muội chẳng khác nào con gái ruột của ta. Lạc U Nhi cũng hòa hoãn lại, muội biết huynh rất thương muội, điều đó muội rất hiểu, nhưng muội cũng không thể tha thứ cho huynh về việc đã hãm hại Khiếu Thiên. Giờ đây, huynh lại nhất định phải hại cho bằng được Hy Bình, phải chăng là vì hắn giống Khiếu Thiên? Không có chuyện đó. Vậy hắn lại có điều gì bất lợi với huynh? À, U Nhi, đây là chuyện của nam nhân, muội đừng hỏi tới. Lạc Hùng cảm thán nói. Lạc U Nhi nói, có lẽ muội thực sự không hiểu được việc của nam nhân, vì vậy mà đã sống uổng phí hết 20 năm. Tuy nhiên, muội hỏi huynh, những năm tháng ấy muội sống có vui vẻ hay không? Còn huynh, huynh đã đạt được rất nhiều thứ mà huynh muốn, vậy huynh có sống vui vẻ hay không? Không có chứ gì, tuy huynh đã có rất nhiều thứ, nhưng trong lòng huynh vĩnh viễn sẽ không bao giờ đạt được sự bình tĩnh và khoái lạc. Tuy muội không có được niềm khoái lạc và hạnh phúc, nhưng ít ra cũng có được một cuộc sống đơn thuần, không lo không lắng. Muội hy vọng là huynh có thể hiểu được những lời này. Huynh đã như vậy, thì đừng nên để cho Thiên Nhi cũng giống huynh, nếu không, tất sẽ không có kết quả tốt đâu. Nàng nói xong thì không nhìn lại Lạc Hùng đến một mắt, chỉ quay người bước đi. Lạc Hùng nhìn theo bóng lưng của nàng, thầm nhủ, U Nhi, ta rất hiểu lời của muội, tuy nhiên, muội sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng của ta. U Nhi, muội cũng nên kiếm một nam nhân để gả đi, đừng bao giờ nghĩ tới Lâm Khiếu Thiên nữa. Dù ta có thương muội đến đâu thì ta nhất định cũng phải tiêu diệt Lâm Khiếu Thiên và Hoàng Hy Bình, quyết không thể giữ lòng dạ của nữ nhân. Thành thử, muội sẽ không bao giờ hiểu được huynh, chỉ có huynh hiểu muội mà thôi. Trong lòng muội, rốt cuộc cũng vẫn còn có vị huynh trưởng này, như vậy cũng là quá đủ rồi. U, Mỹ Mỹ, trong mấy ngày qua, nàng đã khóc nhiều và cũng ốm đi không ít. Quyền Khuynh Quốc đang ở trong phòng của La Mỹ Mỹ, La Niên Phu Phụ và Tiểu Tước cũng đều có mặt. Lúc này La Mỹ Mỹ tuy có phần tiểu tụy, nhưng vẫn không hề giảm sút vẻ mỹ lệ. Nàng đáp, Hoàng thượng ca ca, người cười Mỹ Mỹ rồi. Quyền Khuynh Quốc mỉm cười, ta không hề cười nàng. Nàng lúc nào cũng nghĩ đến hắn, vốn là nên sớm đến gặp hắn, để bây giờ hắn bị khốn trong động, cả sinh tử cũng không biết được. La Mỹ Mỹ nói, gia mẫu không cho muội đến gặp hắn. Quyền Khuynh Quốc khẽ liếc sang Lương Lệ Quỳnh rồi nói, nàng không cần thiết phải sợ mẫu thân của nàng. Khuôn mặt của La Mỹ Mỹ thoáng hồng, đổi đề tài, Hoàng thượng ca ca, người có thể điều động quan binh đến khai thông cửa động không? Như vậy có thể sẽ nhanh hơn. Việc này thì ta không thể hứa với nàng được. Nói cho cùng, đối với chuyện của giang hồ thì ta cũng không tiện phái binh can thiệp. Hà huống gì, người này cũng không phải là người mà ta xem trọng, vậy tại sao ta lại phải phí tâm can thiệp? Hơn nữa, thân phận của ta cũng không thể công khai được. Ta muốn chờ thêm vài ngày nữa, đợi tìm được Đường Tư công chúa, rồi sẽ lập tức hồi cung. Chuyến du hành này cũng đã quá lâu rồi. La Niên xen vào, đã mấy ngày nay không gặp Đường Tư công chúa, không biết có gì bất trắc hay không. Quyền Khuynh Quốc nói, ta cũng không biết y đã đi đâu. Lạc Thiên đã phái người đi tìm, mà việc này cũng không tiện công khai ra ngoài, nếu không, ta đã sớm công cáo thiên hạ rồi. La Niên mách, Hoàng thượng, thần nghĩ Lạc Hùng quyết không phải là một kẻ đáng tin. Lão không thể lung lạc được ta đâu, Quyền Khuynh Quốc nói với vẻ đầy tự tin. Hoàng thượng, chúng ta không thể không có lòng phòng hờ. Chúng ta hiện nay đang ở trong phạm vi thế lực của hắn, nhất nhất đều phải nên cẩn thận. Thần tuyệt đối không tin tưởng Lạc Hùng chút nào, thần thật không có hảo cảm với hắn. Quyền Khuynh Quốc hơi suy nghĩ rồi nói, người nói cũng đúng, cẩn thận vẫn hơn. Lạc Hùng quả thật là một kẻ rất có dã tâm. Mỹ Mỹ, con đi đâu đó? Lương Lệ Quỳnh thấy là Mỹ Mỹ và Tiểu Tước đang chuẩn bị bỏ đi, liền mở miệng hỏi. Là Mỹ Mỹ trả lời, con muốn đến xem đám người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia. Không cho đi. Quyền Khuynh Quốc khuyên, hãy để nàng đi. Hãy xem khuôn mặt Mỹ Lệ của nàng đã hốc hác thế nào rồi. Ta nhìn thấy mà còn cảm thấy thương tâm, ngươi là mẫu thân, chẳng lẽ lại không thương tâm sao? La Mỹ Mỹ nói, nương, hắn là phụ thân của hài tử trong bụng nữ nhi, giờ đây lại bị khốn trong động, nếu nữ nhi không xuất lực vì hắn, thì còn mặt mũi nào nhìn ai? Lương Lệ Quỳnh hòa hoãn sắc mặt lại, ngươi đi sớm về sớm, đừng có chạy loạn khắp nơi đấy. Đa tạ nương. U. Khi La Mỹ Mỹ đến bên ngoài phong khiếu động,
rất nhiều người ngạc nhiên tự hỏi, La Mỹ Mỹ tại sao lại đến Gia Lăng Trấn? Bọn họ vốn chưa có dịp gặp lại La Mỹ Mỹ. Từ sau khi đến Long Thành, nàng chỉ ở tại trong phòng của mình, tuy nàng rất nhớ Nhung Hy Bình, nhưng lại vì một lý do nào đó đã cố kiềm nén mà không đi tìm hắn. Lần này nghe được tin Hy Bình bị khốn trong động, nàng không thể nhẫn nại được nữa mà tìm đến đây. Chúng nhân đều trông thấy đôi mỹ mục tiều tụy ẩn chứa ánh lệ của nàng. Hoa Tiểu Ba hỏi, Mỹ Mỹ tỷ tỷ, nàng cũng đến sao? Đến lúc nào vậy, tại sao lại không cho chúng ta biết? La Mỹ Mỹ hỏi lại, Hy Bình, bị khốn trong động phải không? Đúng rồi, nhưng tỷ phu không chết đâu. Hôm qua chúng ta còn nghe rõ tiếng y hát sướng ở trong đó, thật là sảng khoái. Vậy thật là tốt, La Mỹ Mỹ vừa khóc vừa nói. Còn tiểu tước ở bên cạnh thì sớm đã biến thành một lệ nhân. Vưu Túy bước đến gần, ôm hai nàng vào lòng, an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, cứ đợi chúng ta khai thông được cửa động thì hắn sẽ trở ra thôi. Hạng người như hắn, đâu có thể nào bỏ rơi chúng ta mà không quản tới, có phải không? Ừ, La Mỹ Mỹ gật gật đầu đáp lại. Âu Dương Đình Đình hỏi, Vưu tỷ tỷ, nàng ta là ai vậy? Nàng ta cũng là nữ nhân của Hy Bình. Tên gia hỏa đó, hắn có thật nhiều nữ nhân a, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu người nữa đây. Âu Dương Đình Đình nói rồi liền quay sang La Mỹ Mỹ cười nói, ta là Âu Dương Đình Đình, là người mỹ lệ nhất trong số nữ nhân của Hy Bình, nhưng nàng cũng rất đẹp. Ngoài ta ra, nàng có thể xem là đẹp nhất đấy. Hoa Tiểu Ba ở bên cạnh xen vào, ta nghĩ, kỳ thật ở trong lòng của tỷ phu, có lẽ nữ nhân mà y xem là đẹp nhất chính là Lãnh Như Băng tỷ tỷ. Nàng ta lúc nào cũng cho người khác cái cảm giác lạnh lùng, vĩnh viễn không thể tiếp cận, vĩnh viễn là một tòa băng mỹ lệ. Âu Dương Đình Đình hỏi, Lãnh Như Băng ư, làm sao mới có thể gặp được nàng ta? Hoa Tiểu Ba đáp, tỷ phu có rất nhiều nữ nhân không có mặt ở đây, sau này, thế nào nàng cũng sẽ được gặp bọn họ thôi. Âu Dương Đình Đình trầm giọng nói, ta không có ghen, chỉ cần hắn không đụng đến sư phụ, thì ta sẽ không giận hắn, không quản việc hắn có bao nhiêu nữ nhân. Ta chưa hề thấy nam nhân nào lại có nhiều nữ nhân như hắn vậy. Trong thế gian này, nam nhân nào cũng là đồ xấu xa, chỉ lo tìm kiếm thật nhiều nữ nhân thôi. Thật là bất công mà. La Mỹ Mỹ cười cười, nàng quả thật là nữ nhân mỹ lệ nhất trong các nữ nhân. Đa tạ tỷ tỷ, ta gọi hắn là dâm tặc, bởi vì hắn rất xấu xa, nhưng ta lại thích sự xấu xa của hắn, hi hi. Chúng nữ đều hiểu và rất thông cảm lời nói đó, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Có ai mà không yêu sâu đậm cái tính xấu xa của hắn chứ? Tình yêu đó đã ăn sâu vào tận cốt tủy của họ rồi. U, ngươi không định đánh thức bọn họ sao? Quyền Hành nhìn thân thể lõa lồ của nam nữ nhân đang ngủ li bì dưới đất, nói với Hy Bình. Da của họ trắng trẻo mát mắt, bất kể nam nhân nào nhìn thấy cũng phải điên cuồng lên vì họ, lại thêm thân thể của họ rất hấp dẫn, thử hỏi ai mà không thèm muốn. Bọn họ đâu phải là nam nhân. Ê, chờ chút. Nương nương khang, người thật là biến thái. Rồi Hy Bình lại nói tiếp, cứ để bọn họ tự tỉnh dậy. Bọn họ đã mệt rồi, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, người gấp làm gì? Quyền Hành hỏi, sao không thấy người mệt? Hy Bình nghe vậy liền đứng bật dậy rồi đi đến nơi sáng sủa, hai tay chống nạnh, từng cơ thịt trên người nổi lên cuồn cuộn phản chiếu dưới ánh sáng trông rất hấp dẫn, lại thêm cự vật ở bên dưới kiên cường đứng thẳng. Hắn gồng sức cho cơ bắp trên tay nổi vồng lên. Rồi đắc ý nói, ngươi xem ta này, có giống với một kẻ dễ dàng bị mệt như thế không? Quyền Hành nuốt nước miếng, mắng, đồ thô lỗ. Hắc hắc, nương nương khang, mau cởi y phục ra so sánh với ta nào, dám không? Quyền Hành nghe vậy thì tất nhiên không chịu, tại sao phải so sánh? Vai u thịt bắp thì sao nào? Có gì tốt mà khoe? Hy Bình nói, sao lại không? Đây đều là do ta hàng ngày lên núi xuống núi, thường xuyên đánh lộn với kẻ khác. Phải đổ biết bao mồ hôi nên mới đạt được thể hình như thế này. Tại sao lại không khoe? Quyền Hành bất lực, đành nói lãng sang việc khác, được rồi, người mau mau lay tỉnh bọn họ dậy rồi dẫn chúng ta xuất động. Hy Bình đột nhiên hỏi, hê, nương nương khang, ta hỏi ngươi một việc. Hỏi đi, ngươi không hoan hỉ với nữ nhân, vậy có hoan hỉ với nam nhân không? Quyền Hành đáp, không có. Vậy là tốt, ta sợ ngươi thích nam nhân. Sau khi thấy ta rất nam tính như vậy rồi đâm ra si tâm vọng tưởng với ta, nhưng ta nói trước, ta không phải là người biến thái. Ta tuyệt đối không có hứng thú với nam nhân, hắc hắc. Hừ,
chỉ có đầu ngốc mới si tâm vọng tưởng với ngươi. Thi Bình nói, hay lắm, đợi bọn họ tỉnh dậy rồi thì ngươi cứ hỏi bọn họ thử đi, xem bọn họ có phải là đầu ngốc không. Hỏi chuyện gì, người vừa lên tiếng hỏi là Phỉ Sa. Bốn nàng kia đã tỉnh dậy từ trước, chỉ có nàng là tỉnh dậy trễ nhất nên không nghe hết những lời đối thoại của Hy Bình và Quyền Hành, vì vậy nên mới tò mò cất tiếng hỏi như thế. Không có gì, nương nương khang bảo nàng là đầu ngốc đấy. Phỉ Sa đứng bật dậy, chợt kêu a một tiếng, hai chân mềm nhũn lại phải ngồi trở xuống, tức giận nói, đợi sau khi ra khỏi đây rồi, ta và hắn sẽ quyết đấu một trận, xem ai là đầu ngốc. Ai sợ ai chứ? Quyền Hành cũng cứng cõi đáp lại, rồi quay sang Hy Bình hỏi, bây giờ đi được chưa? Sao ngươi cứ hay làm phiền ta vậy hả? Bây giờ ta phiền ngươi đi lấy y phục ở dưới đất lên cho ta đó, ngươi có lấy không? Cái mớ rẻ rách đó hay sao? Ta kêu ngươi lấy thì ngươi cứ lấy, hỏi lại làm chi, con bà nó. Quyền Hành tức giận muốn phát tác, nhưng cố nhẫn nhịn. Lớn tiếng phân phó tám tên thuộc hạ đi thu lượm những mảnh y phục bị rách của Hy Bình rồi đem về chất đầy dưới chân hắn. Hy Bình ngồi xuống đất, cột từng mảnh y phục lại với nhau, rồi quay sang nói với A Mật Y, các nàng hãy mặc lại y phục đi. Phỉ Sa, nàng không có y phục, bất tất phải mặc. Nhưng khi ra đến bên ngoài, ta sẽ bị nhiều người nhìn thấy. Hy Bình nói, nàng thật là nhiều chuyện quá đi. Phỉ Sa cúi gầm mặt xuống, ra vẻ rất sợ hãi. Hy Bình cảm thấy mình có hơi quá đáng, nên nói, thân thể của nàng rất đẹp, khi ra đến bên ngoài rồi thì cứ để cho bọn họ nhìn, có sao đâu. Chẳng lẽ lúc trước nàng chưa từng khoe thân thể của nàng với ai à? Phỉ Sa đáp, sau này thiếp chỉ khoe với chàng thôi. Được rồi, ta lấy dây vải này cột nàng vào chung với ta. Ta sẽ lặn xuống trước, rồi nàng theo sau ta, cứ thế này thì chúng ta có thể sẽ ra được thủy đạo. Dù nàng có bị chết vì ngạt nước thì chí ít ta cũng mang được xác của nàng ra ngoài. Quyền Hành xen vào, người còn chưa bị chết, thì làm gì tới phiên bọn ta. Cái đó thì không nhất thiết, có người xem tướng cho ta, bảo rằng mạng của ta rất dài, dài hơn rất nhiều người khác, nhưng lại không có bảo là nương nương khang ngươi lại sống lâu à. Quyền Hành hỏi, toán mệnh có thể tin tưởng được sao? Thi Bình nghênh mặt, nói, hai ta đã đưa tiền cho hắn. Nếu ta không tin hắn thì còn đưa tiền cho hắn làm chi? A Mật Y nhẹ giọng, nếu chúng ta xuống đó, nếu ra được thì sẽ không chết, tất sẽ được trường thọ. Còn nếu cứ ở đây mà tranh luận thì cả một điểm sinh cơ cũng không có. Quyền Hành trừng mắt nhìn Hy Bình, hắn thấy vậy liền hừ mũi một cái, rồi nói, nương nương khang, ngươi mà chết đi, ta sẽ cắt đi con tiểu kê kê của ngươi. Quyền Hành giật mình, không được cắt. Chẳng lẽ ngươi có thể khẳng định là sẽ không bị chết đuối sao? Quyền Hành không ngại phiền, giải thích, bất luận là thế nào, người vĩnh viễn cũng không được cắt. Chết thì cắt. Nói xong, Hy Bình đi trước dẫn đường rồi nhảy vào thủy đàm, những người khác cũng từng người nhảy theo. Hắn giữ cho người nổi trên mặt nước rồi hỏi, mọi người xuống hết chưa? Xuống hết rồi. Tốt, ta bây giờ bắt đầu lặn xuống. Các người nhất định phải theo sát thủy tuyến của ta. Cho dù có bị cạn hơi thì ta cũng sẽ có thể kéo các người ra ngoài. Sau đó, hắn liền lặn xuống. Cái thủy đàm này sâu hơn 10 thước, cửa thủy đạo ở tận dưới đáy đàm. Hy Bình bằng vào trực giác mà lặn nhanh xuống dưới, cửa thủy đạo khá rộng nên hắn không phải phí nhiều khí lực cũng chui vào được trong đó. Những người ở đây đều thân hoài võ công, đối với việc bế khí trong nước thì cũng không mấy khó khăn, mà hành động ở trong nước cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn người thường nhiều. Vì vậy mà họ cũng rất nhanh chóng đến được cửa thủy đạo. Nhưng thủy đạo dường tựa như không có cửa ra, mọi người phải bơi rất lâu mà vẫn chưa thấy đầu kia của thủy đạo. Có vài người không kéo dài việc bế khí được, đã phải uống vài ngụm nước rồi, e rằng khó có thể kéo dài thêm, tất nhiên sẽ bị chết. Hy Bình đang ở phía trước, không hề cảm thấy khó khăn chút nào. Sau khi hắn bế khí, thiên địa tâm kinh tự động vận chuyển, chẳng những áp lực dưới nước không thể làm thương hại tới hắn. Mà cảm giác khó chịu khi bơi lội trong nước một thời gian lâu cũng không có. Nhớ lúc trước hắn đã ngâm mình trong địa tuyền nhũ không biết bao nhiêu ngày đêm mà chẳng bị hề hấn gì, cho nên thời gian ở dưới nước vào lúc này có đáng là bao. Tuy nhiên, chẳng biết cái thủy đạo này thông ra tận đâu. Điều này thật không ai biết được, bọn họ tưởng rằng nó sẽ thông ra Mê Giang, nhưng theo tình huống lúc này thì lại hoàn toàn không giống thế. Nó sẽ thông tới đâu? Hắn không biết. Những người khác cũng không biết. Có lẽ,
lối ra sẽ thông tới địa ngục cũng nên. Lúc này, đã có nhiều người bắt đầu hối hận vì đã mạo hiểm đi theo hắn, tại sao lại không thể chờ người ở bên ngoài khai thông cửa động chứ? Lúc này có lẽ đã đến hồi tuyệt vọng rồi. Ngoài nước ra thì chỉ có bóng tối dày đặc, trong bóng tối dày đặc thì chỉ có toàn là nước. Hy Bình cảm thấy dây vải có vẻ nặng hơn lúc đầu. Hắn biết là có vài người đã bị hôn mê hoặc là không còn sức để bơi tiếp nữa, nhưng hắn không thể dừng lại lúc này, vì hắn không hề biết phương pháp bế khí. Có một sự lưu động tự nhiên ở trong người khiến cho hắn dù sau khi không còn hô hấp nữa nhưng vẫn không hề bị cảm giác thiếu dưỡng khí làm cho khó chịu. Thể chất đặc thù cộng với vận mệnh và kỳ tích của hắn đã khiến cho hắn trở nên khác với thường nhân. Sợi dây vải càng lúc càng nặng, hắn biết rõ nếu không tăng nhanh tốc độ thì e rằng dù hắn có kéo mọi người ra ngoài được, thì đó cũng chỉ là một đám xác chết mà thôi. Trong lúc hắn định bất kể sống chết mà bơi nhanh ra ngoài, thì dòng nước vốn đang rất tĩnh lặng bỗng chợt đổ chút xuống đáy một cách bất ngờ. Hắn không kịp chuyển thân, bị hấp lực từ dưới đáy đầm hút mạnh lấy thì ra bên dưới còn có một dòng xoáy cực mạnh. Hấp lực từ dòng xoáy đó hút lấy hắn và tất cả mọi người đi theo vào trong hố rất nhanh. Luồng hấp lực trong bóng đen dày đặc cuốn lấy thân thể của hắn quăng lên quật xuống, khiến cho thân thể cường tráng của hắn vốn đang rất khỏe mạnh thanh tĩnh nhưng giờ đây cũng phải bị đầu váng mắt hoa. Trước mắt hắn chỉ là một khoảng tối đen ngòm, sức lực và lý trí của hắn cũng từ từ mất đi. Trước khi hắn bị bất tỉnh nhân sự, hắn chỉ cảm thấy một màn đen tối và chỉ toàn nước với nước. Thời gian có thể làm tiêu tan ý chí của con người, nhưng thời gian cũng có thể thúc đẩy người ta nhanh chóng đạt thành nguyện vọng. Ngày mà Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia thành công trong việc khai quật thông lộ vào động huyệt thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Lúc ấy mọi người vui mừng xông mạnh vào trong phong khiếu động. Nhưng ngoài mấy mẫu xương cá và một ít vải vụn vun vãi trên đất ra, tất cả những người trong động đều biến mất. Ánh hỏa quang chiếu sáng khắp toàn động, nhưng trong lòng mọi người đều trở nên u ám. Tại sao lại không thấy tỷ phu nhỉ? Hoa Tiểu Ba cất tiếng hỏi, khiến cho mọi người đang sững sờ đều bừng tỉnh lại. Oa, đột nhiên, ở trong động vang lên tiếng nữ nhân khóc. Bõm, bõm vài tiếng vang lên, mấy nam nhân nhảy vào trong đầm nước xem xét. Chỉ chốc lát sau, tứ cẩu nổi lên, nói, dưới đầm không có thi thể nào cả, bọn Hy Bình nhất định là không bị chết. Sau khi đám nam nhân ra khỏi đầm nước, Hoàng Đại Hải nói, xem ra có lẽ đại ca đã ra khỏi động rồi, nhưng cái động này đã bị bít kín, y có thể ra khỏi bằng đường nào chứ? Mà nếu đã ra khỏi động rồi thì tại sao lại không đến tìm chúng ta chứ? Lạc Thiên từ lúc vào trong động đã hồi hộp lo lắng không thôi. Hắn đã sớm an bày rất người mai phục ở bên ngoài của phong khiếu động, chỉ cần khi tiến vào động mà phát giác ra bọn Hy Bình vẫn còn sống thì sẽ lập tức phát động công kích ngay, nhưng với tình trạng không thấy một bóng người, cả một xác chết cũng không thấy nốt, khiến cho lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nhưng, đồng thời với sự nhẹ nhõm đó cũng mang đến một nỗi lo khác. Một khi hắn không phát động cuộc ám toán, những kẻ mai phục ở bên ngoài không thấy trong động có động tĩnh gì, thì sẽ tưởng rằng Hoàng Hy Bình đã chết. Tất sẽ y theo kế hoạch ban đầu mà lặng lẽ rút lui. Từ Bạch Lộ nói, chàng, có khả năng lại chơi trò thất tung với chúng ta. Thiên Phong Song Kiều từ sau chuyến du hành với Hy Bình, hai nàng vẫn nhớ việc hắn thường hay biến mất vô cớ. Chúng nữ nghe Từ Bạch Lộ bảo rằng hắn không chết, nên trong lòng cũng nhẹ nhõm được một chút, chỉ là chờ đợi mỏi mòn bấy lâu, những tưởng là khi khai mở cửa động xong thì sẽ được gặp Hy Bình ngay. Ai ngờ đến lúc này lại không tìm được tung tích của hắn, trong lòng các nàng vẫn còn nhiều phần yêu thương. Những tiếng khóc sụt sùi bắt đầu nhỏ dần, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi. Vư Túy nói, chỉ cần chứng minh rằng chàng vẫn chưa chết thì chúng ta có thể phóng tâm mà chờ đợi. Đỗ Quyên lúc này cũng đầm đìa nước mắt, nói, chàng đã từng nói là sẽ rời khỏi chúng ta một thời gian, chẳng lẽ là lúc này sao? Dã Mân Côi hỏi, Quyên Nhi, chàng đã nói những gì? Chàng đã từng nói, sẽ có một ngày ta buộc phải rời khỏi các nàng một thời gian, nhưng các nàng phải nhớ kỹ, ta sẽ trở lại, dù bất luận thế nào, ta cũng sẽ trở lại để bảo vệ và ôm lấy thê nhi của ta. Dù có bao nhiêu người cản trở ta đi nữa, ta quyết sẽ dẹp tan tất cả để trở về với các nàng. Dù nghe được lời đó của chàng, nhưng ta lại không nghĩ rằng cái ngày đó lại đến nhanh như thế. Tứ Cẩu nói, Hy Bình lúc vô sự sẽ không nói ra những lời như thế đâu. Có lẽ là trong lòng hắn đã cảm giác được sự nguy hiểm nào đó. Chỉ có những lúc trước khi gặp nguy hiểm thì hắn sẽ có cái linh giác của loài dã thú,
những lúc ấy thì hắn sẽ trở nên rất nghiêm túc. Điều này chứng minh rằng hắn đã cảm nhận được nguy hiểm đang tiếp cận hắn. Về việc bị khốn trong động, tất cũng không chỉ đơn giản là một tai nạn mà thôi, nhất định là có âm mưu. Lạc Thiên, hắn là do lão nương của ngươi ước hẹn tới đây, con mẹ nó, phải chăng là ngươi có ý định hãm hại hắn? Những lời Tứ Cẩu vừa thốt ra khiến cho mọi người đều kinh hãi, nhưng định lực của Lạc Thiên vượt xa người thường, chỉ bình tĩnh nói, Tứ Cẩu, ngươi nói gì cũng phải có chứng cớ mới được. Chỉ cần ngươi có thể đưa chứng cớ ra, Lạc Thiên ta sẽ tự đánh vào thiên linh cái của mình, nhược bằng ngươi không có chứng cớ mà vẫn còn vu khống ta, thì ta sẽ giết ngươi. Lạc Thiên nói xong lời này, trên mặt đã lộ sắc giận, thần quang từ hai mắt phóng thẳng vào Tứ Cẩu. Tứ Cẩu vung cây kim thương trong tay, không hề e sợ, nói ta sợ ngươi sao? Lại đây, lão tử cũng nổi lửa rồi đây. Hắn vừa nói xong thì Triệu Tử Uy cũng bạt xuất song đao, Độc Cô Minh cũng tiến lên phía trước một bước, còn Triệu Tử Hào thì nói, Lạc Thiên, việc ở đây không phải là của các ngươi tốt nhất nên sớm rời đi. Triệu Tử Hào, người nghe đây, kế mẫu của ta cũng có dính líu trong việc này. Lạc Thiên cắt ngang lời nói của Triệu Tử Hào. Hoàng Đại Hải nói, Lạc Thiên, người cũng nghe cho kỹ đây, Lạc Hùng đã từng ở trước mặt nhiều người mà tuyên bố rằng Mộng Cơ về sau không còn là người của lão nữa. Nói cách khác, Mộng Cơ và Đại Địa Minh các ngươi không còn quan hệ gì nữa. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác lại vì một người không quan hệ mà khẩn trương, điều này chứng tỏ trong lòng ngươi hẳn là có mưu đồ. Nếu đại ca của ta không chết thì thôi, ta sẽ chẳng truy cứu đến việc này nữa. Tuy nhiên, ta cũng xin tuyên bố, việc hợp tác giữa Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia và Đại Địa Minh kết thúc tại đây. Nếu các ngươi muốn tiếp tục đi đánh Thái Âm Giáo thì cứ trở về mà kêu người của mình tới. Nhưng chúng ta và các ngươi cũng sẽ trở nên thù địch. Ta quyết không để cho kẻ khác khi phụ đại tẩu của ta. Âu Dương Đình Đình nghe vậy thì cười nói, a, Đại Hải, đệ thật là một người tốt, kỳ thật cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa hề nghĩ tới việc xâm phạm Trung Nguyên. Chỉ là bọn chúng đến Tây Vực đả thương người của chúng ta, cho nên chúng ta mới truy kích tới đây. Chúng ta vốn không có dã tâm xưng bá Võ Lâm Trung Nguyên, nghe sư phụ nói, Lạc Hùng mới chính là kẻ muốn xưng bá Võ Lâm. Hiện lúc này đang có rất nhiều nhân vật Võ Lâm có mặt tại đây, Lạc Thiên biết rằng nếu còn tiếp tục tranh cãi thì đối với Đại Địa Minh sẽ không có điều lợi gì. Nói nhiều tất sẽ bị lỡ lời, đây chính là chân lý không bao giờ thay đổi, vì vậy mới nói, tùy các ngươi nghĩ thế nào, làm đúng thì không sợ ai nói gì. Đại Địa Minh vì sự yên ổn của Võ Lâm mà nỗ lực, việc này ai ai cũng biết. Còn về Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia thì, hắc hắc. Lạc Thiên bật chàng cười lãnh tiếu, rồi xoay người đi ra khỏi động. Những kẻ Võ Lâm nhân sĩ thấy thiếu minh chủ bỏ đi thì cũng đuổi theo sau. Người của Minh Nguyệt Phong và đám người của Nguyên Chân không đi theo Lạc Thiên trở về, chỉ nghe Nguyên Chân hỏi, các người xác định là hắn không chết. Hoàng Đại Hải trả lời, đại ca của ta không dễ chết như vậy. Nguyên Chân nhớ tới việc nàng đã từng nghĩ rằng hắn đã chết, nhưng sau đó thì hắn lại sống nhăn răng và xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn quả thật là một nam nhân không dễ bị chết được. Một người có thể khiến cho nàng động tâm, một nam nhân kỳ lạ, sao lại có thể nói chết là chết. Mộng Hương không hề có lời nào, nàng vốn là người không thích nói nhiều, nhưng sau khi từ Long Thành đến đây, nàng đã trở nên trầm mặc hơn trước. Tấm mạng vẫn che lấy khuôn mặt của nàng, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra được biểu tình của nàng. Nàng thoáng nhìn Bảo Nguyệt, chỉ thấy mạng che mặt của Bảo Nguyệt đã ướt đẫm. Nàng liền quay người bước đi, chúng nữ của Minh Nguyệt Phong cũng vội vàng theo sau. Khi ra tới bên ngoài, Bảo Nguyệt kinh hãi phát hiện ra khăn che mặt của Mộng Hương cũng đã bị thấm ướt. Bảo Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Mộng Hương đột ngột rời khỏi động. Mọi người tìm không được ai, lại cũng chẳng tìm được thi thể, nên chỉ có thể xem là bọn người của Hy Bình bị thất tung, còn về việc làm sao thất tung thì không ai có thể giải thích được. Song, đây cũng không phải là lần đầu hắn bị thất tung, tuy điều này không làm cho ai vui vẻ được, nhưng chí ít cũng có thể cho mọi người một tia hy vọng. Có hy vọng, tức là có ngày mai. Bọn họ ôm hy vọng rời khỏi Phong Khiếu Động, lặng lẽ chờ đợi cái ngày mai không biết trước đó, chờ đợi Hy Bình lại đột ngột xuất hiện. Nhưng ngay cả bản thân Hy Bình cũng không biết được ngày mai sẽ ra sao. Lạc Hùng nghe Lạc Thiên báo lại sự tình, tâm tình của lão cũng được nhẹ nhõm, hít vào một hơi dài, rồi nói tốt, không có thi thể nào là tốt. Chỉ cần bọn người quyền hành không chết là ta yên tâm,
còn Hoàng Hy Bình và đám người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia cùng với Thái Âm Giáo, Ngọc Xà Môn thì ta không hề lo lắng chút nào. Ta chỉ sợ nhất là Hoàng Thượng. Trong Võ Lâm vốn không có bất cứ một môn phái hay thế lực nào lại có thể chống lại với đại quân của triều đình. Nhi tử, đừng nóng nảy, con nhớ cẩn thận với sự giám thị của Hoàng Thượng, đừng làm cho y sinh lòng hoài nghi. Lạc Thiên hỏi, bước tiếp theo của chúng ta sẽ thế nào? Lạc Hùng nói, theo lời con nói, thì việc tấn công Thái Âm Giáo không thể tiếp tục được nữa, nếu không thì việc này sẽ chẳng có lợi gì với chúng ta. Bởi vì Minh Nguyệt Phong sẽ không đối địch với Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia, mà nhân sĩ chính phái cũng có rất nhiều người xem Minh Nguyệt Phong là đại biểu của họ. Vì vậy, nếu chúng ta đối kháng với Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia thì sẽ trở nên không hợp tình hợp lý. Nếu dùng thực lực để chọi thẳng thì chúng ta sẽ bị tổn thất mất một bộ phận. Chưa đến thời khắc cuối cùng thì vẫn cần phải bảo tồn thực lực. Năm xưa Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia không hiểu cái đạo lý này, nên đã cùng Lâm Khiếu Thiên đấu một trận sống chết, rốt cuộc là nguyên khí của bọn chúng bị tổn thất trầm trọng, khiến cho địa vị ngày nay bị sa sút thê thảm. Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa dồn dập, rồi giọng của Ám Long vang lên, Minh Chủ, đại sự bất hảo rồi. Lạc Thiên bước ra mở cửa, để cho hắn tiến vào, Lạc Hùng hỏi, Ám Long, đã phát sinh ra chuyện gì? Ám Long thưa, thì ra Ngọc Xà Môn đã lặng lẽ triệt thoái khỏi Long Tu Trấn và đã sớm tới Long Thành. Bọn chúng thừa lúc phu phụ Thủy Trường Thiên rời khỏi Đại Địa Minh liền phát động tập kích. Tình huống rốt cuộc là như thế nào? Lạc Thiên nắm lấy cổ áo của hắn, gấp gáp hỏi. Ám Long đáp, những đệ tử ở lại tổng đàn Đại Địa Minh của chúng ta bị chết khoảng 200 người, cũng may là có quan diện cái kịp thời xuất lĩnh đệ tử cái bang đến tương trợ. Ngọc Xà Môn thấy người của cái bang đến liền lập tức triệt thoái ngay. Lạc Hùng lạnh giọng nói, bọn chúng nhất định là lợi dụng cơ hội 8 phần 10 thế lực của chúng ta đã đến Gia Lăng Trấn, nhân lúc đại bản doanh của chúng ta lực bạc thế cô mà tiến hành việc tập kích, hừ hừ. Lạc Thiên nói, phụ thân, xem ra nội bộ của chúng ta có nội gián, nếu không thì bọn chúng làm sao có thể biết được là đại bộ phận của chúng ta đã đến hết cả đây. Lạc Hùng trầm ngâm không nói gì. Ám Long nói, nghe nói. Trong số những người tấn công Đại Địa Minh còn có người của Địa Ngục Môn, đặc biệt là Địa Kiệt và Thủy Quỷ. Địa Ngục Môn, hai phụ tử đồng kinh hô, không phải Địa Ngục Môn đã bị người của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia tiêu diệt rồi sao? Chẳng lẽ tàn dư của Địa Ngục Môn lại được Ngọc Xà Môn thu dụng? Nghe đồn, lúc Hoàng Hy Bình và Thi Trúc Sinh độc chiến, Địa Ngục Môn còn có 700-800 tinh anh chưa bị tiêu diệt. Nếu như quả thật đám người này đã hợp nhất với Ngọc Xà Môn, vậy thì thế lực của họ rất lớn, không thể xem thường được. Với một thế lực như vậy, rõ ràng là Thi Trúc Sinh có thể hủy diệt Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia dễ dàng, nhưng không hiểu sao Thi Trúc Sinh lại chọn phương pháp đơn thân quyết đấu với Hoàng Hy Bình. Thi Trúc Sinh đích thật là một nhân tài. Sau khi tiếp thu Địa Ngục Môn từ tay phụ thân hắn, đã không ngừng bành trướng thế lực, cho đến lúc hắn chết thì thế lực đã đạt đến mức kinh người. Nhưng việc một kẻ có danh đầu khá lớn trong võ lâm lại bị chết trong tay của một tên vô lại quả thật là chuyện không thể ngờ. Cũng bởi vì trận chiến ấy mà người trong võ lâm bắt đầu chú ý đến Hoàng Hy Bình, một tên tuyệt đỉnh vô lại. Lạc Hùng nói, xem ra chuyện này đã nằm ngoài dự tính của ta. Lạc Thiên và Ám Long cùng trầm mặc, bọn họ cũng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lạc Hùng lại nói, Thái Âm Giáo không cần lý tới nữa. Bây giờ việc khẩn yếu nhất của chúng ta là phải tìm hiểu tình hình của Ngọc Xà Giáo cho rõ ràng, xem ra bọn họ có lẽ là vì Đại Địa Minh chúng ta mà tới. Chúng ta hiện nay không những là không thể tiếp tục công kích Thái Âm Giáo, mà ngược lại, còn phải hòa thuận với Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia. Thiên Nhi, sau này nếu không cần thiết thì ngàn vạn lần đừng nảy sinh tranh chấp với chúng. Kẻ làm đại sự phải biết nhẫn nhịn, thế lực đằng sau Ngọc Xà Môn rất lớn, nếu đôi bên đụng độ, tất nhiên là chúng ta sẽ thắng. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ phải trả một giá rất đắt. Lạc Thiên nói, phụ thân, con hiểu được. Lạc Hùng lại hỏi, Thiên Nhi, con và Mộng Hương tiến triển ra sao? Lạc Thiên than, trong thời gian lo việc chính sự, con vốn không có nhiều cơ hội tiếp cận nàng. Trong lòng ả tựa hồ như đã ẩn chứa hình bóng của một nam nhân nào đó, đối với con không nóng không lạnh. Mỗi lần gặp mặt, ả chỉ khách sáo chào hỏi mà thôi. Lạc Hùng nói, hai sư đồ của ả ta giống nhau, đều là hạng nữ nhân khó động chân tình. Trước kia, Mộng Tình đã từng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ theo đuổi truy cầu, phụ thân ngươi cũng là một trong số đó. Nhưng ngoại trừ một số nữ nhân ra, bà ta chưa bao giờ động chân tình với nam nhân.
Cho tới bây giờ, bà ta vẫn chỉ yêu một mình hắn, ta nhìn ra được, Mộng Hương cũng là loại nữ nhân không dễ bộc lộ cảm tình của mình. Cho dù ả ta có yêu sâu đậm một nam nhân nào đi nữa, thì người ngoài cũng sẽ không nhận biết được, hoặc giả ả cũng sẽ không thừa nhận dễ dàng. Thiên Nhi, con phải có lòng tin với mình. Chỉ cần ả ta chưa xác định tình cảm của mình thì con vẫn còn cơ hội. Nhưng một khi ả đã thừa nhận tình cảm trong lòng, thì với dạng nữ nhân kiên định như ả ta, sau này sẽ vĩnh viễn không thay đổi nữa. Chỉ mong rằng với tài năng của con, trong lúc ả chưa xác định rõ tình cảm trong lòng thì có thể thay thế được nam nhân kia. Lạc Thiên nói, con sẽ dáng hết sức. Có điều, cho đến nay, con vẫn chưa được nhìn thấy chân diện mục của ả ta. Hãy tin tưởng phụ thân. Thánh nữ của Minh Nguyệt Phong đều là mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa lại còn rất ưu tú. Mặt khác, con cũng có thể buông bỏ Nguyên Chân, dù sao bọn họ 6 người cũng không giúp đỡ gì được cho chúng ta. Nếu bọn họ muốn đến với đám võ lâm tứ đại thế gia thì cứ để bọn họ đi. Trước khi tiêu diệt được Ngọc Xà Môn, ta không muốn gia tăng thêm phiền toái. Lạc Thiên nói, Nguyên Chân rất có khả năng sẽ giúp đỡ được chúng ta, dù sao, đối với bọn họ mà nói. Võ Lâm Trung Nguyên không có làm gì sai. Nếu chúng ta thu dụng bọn họ thì bọn họ sẽ giúp chúng ta. Điều mà con nghĩ đến chính là thế lực đằng sau bọn họ, là quân đội của một bộ tộc đó phụ thân. Lạc Hùng gật đầu nói, điều này cũng rất khó. Nếu muốn dã mã tộc thông qua sa mạc thì thật không có khả năng, bọn họ sẽ không rời khỏi Thảo Nguyên để đến đây trợ giúp cho chúng ta. Hy vọng đó rất mong manh và xa vời. Thiên Nhi, chúng ta lập tức quay về. Nếu không thì Ngọc Xà Môn sẽ hủy diệt đại bản doanh của đại địa minh chúng ta mất. Tâm huyết bao nhiêu năm của chúng ta không thể để bị tổn thất được. Phụ thân, lúc nào thì khởi hành? Ngày mai. Lại là ngày mai, tựa hồ như mỗi cá nhân đều có một ngày mai, nhưng cái ngày mai đó của mọi người rốt cuộc lại là thế nào đây? Sau khi đại địa minh rời khỏi Gia Lăng Trấn, thì võ lâm tứ đại thế gia cũng quay trở về Long Thành vào ngày thứ ba. Tại Long Thành. Đại địa minh cực lực mời võ lâm tứ đại thế gia về trú tại đại địa minh, nhưng người của võ lâm tứ đại thế gia vẫn một mực giữ ý định rời khỏi Phong Nhân Viện. Bọn họ tìm được một nơi trú chân khác tại Long Thành, chính là trang viện Tiểu Trạch Môn, rồi dọn hết vào đây. Âu Dương Đình Đình cũng ra lệnh cho Thái Âm giáo trở về Tây Vực, chỉ giữ lại Thái Âm Tứ Ngọc bồi bạn với mình. Nàng bảo với giáo chúng rằng nàng phải chờ sư phụ trở lại, rồi cả hai sẽ cùng về Tây Vực. Tuy nhiên, trong lòng các Thái Âm giáo đồ cũng hiểu rằng, Âu Dương Đình Đình vĩnh viễn sẽ không trở lại Tây Vực để tiếp tục làm thánh nữ nữa, có lẽ họ sẽ phải tuyển ra một tân thánh nữ khác để cho họ sùng bái. Lạc Hùng làm võ lâm minh chủ, vẫn đang vì võ lâm mà tận tâm tận lực. Trong cuộc đối đầu với Ngọc Xà Môn, đôi bên thỉnh thoảng có vài trận ám chiến, khiến cho cả hai phe đều bị tổn thất. Quyền Khuynh Quốc vẫn ở lại đại địa minh chờ đợi quyền hành trở về. Là Mỹ Mỹ và Tiểu Tước vẫn luôn lui tới với Tiểu Trạch Môn, khiến cho Lạc Hùng nghĩ không ra tại sao Hoàng Phi lại có thể chạy loạn khắp nơi như thế. Từ sau ngày Hy Bình biến mất, Long Thành vẫn không có được sự yên tĩnh. Giữa các môn các phái bất đồng ý kiến với nhau vẫn xảy ra những cuộc minh tranh ám đấu. Cả võ lâm hầu như đều tập trung về Long Thành, bao nhiêu ân oán từ trước dường như đều có thể đem ra để thanh toán vào thời khắc này. Dùng máu và kiếm để mở ra một màn chém giết chưa từng có suốt trăm năm nay tại Võ Lâm. Nhân thế này có rất nhiều điều mà người ta không biết đến, hoặc là khó có thể tin tưởng được. Những điều mà người ta không thể lý giải được đích xác là rất nhiều, và đối với những sự việc mà chúng ta không thể giải thích được đó. Chúng ta gọi nói là kỳ tích. Sở dĩ kỳ tích tồn tại được đó là bởi vì nó không phát triển theo lẽ thường. Tại sau lưng dãy Vu Sơn dài liên miên bất tận, là một bờ biển rộng mênh mông, nhưng nếu muốn vượt qua Vu Sơn để đến được bờ biển này thì cũng phải mất hết 2-3 ngày thời gian. Còn về việc ở bên kia bờ đại dương là địa phương nào thì đến cả những cư dân sống tại Vu Sơn cũng không thể tìm hiểu được. Đương nhiên không có ai hiểu được biển rộng bao nhiêu, cũng như không có ai hiểu được Vu Sơn chứa đựng bao nhiêu sự thần bí. Biển rộng mênh mông, mặt biển tĩnh lặng, khắp nơi là một màu xanh biếc. Nước biển màu xanh, bầu trời cũng màu xanh. Trông giống như một thế giới thủy tinh màu xanh, tuy mỹ lệ nhưng không chân thật. Trong cái thế giới màu xanh vô cùng vô tận ấy, đột nhiên lại có một cột nước phún trào lên không, một con kình ngư thật lớn dường như bị mất đi sự khống chế, phóng vọt lên không rồi rơi ùm xuống mặt nước, làm cho vô số bọt nước bắn lên tung tóe, sau đó con kình ngư ấy lại nhanh chóng phóng đi về một hướng.
Nó đúng là mù quáng lao đi về hướng đất liền. Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho con kình ngư này trở nên điên cuồng như thế? Nhắc lại Hy Bình và chúng nhân bị dòng xoáy cuốn trôi đi nhưng không hề hấn gì, dòng xoáy đó thông với vùng biển này, nó nhanh chóng mang mọi người đến đây, vừa gặp lúc con kình ngư bơi ngang qua liền há miệng nuốt chửng lấy đám người nửa sống nửa chết ấy vào chiếc bụng cũng to lớn khác thường của nó. Chỉ chốc lát sau, Hy Bình đã tỉnh lại từ cơn hôn mê, thân thể hắn phát ra ánh kim quang và bạch quang, chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong bụng của con kình ngư. Hơn nữa ánh kim quang và bạch quang đó còn tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ mọi người, không để cho bao tử của kình ngư dung hóa. Điều này nói ra thật khó có ai có thể tin được. Kình ngư bị cường quang kích thích, mẹ kiếp, bị đau bụng đến phát cuồng, vì vậy nên nó không ngừng phun nước ra ngoài, nghĩ rằng có thể theo đó mà cũng phun hết thức ăn ở trong bụng ra ngoài. Điều này khiến cho bậc thiên tài đang ở trong bụng kình ngư cảm thấy khó chịu vô cùng, đầu óc choáng váng, nghĩ thầm ta đang ở đâu đây? Tại sao lại bị chóng mặt thế này? Sao ta lại bị thảy lên xuống với thịt cá thế này? Hắn nhìn cái tường thịt, dường như nơi đây là một cái động ra. Hắn tiện tay rút thanh liệt dương chân đao, vốn vẫn được hắn cột chặt trên lưng, nhằm vào bức tường chém một nhát, khiến thanh đao xuyên thủng qua vách, rồi có rất nhiều chất lỏng chảy ra, trời đất, sao lại còn có máu thế này? Nội tạng kình ngư bị thương, nó bất chấp tất cả, lướt đi như điên cuồng. Những người khác ở trong bụng của kình ngư cũng lần lượt tỉnh lại, tuy vẫn còn hơi choáng váng, nhưng đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, và không làm bọn họ chết đi được. Dòng xoáy đó đã cuốn họ ra khỏi tử môn quan. Ý nghĩ đầu tiên của mọi người sau khi tỉnh lại là ta ở đâu đây? Bọn họ nhìn thấy Hy Bình toàn thân xích lóa, đang cầm đao chém lung tung vào cái nơi mà bọn họ vừa tìm lại sự sống, hơn nữa lại cảm thấy địa phương này không ngừng rung động, thật là kỳ quái. Hy Bình cũng biết được bọn họ đã tỉnh dậy liền vừa chém vừa quay đầu lại định nói gì đó, nhưng hắn chỉ há hốc miệng mà không thốt thành lời. Làm sao mà trong cái động này toàn là nữ nhân thế? Quyền Hành và tám tên đồng bọn của gã đâu? Bọn họ chạy đi đâu rồi? Hơ, mấy người kia không phải là ba nàng tiểu thiếp của La Tùng sao? Bọn họ làm sao lại đến được đây? Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ? Nếu không thì hẳn là hắn đã đến địa phủ rồi ư? Còn ba nữ nhân kia chắc là sau khi hắn rời đi thì từng người một cũng chết đi, và giờ đây hắn và các nàng gặp lại nhau tại âm tào địa phủ. Ý, không được, hắn tuyệt đối không thể chết được, hắn phải khai mở địa ngục rồi chạy đi tìm sinh lộ. Nhất định khởi tử hồi sinh. Trong lòng nghĩ vậy, rồi bất chấp có nhiều sự việc chưa biết được rõ ràng, Hy Bình quát lớn, mau rút kiếm của các nàng ra, tận lực khai phá cái địa ngục này mà tìm sinh lộ. Ta không có chết, ta là thiên tài. Ta không thể chết được. Những người khác cũng mơ mơ hồ hồ như hắn, cũng có nhiều sự việc không hiểu được rõ ràng, nhưng nghe hắn nói vậy, liền cầm lấy vũ khí đi khai mở thông lộ trước rồi tính sau, ra dĩ nơi đây không phải là phong khiếu động thì có thể thực hiện được. Kình ngư bị công kích, càng thêm điên cuồng lao về phía đất liền. Nước biển tràn nhanh vào động. Hy Bình la lên, oa, nước. Hắn nhanh chóng dẫn đầu đoàn người bơi ra ngoài, nói ra thật kỳ quái. Sợi dây vải vẫn không bị đứt đoạn, vẫn nối liền mọi người lại với nhau. Hê, tại sao nước ở đây lại mặn thế này? Hy Bình rời khỏi miệng cá rồi bơi lên mặt nước. Hắn nhìn thấy toàn là nước, không, ngoài nước ra, tựa hồ như còn có gì khác nữa. A Mật Y không có bị ngất đi, nàng là người thứ hai sau Hy Bình trồi lên mặt nước, vui mừng kêu lên, tiểu đảo, là một tiểu đảo xinh đẹp. Chúng ta đã ra tới giữa biển rồi. Hy Bình kéo theo các nàng. Liều mạng bơi về phía tiểu đảo. Thật ra, ngay từ lúc đầu thì kình ngư đã bơi về phía tiểu đảo này, chỉ còn một cự ly khoảng 10 thước nữa là tới, chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa là sẽ tới đất liền. Có bốn người đã bị ngất xỉu, đó là Quyền Hành và ba tiểu thiếp của La Tùng. Mọi người hợp lực kéo bọn họ lên bờ, rồi ngã lăn ra mặt cát thành một hàng người. Hy Bình nhìn bốn nữ nhân bị ngất, rồi nhìn sang năm nữ nhân kia. Mặc dù lúc này y phục của các nàng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bộ dáng của các nàng đã hoàn toàn thay đổi thành người khác, mỗi một người đều mang hình dáng của nữ nhân, chẳng những vậy mà còn là những nữ nhân xinh đẹp. Cái này, .sao lại như vậy, tên gia hỏa nương nương khang này thì ra là một nữ nhân ư. Thì ra hắn đã bị mắc lừa, thật là mất mặt a. Thân thể của nữ nhân xa lạ đang nằm ngay trước mắt kia. Hừ, mấy tên khốn nạn này. Thoáng dừng lại một chút, thấy không nên thoá mạ,
hắn liền sửa giọng nương nương khang. Hắn mở miệng một cách khó khăn, nương, nương, môn, các nàng lừa gạt lão tử đến thảm a. Ta sẽ đem các ngươi từng người một mà. Lúc này, trong mắt nam nữ nhân chưa bị ngất kia đều lộ ra tia khiếp hãi cùng với vẻ ngượng ngùng hiển hiện trên mặt. Kỳ thật, những người này đều là nữ nhân cải nam trang, chỉ là thuật dịch dung của họ rất cao minh, lại thêm quyền hành cố ý giả giọng cho giống với nam nhân, những người còn lại vì không thể biến giọng nên chỉ đành chọn cách là không nói chuyện. Huống chi những nữ nhân này đều cao khoảng 1 thước 7, tức là chiều cao trung bình của hầu hết nam nhân, vì vậy mà rất khó phân biệt. Tấu xảo thay, cái loại dược vật dùng để dịch dung của bọn họ hễ gặp nước muối là sẽ tự động bị tiêu trừ. Các nàng làm sao có thể ngờ nổi bản thân sẽ bị trôi giạt ra biển đây? Sau khi đi ra từ đáy biển, các nàng đương nhiên là phục hồi lại nguyên trạng là những nữ nhân xinh đẹp. Thi Bình hỏi, người nào là nương, à, Quyền Hành vậy? Một trong năm nữ nhân kia đưa tay chỉ vào chỗ 4 người đang bị ngất ở dưới đất, Thi Bình đưa mắt nhìn sang họ, ngoài Mục Thu, Chu Mỹ Tính, và Dương Đình Chi ra, thì còn có một thiếu nữ cực kỳ mỹ lệ mà hắn không nhận biết. Hắn chỉ vào thiếu nữ xa lạ, hỏi có phải là nàng ta không? 5 thiếu nữ gật đầu xác nhận, chứng minh rằng thiếu nữ kia chính là người có cái tên nương nương khang Quyền Hành. Này nương, cô nương, ha, ta gọi đã quen miệng rồi, nhất thời không sửa được. Nàng ta từng nói sinh mệnh của nàng rất dài, lại còn cho rằng mạng của ta không được dài, hừ, bây giờ thì chết mất rồi. Thi Bình than với giọng đầy thương tiếc. Bọn A Mật Y 4 người đang xem xét những người nằm dưới đất, nói, Thi Bình, bọn họ không có chết, chỉ là bị ngất xỉu thôi. Thi Bình nhảy dựng lên, hỏi úi, không chết à? Đó không phải là muốn chống đối với ta sao? Đồ nương.nsa đầu đáng ghét. Ngươi muốn làm gì? Thi Bình đang định cúi xuống, nghe hỏi vậy thì dừng lại, nói, bọn họ bị ngạt nước, ta phải làm hô hấp nhân tạo cho họ. Các ngươi có làm được không? 5 nữ nhân kia nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên rồi không nói gì nữa. Thi Bình lại nhìn sang Quyền Hành, cười nói, hắc hắc, cứ để nàng ta đợi một chút, ta sẽ cứu nàng ta sau cùng. Thật là hay à? Phỉ Sa không hiểu, hỏi, cứu trước hay sau cũng đâu có gì khác biệt, có gì mà hay ho. Thi Bình ra vẻ cao thâm, nói, nàng là nữ nhân, không hiểu được đâu. Hắn rời khỏi thân thể Quyền Hành, bước đến bên người Mục Thu. Mặc dù nàng đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp như hồi còn trẻ, thân hình thon thả, chỉ có điều là sắc mặt tái nhợt mà thôi. Điều này cũng dễ hiểu, bị ngâm trong nước lâu như vậy thì cũng không tránh khỏi sẽ bị như thế. Thi Bình chỉ mới nhìn một lát mà hạ thể của hắn đã cương cứng lên rồi. Hắn áp sát vào hạ thể của Mục Thu, khiến cho những nữ nhân đang nhìn, đặc biệt là 5 nữ nhân kia, thấy vậy liền bật lên tiếng la hoảng. Thế nào, các người đâu phải là chưa thấy qua? Sao không thấy lúc trước các người la làng, mà bây giờ lại kêu? Thi Bình nói rồi, thấy 5 nữ nhân đó lộ vẻ ngượng ngùng thì trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng, đưa một tay ra nắm lấy chiếc mũi của Mục Thu, rồi cúi đầu cắn vào chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng. Có lẽ nhờ trước kia đã từng giúp cho Độc Cô Tuyết hô hấp nhân tạo, nên giờ đây hắn làm việc này rất tự nhiên thuần thục và không phí sức chút nào. Quả nhiên việc hô hấp nhân tạo rất hữu hiệu, chỉ một lát sau thì Mục Thu bật lên vài tiếng ho khan. Rồi tỉnh lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy thẹo của một nam nhân, nàng theo phản xạ tự nhiên định đẩy Hy Bình ra, nhưng lúc này Hy Bình đang dùng tay ra sức ép xuống bộ ngực mềm mại của nàng, cự vật ở dưới hạ thể thì đang đính tại khố gian của nàng. Điều này khiến cho Mục Thu hiểu được số ác nam nhân đang nằm trên người nàng chính là Hoàng Hy Bình. Nàng kêu lên, Hoàng Hy Bình, không được đè lên ta. Hy Bình nói, ta nhớ ra nàng, nàng là tiểu thiếp của La Lão Đầu. Cả 3 người đều là tiểu thiếp của lão. Nói xem nào, tại sao các người lại đi cùng với Quyền Hành? Tại sao lại còn dám hại cả ta nữa? Chẳng lẽ các người không sợ Mỹ Mỹ trách cứ sao? Chẳng trách gì Lãng Vô Tâm đã từng bảo rằng La Mỹ Mỹ ở cùng một chỗ với Quyền Khuynh Quốc, té ra các người vốn là một bọn. Mục Thu nói, người buông ta ra trước đã. Hừ, sao lại dễ như vậy? Nếu muốn ta thả nàng ra thì trước tiên hãy trả lời ta đã. Ta không biết. Không biết, Thi Bình đưa tay cởi khuy áo của nàng. Mục Thu giãy giụa, nhưng vô ích. Thi Bình nói tiếp, nàng muốn cho sau này không có quần áo để mặc nên mới giãy giụa chứ gì, vậy để ta xé hết nó ra cho nàng. Mục Thu nghe vậy liền thôi giãy giụa, để mặc cho Thi Bình thoát y của nàng. Thi Bình nói, nàng cầu ta tha cho nàng không,
hai mắt Mục Thu nhìn vào hắn chằm chằm, trong đôi mắt ấy không hề lộ ra vẻ khiếp vía, mà chỉ có chút bối rối. Thi Bình than, miệng của nàng rất cứng, ta nghĩ là nàng không hề biết được, vì để cứu nàng, ta đã phải hút ra không biết bao nhiêu là tạp vật từ trong nội tạng của nàng, vậy mà nàng chẳng hề cảm tạ ta. Hừ, thôi đi, ta buông tha cho nàng đó. Để ta đi kiếm quyền hành vậy, chắc nàng biết là việc gì rồi chứ. Hắc hắc. Sau đó, hắn lại dùng chiêu tối lợi hại hô hấp nhân tạo mà cứu tỉnh Chu Mỹ Tĩnh và Dương Đình, nhưng lần này hắn không hỏi han tới hai nàng, chỉ đến lúc hai nàng tỉnh lại thì mới nói một câu, vừa rồi ta đã vì các nàng mà bị một phen tân khổ, sau này các nàng phải nhớ ơn của ta đấy. Lời nói của hắn làm cho khuôn mặt đang tái nhợt của hai nàng chợt nhuốm hồng. Thật không ngờ chỉ vài lời nói mà có thể khiến cho huyết dịch của họ hoạt động nhanh trở lại, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất vô sỉ thiên tài. Cuối cùng, hắn đến bên cạnh Quyền Hành, cẩn thận quan sát thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ này. Đây chính là nương nương Khang mà tối ngày cứ chống đối với hắn hoài đó sao? Không, là cô nương, là một cô nương chân chân thật thật. Quyền Hành quả là một cô nương mỹ lệ nhất trong số các nữ nhân ở đây. Mặc dù không hơn được vẻ đẹp của A Mật Y. Nhưng khuôn mặt xinh xắn phối hợp với chiếc mũi cao, và chiếc miệng nhỏ mặc dù đang bị tái nhợt, nhưng cũng biểu lộ sự đau đớn, cùng với hàng mày ngài vừa dài vừa cong vút, khiến cho người ta nghĩ tới sự kiêu hãnh của nàng. Mà nàng quả thực là có đủ tư cách để kiêu ngạo, bất luận về xuất thân hay về sự mỹ lệ, nàng hoàn toàn có thể cảm thấy tự hào. Cho dù lúc này nàng vẫn đang bị hôn mê, nhưng vẫn khiến cho người ta cái cảm giác kiêu sa đài các ít ai bì được. Thi Bình áp mạnh xuống bộ ngực mềm mại của nàng, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Hắn không có lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cho nàng, bởi vì hắn biết Quyền Hành sẽ không bị chết đi nhanh như vậy. Hắn bắt đầu cởi khuy áo của Quyền Hành, tám nữ nhân kia thấy vậy thì la lên, đừng, đừng làm thế. Tại sao lại đừng, Thi Bình khó chịu hỏi. Mục Thu nói, ngươi chuẩn bị làm gì đối với công, đối với nàng ta? Thi Bình tức giận nói, nàng ta suốt ngày chỉ biết đối nghịch với ta, giờ đây ta có làm gì nàng ta thì cũng chỉ là muốn tốt cho nàng ta mà thôi. Còn các người nữa, hãy cầm lấy những bộ y phục ướt đem đi giặt sạch rồi phơi khô đi, mặc đồ ướt trên người mà không sợ sinh bệnh sao? Không cần ngươi hảo tâm. Thi Bình nói, ta nhất định phải cởi y phục của Quyền Hành đó, ai dám có ý kiến thì lại đây so xem ai lợi hại. Mẹ nó! Ta đem y phục của các ngươi quăng hết xuống biển cho cá gặm bây giờ. Tám nữ nhân nghe vậy thì vội vàng bước tới. Thi Bình hỏi, có phải các ngươi muốn đánh nhau không? Mục Thu trả lời, ngươi không thể đối với nàng như vậy. Thi Bình nói, ta đã nói với các ngươi, chúng ta tuy đến được đây, nhưng còn chưa biết có thể rời khỏi hòn đảo này hay không, nói không chừng lại phải sống ở đây cả đời. Các ngươi đều là nữ nhân. Hiển nhiên sau này cũng sẽ trở thành các lão bà của ta, hắc hắc. Chúng ta sẽ không làm lão bà của ngươi. Thi Bình cười nói, không được cũng phải được. Đầu tiên, ta sẽ bắt tay từ Quyền Hành, khiến cho nàng ta trở thành lão bà của ta, sau này còn sợ các người trốn được sao? Khuôn mặt của tám nữ nhân đỏ bừng lên. Ở trong tình huống này mà bọn họ lại đỏ mặt như thế, thật là ngoài dự liệu của mọi người. Thi Bình lại càng vượt ngoài ý liệu của mọi người. Nói, xem thần sắc của các người, chắc là sớm đã ái mộ ta rồi. Nếu không, tại sao lại đỏ mặt như thế? Hay lắm, hãy bước sang một bên đi, Quyền Hành sẽ không trách các người đâu. Ta cam đoan là nàng ta sẽ không dám thóa mạ các người, hừ, nàng ta làm sao lại dám đấu với ta? A Mật Y nói, Hi Bình, chàng thật sự muốn đem Quyền Hành. Nàng lo lắng cái gì chứ, nàng ta bất quá chỉ là một nữ nhân, tại sao ta phải sợ? Thanh âm của sóng biển đem Quyền Hành đang mơ màng từ trong mộng bừng tỉnh, nàng mở hai mắt ra nhìn, thấy bờ biển đêm rất đẹp. Đúng vậy, rất đẹp, các ngôi sao tại bầu trời vùng biển có vẻ lóe sáng đặc biệt, thế nhưng nàng hạ thể đau nhức cùng với gã nam nhân ghê tởm đáng ghét đang nghỉ ngơi trên người nàng, làm cho tâm lý nàng khước từ cái hoàn cảnh tốt đẹp đó. Hạ thể nàng đau đớn chưa tiêu, vẫn như cũ đang dung nạp cự căn của nam nhân. Nàng muốn kêu la thật to, nhưng mà ý nghĩ vừa thay đổi. Lại không có lên tiếng. Nàng hai đẩy ngực hắn ra, muốn đẩy hắn ra khỏi cơ thể của mình, nhưng hắn ôm nàng rất chặt, cho dù là đang ngủ, cũng vẫn ôm nàng rất chặt. Nàng tỉnh rồi sao? Thi Bình mở hai mắt, cảm thấy Quyền Hành đang dùng sức đẩy hắn. Hắn cố ý di chuyển hạ thể, nam căn đó trong mật huyệt của nàng ra vào một trận, Quyền Hành thống khổ cất lên tiếng rên rỉ.
Quyền Hành nói, không được đè ta, nặng quá, ta mệt lắm. Nàng khôi phục hoàn toàn nữ thanh của mình, thanh âm đó rất đẹp, tựa như nước biển nhẹ nhàng vuốt bờ biển, ôn nhu và cảm tính. Hy Bình nói, sau này vẫn muốn cùng ta đối nghịch sao? Hắn cảm thấy mật huyệt nàng dần dần ướt át, có thể là huyết, cũng có thể là dâm dịch, trong màn đêm tối tăm, ai cũng không dám xác định, thế nhưng, hạ thể hai người chặt chẽ giao tiếp là điều có thể hiểu rõ, và sự giao tiếp đó đã ươn ướt. Hy Bình vẫn nằm ở trên người nàng, nhẹ nhàng ra vào. Động tác này hắn làm rất ôn nhu, cũng như nước biển nhẹ nhàng đánh vào bờ, nam căn hắn cũng đang hôn nữ huyệt của nàng. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, lau đi cát bụi trên mặt nàng, sau đó mềm nhẹ hôn trên môi nàng. Nàng cũng không có mở miệng, vẫn đóng chặt môi. Từ dưới hạ truyền đến khoái cảm khiến cho nàng không tự giác được vặn vẹo đồn bộ, đôi môi trong lúc đó truyền ra tiếng rên rỉ rất nhẹ. Quyền Hành không nói gì, song cũng không kháng cự Hy Bình cùng nàng giao hoan, tại bờ biển đang không yên ả này, bọn họ yên lặng giao hoan, Quyền Hành khoái cảm dần dần mơ màng rên rỉ chen vào thanh âm hỗn tạp của sóng biển. Chúng nữ nghỉ ngơi tại bên cạnh bọn họ cũng mơ hồ nghe được. Các nàng là bị thanh âm này đánh thức, song các nàng cũng không nói lời nào, chỉ ở trong bóng đêm, tưởng tượng tình yêu hai người, cũng rất tò mò, vì sao Quyền Hành không phản kháng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cao trào của Quyền Hành như sóng biển nối nhau tiến đến. Nàng rên rỉ to lên, tự giác ôm chặt Hy Bình. Hắn sửng sốt, đồn bộ cố gắng một trận điên cuồng, lại một lần nữa đem dương tinh bắn vào trong cơ thể nàng. Tại sao không nói lời nào? Sau khi tất cả yên tĩnh lại, Hy Bình hỏi. Quyền Hành cũng không nói gì. Hy Bình nhìn không thấy mặt nàng, chỉ là nghe được nàng thở dốc sau khi cao trào qua đi, hắn lại nói xem, có khỏe không? Ngươi không phải người, Quyền Hành dùng thanh âm rất nhẹ, nói ra những lời nặng nề này. Ta biết, ta là cầm thú. Ngươi không phải, ngươi so với cầm thú còn đáng sợ hơn, ngươi để ở bên trong người ta nhiều bao lâu rồi? Ngươi cũng không ra đi, của ngươi vẫn cứng vậy. Ngươi không phải người. Mẹ cha ơi, nguyên lai là vì cái đó. Hy Bình trong lòng thoải mái, liền cúi đầu xuống hôn loạn nàng, sau đó nói, nàng cũng không phải chưa thấy qua, lúc trong phong khiếu động ta đối với các nàng ta lúc đó chẳng phải giống nhau sao. Nàng khi đó không sợ mà, hắc hắc. Quyền Hành nhẹ nhàng khóc. Hy Bình nghe thấy, nói, nàng rất hận ta. Quyền Hành khóc ròng nói, ta hận ngươi. Hy Bình nói, ta cũng nói qua nàng không nên cùng ta đối nghịch. Đàn bà cùng ta đối nghịch, đều không có kết quả tốt đâu. Ta không có cùng ngươi đối nghịch, là ngươi bức ta. Qua, ta bức nàng. Nàng tới cướp đao ta, muốn hãm hại ta, cũng là ta bức nàng sao? Quyền Hành nói, đó là đao của chúng ta. Ta từ trong tay lôi ra tự tay tiếp nhận đao này, nói là của nàng, cũng không phải quá giả dối sao? Trông ta giống tiểu hài từ 3 tuổi sao? Nói cho nàng, đoạt được đao cũng vô dụng, đao này chỉ có ta mới có thể sử dụng, ở trong tay người khác, chỉ là đống sắt vụn. Ngươi, Quyền Hành muốn nói, rồi lại đình chỉ, chốc lát sau nói sang chuyện khác, cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu, chẳng muốn nói chuyện với ngươi nữa. Vậy đừng nói nữa, Hy Bình trong bóng đêm lại hôn nàng một chút, nói, nàng nơi đó còn đau không? Quyền Hành sửng sốt một chút. Nhẹ giọng e thẹn nói, đau. Có muốn hay không ta đem bảo bối ra ngoài a? Tùy ý. Hy Bình cười nói, vậy ta sẽ không ra nữa, tại bên trong nàng rất ấm áp, đi ra ngoài cảm lạnh chết. Ngươi, ta bị ngươi đè chết mệt rồi, thân thể cũng tê cứng rồi. Hy Bình ôm nàng trở mình, thay đổi vị trí, nàng nằm sấp trên người hắn, hắn nói, như vậy tốt hơn nhiều chứ. Quyền Hành nhớ đến, trên kiều đồn nàng bị hai thủ hắn cố định. Nàng đành phải thôi, tiếp tục để cho cự vật hắn lấp kín không gian của nàng, nàng nói, nếu cả đời tại hoang đảo này thì thôi, còn nếu có một ngày trở lại Trung Nguyên, ngươi sẽ phải trả giá nghiêm trọng vì hành động mạo phạm này. Hy Bình lạnh lẽo nói, nàng đang dọa ta. Mục Thu tại một bên nói, Hoàng Hy Bình, nàng không phải dọa ngươi, nàng đích xác có năng lực làm được. Ta mạo phạm, nàng ta là tiểu thiếp của lão đầu ta còn không có hỏi ngươi vì sao phải hại ta. Nhưng thật ra nàng rất hung hăng càn quấy. Ta nói cho nàng hay, nếu có năng lực rời khỏi nơi này, trước khi ly khai khỏi đây, ta đều muốn mạo phạm tất cả các nàng. Dọa ta ư, lão tử mà sợ lũ đàn bà các nàng, ta muốn trong bụng mỗi nàng đều mang nhi tử với ta, hắc hắc,
Quyền Hành, bung nàng cũng sắp có nhi tử với ta. Nhi tử, Quyền Hành toàn thân run rẩy dữ dội. Thi Bình đắc ý nói, đúng vậy, ta tại bên trong nàng xạ tinh 2 lần. Quyền Hành ngẩn người, trong bóng đêm, huy động 2 tay đấm mạnh trong ngực Hy Bình, khóc ròng nói, ta đấm chết ngươi, ngươi này sắc ma, xạ tinh bên trong thân thể ta, muốn ta mang thai. Ô ô, đấm chết ngươi, ai kêu ngươi xạ tinh? Hy Bình trong lòng cười thầm, hắn nói, nàng cứ từ từ đấm ta ngủ đây, ngày mai sau khi tỉnh lại sẽ thả ngươi, đêm nay để cho nàng ăn sống ta. Ngươi cho vật đó của ngươi ra ngoài đi, Quyền Hành la hét nói. Ta thích đặt nó ở bên trong nàng, nàng nếu không thích, ta cũng không có biện pháp, bởi vì ta chỉ làm chuyện ta thích làm. Quyền Hành, đánh đến lúc mệt mỏi, lấy cái ngực của ta làm đệm nghỉ ngơi đi, đối với nàng rất tốt đó, từ từ đánh đi nhé. Ôi dốc sức đánh mạnh đi. Hy Bình dứt lời, nhắm mắt tùy ý nàng đấm hắn, nàng mặc dù nói chuyện rất tàn nhẫn, nhưng mà khi đấm ra cũng là không nhẹ không nặng, có thể là thể lực không có sao. Ai biết được. Nàng đánh một trận. Hiểu được không có ý nghĩa, bờ biển lại tối, nhìn không thấy mặt người khác. Còn cái cự vật mà Hy Bình để lại bên trong mật huyệt của nàng, nàng cũng không có cách rời bỏ. Dường như cự vật của hắn như được khảm lại bên trong thân thể nàng, nàng bèn bỏ cuộc, đồng thời thấy được một bộ phận thân thể hắn đang trong cơ thể nàng, cảm giác chật căng, nàng nằm úp sấp trên người hắn nhẹ nhàng khóc. Khóc rồi lại khóc, làm nước mắt chảy xuống mặt hắn, hai khuôn mặt chạm vào nhau. Lúc đôi môi đỏ của nàng chạm đến miệng hắn, nàng dừng lại một lúc, lén lút đưa ra cái lưỡi đinh hương nhẹ liếm đôi môi hắn, hắn không có đáp lại, nàng trong lòng an tâm, thầm nghĩ rằng, dâm tặc này thật sự ngủ rồi. Nàng cũng tự nhắm mắt vì buồn ngủ, thật sự đem khuôn mặt nhỏ bé vùi vào cần cổ Hy Bình, cái miệng nhỏ nhắn mở nhẹ ra, nhẹ nhàng ngậm lấy nhĩ châu của hắn, sau đó lẳng lặng ngủ đi. Nước mắt đó chảy xuống cát, làm ẩm ướt, rồi cũng lặng lẽ khô đi. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng bãi biển, ngoài khơi mọc lên một mặt trời đỏ tươi, chiếu sáng làm mỗi khuôn mặt trên bãi cát đều đỏ tươi như nhau. Chúng nữ cũng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn thấy Quyền Hành nằm úp sấp nghỉ ngơi trên người Hy Bình, hai người hình dạng xích lỏa trong ánh nắng hồng khi mặt trời mọc, như là nhân vật chính trong các ảo mộng màu hồng, kỳ quái là mang đến cho các nàng một loại chấn động thị giác rất đẹp. Các nàng phát hiện, cái miệng nhỏ của Quyền Hành ngậm nhĩ châu, lỗ tai của Hy Bình. Trên mặt nàng mang theo tia mỉm cười, dưới ánh nắng chiếu sáng, có vẻ nhu hòa mà xinh đẹp. Chúng nữ vây quanh lại đây, Phỉ Sa cũng đang xích lõa than vãn, Quyền Hành này có đổi tâm tính hay không vậy? Ngày hôm qua hung ác vậy, sáng nay như thế nào ngậm cái nhĩ châu chàng mà ngủ? Mục Thu nói, người đừng nghĩ sai như vậy, hắn đối với tiểu thư chúng ta làm ra chuyện như vậy, tiểu thư chúng ta hận hắn còn không kịp, lẽ nào yêu hắn? Chỉ có loại đáng phụ như ngươi mới có thể yêu tên cường bạo này, hừ. Phỉ Sa nói, đã biết là cường bạo, các ngươi tại sao không ngăn cản? Chẳng lẽ lòng hộ chủ của các ngươi chỉ có chút ít như vậy sao? Cẩn thận loại đàn bà thối giữa như ngươi cũng bị chàng cường bạo đó. Mục Thu nói, ta mới không sợ, dù sao nơi này cũng chỉ mình hắn là nam nhân, cường bạo thì cường bạo, ta sợ cái gì? Ngươi phải biết rằng... Nếu không bởi vì hắn trong động phong khiếu gây ấn tượng xấu trước mặt bọn ta, hắn quả thật là một mỹ nam tử hiếm thấy trên đời, ta sẽ sợ hắn sao? Nếu cả đời ở lại chỗ này, cẩn thận hắn bị chúng ta cường bạo thì có. Ngươi so với ta còn dâm đãng hơn, Phỉ Sa bị tức giận đến nói chuyện cũng không thuận nữa. Mục Thu cười lạnh nói, ngươi nhìn xem ngươi đang nói cái gì vậy? Chúng ta cũng vẫn là xử nữ, còn ngươi, đàn bà chỗ này. Người cùng Mộng Cơ không phải, A Mật Y các nàng sau khi cùng hắn mới thành không phải, người trước hắn chẳng biết đã làm cùng không biết bao nhiêu nam nhân, thật sự là dâm tiện. Phỉ Sa nói, người cũng là xử nữ, đừng có nói giỡn trước mặt ta, người cũng đã hơn 30, còn là xử nữ, ta nhổ vào. A Mật Y nói, các ngươi không nên tranh cãi ầm ĩ, cẩn thận chàng tỉnh lại nghe được. Mọi người lại nhìn hai người trên cát, chốc lát sau. Đột nhiên nghe được Hy Bình đau nhức hô, ui phụ thân. Đau nhức quá. Hắn mở to mắt ra, thật sự nhìn thấy chúng nữ đang nhìn chằm chằm hắn cùng Quyền Hành, hắn mới cảm giác được đau nhức đó là từ nhĩ châu truyền đến, và cũng vẫn tiếp tục đau nhức, đúng là Quyền Hành con mẹ này. Đàn bà cắn hắn, hắn rung mạnh nàng, hô, này, nàng tỉnh tỉnh, không nên cắn ta nữa. Quyền Hành bị hắn đẩy một hồi lâu, mới mở hai tròng mắt, miệng vẫn ngậm uể oải nói, cái gì thế?
Chuyện gì? Thi Bình nói, trong lúc đêm tối, có phải nàng bị đần độn không vậy? Cắn ta đau nhức quá, còn hỏi ta chuyện gì? Quyền Hành vừa nghe, giơ mặt lên tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn, sau đó lại là một trận đấm đá, khóc hô ta cắn đau ngươi. Ngươi làm cho ta nhiều đau đớn, ta so với đau đớn hơn nhiều. Thi Bình ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong ngực ngồi sang một bên. Nàng xem dương căn hắn vẫn còn mang theo vết máu, tự lớn tiếng khóc, cái gì đó của ngươi lớn quá, lại còn đặt nó ở bên trong ta, ô ô. Thi Bình nói, nàng nơi đó gói gọn cái vật này của ta, nàng không phải còn lớn hơn sao? Ta bị ngươi căng đến nứt ra, ngươi này sắc ma, ngươi sẽ có báo ứng. Căng đến nứt ra, đến đây, để ta nhìn xem. Thi Bình tự vùi đầu đến giữa hông nàng, nàng đột nhiên hai chân kẹp chặt, hai tay che đậy chỗ riêng tư, nũng nịu e thẹn nói, ta không cho phép, ngươi đi đi, hỗn đản, đi đi. Thi Bình thất vọng nói, căng thẳng vậy, xem nàng kìa, nhìn mà cũng không được, căng thẳng đến như vậy, sớm biết tối hôm qua hảo hảo nhìn xem. Ngươi cút đi, Quyền Hành hai chân hướng trên người Thi Bình đá. Thi Bình nhìn bộ dạng điên cuồng cào cấu của nàng, liền không đùa nàng nữa, đứng lên. Mục Thu tám nữ vội vàng vây quanh lại đây, Mục Thu nói công. Ân, tiểu thư, ngươi không sao chớ. Quyền Hành nói, không muốn các ngươi quản, ta bị hắn. Thời điểm đó, các ngươi đi chỗ nào rồi? Sau khi trở về, ta cho các ngươi toàn bộ xung quân. Mục Thu đáng thương nói, tiểu thư, chúng ta đã cố hết sức, tình huống khi đó rất bất ngờ. Hắn cũng đã tiến nhập rồi, ván đã đóng thuyền, chúng ta cũng vô năng ra tay, cho nên. Chẳng lẽ các ngươi không thể kéo hắn lại, nhìn ta bị hắn cường bạo, lại còn xạ tinh bên trong ta, các ngươi vậy mà không giúp ta. Mục Thu và những người khác thật sự chẳng biết nên nói cái gì, Quyền Hành bèn mắng, đem quần áo đưa cho ta. Dương Đình cầm quần áo lấy lại đây, đưa cho Quyền Hành nghĩ đứng lên mặc quần áo được, vừa định đứng lên tự té ngã trên mặt đất. Nói các ngươi giúp ta mặc, ta không có khí lực nữa, ta nơi đó lại vừa đau nhức. Tám nữ luống cuống tay chân giúp nàng mặc quần áo, rất nhanh Quyền Hành kê thúc vận mệnh trần truồng của mình, rốt cục bao bọc bên ngoài nàng một bộ trang phục rất nam tính, nói, đỡ ta đứng lên, ta muốn cách hắn xa xa. Thi Bình lúc này đang cùng tứ nữ trêu đùa, nghe được Quyền Hành nói như thế, tự nói, ôi sau này đừng có khóc chạy trở về cầu ta đó. Quyền Hành tức giận trừng mắt nhìn hắn, quát ta mới không cầu ngươi, ở chỗ này, có cá có nước có núi có thú, còn có quả dại hoa dại, không cần ngươi, chúng ta cũng có thể sống được, nơi này không phải phong khiếu động, chúng ta tuyệt không cầu kẻ thối giữa như ngươi, hừ, rời khỏi đảo này, xem các ngươi đẹp mắt thế nào. Thi Bình vỗ vỗ trong ngực, nói, hơi sợ đó. Quyền Hành cực kỳ giận hắn, nói chúng ta đi. Mục Thu cùng một nữ nhân khác tự một tả một hữu đến đỡ nàng, hướng tiểu đảo bên trong đi đến, Mộng Cơ cũng yên lặng theo sát tại phía sau các nàng, xem ra nàng cũng muốn cùng một phe với Quyền Hành. A Mật Y than vãn, Quyền Hành này cũng thật thú vị a, không thể tưởng được nàng ta là đàn bà, mà còn là thiếu nữ thập phần xinh đẹp nữa. Thi Bình cười nói, nàng ta đương nhiên thú vị, hắc hắc, trách không được cả ngày nói ta không thể cắt được dương căn của nàng, nguyên lai nàng căn bản là không có. Ta mạo phạm, không có dương căn quả là rất thú vị a. Lý Ngọc nói, chàng cứ như vậy làm cho các nàng rời đi, này đảo cũng rất lớn, sau này có thể rất khó tìm đến các nàng đó. Thi Bình nói, đừng sợ, các nàng ta không dám chạy quá xa, con mẹ nó. Đàn bà có lúc miệng thì toàn lời độc ác, thực ra chỉ yếu ớt mà thôi, một khi chịu khổ, sẽ nhớ tới ta, nàng bây giờ ngoại trừ ta, còn có thể dựa vào ai chứ? Chàng khẳng định như vậy. Thi Bình ngạo nghễ nói, đương nhiên, đừng quên các nàng ta không có mồi lửa, mà nơi này dã thú cũng không ít, các nàng ta mặc dù có võ công, chung quy vẫn là nữ nhân mà gặp sói này rắn này hay mấy thứ linh tinh khác, chân mềm nhũn ra ngay. Đừng có coi thường nữ nhân, tứ nữ tất cả đồng thanh nói. Thi Bình cười nói, đối với việc sinh đứa nhỏ, nữ nhân tuyệt đối là đệ nhất đó. Chàng! Thi Bình ôm A Mật Y cùng đi vào bên trong. Nói chúng ta cũng tiến vào bên trong đảo, tìm chút gì đó ăn, ta đã đói bụng rồi. Phỉ Sa vui mừng nói, chàng còn phải xây một căn nhà gỗ cho chúng ta ở, bên trong phải có giường gỗ bàn gỗ các loại nữa. Thi Bình nhìn nàng chạy đến phía trước, kiều thể xích lỏa của nàng thật sự hoàn mỹ, kiều đồn đó rất tròn rất đầy đặn đôi mắt rất chiêu nhân đang nhìn trái nhìn phải.
hắn tựu nói, đề nghị này của nàng rất chính xác, để nàng đi chặt gỗ nhé. Phỉ Sa quay đầu lại rất nhanh, hào nhũ trước ngực điên cuồng dao động, gắt giọng, ta mặc kệ những việc nặng, công việc nặng nhọc để nam nhân làm. Chịu không được nàng, Hy Bình lắc đầu. Nàng bổ nhào lại, hai tay móc qua trên cổ Hy Bình, nói, chàng làm một cái nhà mộc lớn, chúng ta sẽ cùng chàng trong nhà ân ái, có được hay không? Hy Bình đột nhiên than vãn, nam nhân thật sự mệnh khổ a. Hy Bình mỗi ngày từ bình minh đến hoàng hôn, đầu tiên là lo kiếm thức ăn cho bốn nữ nhân, sau đó thì bị các nàng ép đi đốn gỗ để làm nhà. Hắn dựa vào thân thể cường tráng, cùng với việc lớn lên ở trong núi, nên giờ đây ở trên hoang đảo này động thủ động cước, bất luận là săn bắt dã thú hay là đốn gỗ làm nhà đều là rất tệ. Nhờ có bốn nữ nhân giúp đỡ, đến tối thì bọn họ cũng dựng được một căn nhà gỗ rộng chừng 5-60 thước vuông, là một công trình nhân tạo đầu tiên ở trên hoang đảo này. Phỉ Sa quả nhiên rất giữ lời, ngay đêm đó đã cùng ba nữ nhân kia giáp chiến với Hy Bình ở trong căn mộc ốc, bị hắn làm cho phải kêu la thảm thiết suốt đêm. Những giống điểu thú ở vùng phụ cận bị hàng loạt các âm thanh kỳ lạ của cái giống động vật mới đến cư ngụ ở đây làm phá giấc ngủ và không thể nào nghỉ ngơi được. Hôm sau tỉnh dậy, Hy Bình phát một cái vào bờ mông xinh đẹp của A Mật Y, rồi nói, dậy mau, chúng ta đi dạo trên đảo một chút. A Mật Y hé đôi mắt ngái ngủ, nằm tựa lên người Hy Bình, dịu dàng nói, thiếp còn muốn ngủ thêm mà, đêm qua chàng hành hạ người ta như vậy, khiến cho người ta thật là mệt mỏi a. A, một mình ta đối phó với bốn người các nàng, ta đã không than mệt thì thôi, cớ sao nàng lại than. Phỉ Sa nói, chàng không phải là con người mà, người ta quả thật không ngờ được là chàng lại mạnh mẽ như vậy. Xem ra phụ tử Lạc Hùng còn kém cả sợi lông của chàng. Hy Bình la lớn, tên là Cẩu Hùng kia đương nhiên là không thể so bì được với ta rồi, lão mà tính cái gì. Ta đường đường là một quyền vương, chỉ cần một quyền thôi là có thể khiến cho lão nằm liệt trên giường rồi. Phỉ Sa phản bác, thiếp không hề nói tới chuyện đánh nhau, mà là thiếp đang nói về bản lãnh phòng the của chàng kia. Làm sao mà chàng lại nghĩ tới chuyện đánh nhau cơ chứ? Lý Ngọc nói, lúc trước ta từng nghe nói, chàng ngoại trừ thích ca hát ra thì lại còn rất thích đánh nhau. Chắc điều đó chính là nguyên nhân rồi. Hy Bình cười nói, đúng vậy, nam nhân mà không thích đánh nhau thì còn gọi là nam nhân được sao? Nam nhân phải dùng sức mạnh để lập nên thế đứng trong giang hồ. Tất nhiên là phải tỏ ra sự lợi hại của mình trong các trận đánh nhau. Phỉ Sa nói, là nữ nhân, thiếp rất thích sự lợi hại của chàng trong lúc hoan ái. Chàng đích thực là một phần rất quan trọng trong đời sống của nữ nhân. Cái nàng Phỉ Sa tao bà nương này, ta là nam nhân chứ không phải vật phẩm. Nàng còn dám tỉ dụ ta như thế thì ta sẽ cho nàng biết thế nào là chết. Phỉ Sa uốn éo người rồi bày ra một tư thế dụ người, nói, lại đây nào, thiếp nhường chàng đó. Hy Bình ôm đầu, kêu lớn, ta sợ nàng luôn, nàng so với nhạc mẫu của ta có vẻ không thua gì mấy. Ai? Lãnh Tinh Oánh. Là môn chủ Hồ Điệp Môn. Đúng vậy, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí chút nào. Hy Bình nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. A Mật Y chúng nữ vội vàng nhìn quanh tìm y phục. Phỉ Sa nói, ta không còn chút khí lực nào nữa. Hy Bình nhìn chằm chằm nàng, nói, lạ nha. Chẳng phải lúc nãy nàng nói cứng lắm sao? Phỉ Sa ủy khuất nói, thiếp chỉ nói cứng thế thôi, nhưng đêm qua thiếp là người thiếp chiêu của chàng nhiều nhất, thiếp quả thật là không còn chút khí lực nào. Thiếp không muốn đi tản bộ, thiếp muốn ở lại đây ngủ thêm một giấc để tối nay còn phải bồi thiếp chàng nữa. Hy Bình nhún nhún vai, nói ta sợ nàng sẽ dậy hư các thê tử khác của ta a. Phỉ Sa cười nói, thiếp sẽ dậy hư cho họ, nhưng đó chỉ là khi họ đối xử với chàng thôi. Còn khi đối xử với người khác, thì thiếp sẽ dạy họ làm cách nào để thành thánh nữ, hì hì. Nàng mà biết dạy kẻ khác làm sao để trở thành thánh nữ sao? Hy Bình nghi ngờ hỏi. Hừ, chàng không tin người ta à? Sau này rồi chàng sẽ biết, người ta chỉ có thái độ dâm đãng ở trước mặt chàng thôi, còn lúc nào ở trước mặt người khác thì người ta chỉ có một vẻ lãnh diễm mà thôi. Hy Bình cười cười. Ôm lấy A Mật Y rồi nhẹ giọng hỏi, bộ làm thánh nữ dễ dàng đến thế sao? A Mật Y trả lời, điều đó không khó chút nào. Thiếp cũng từng làm thánh nữ suốt nửa đời người rồi, nhưng sau này sẽ không làm nữa. Phỉ Sa nhìn bốn người rời khỏi mộc ốc, rồi tự lẩm bẩm, sao lại không tin ta chứ? A Mật Y có thể làm thánh nữ được thì ta sao lại không được? Hừ, ta sẽ chứng minh cho các người xem.
Nàng nói xong liền đứng lên định đi ra ngoài, nhưng lại không còn mảy may chút khí lực. Đêm qua nàng làm thượng nữ, đã phải đứng đến rời rã cả hai chân. Thì ra làm thượng nữ rất mất sức, chẳng trách nào A Mật Y không muốn lập lại chiêu thức đó, rốt cuộc là nàng phải làm thay, đến nỗi giờ đây muốn đi đứng cũng rất khó khăn. Thi Bình vốn không thể dự liệu tới việc Phỉ Sa không thể đi đứng được, bởi vì đêm qua nữ nhân này đã quấn quýt lấy hắn, làm như thể là dù có chết thì cũng phải chết trong lúc hoan lạc. Hắn nghĩ nữ nhân này có lẽ đã lâu không được hoan ái với nam nhân rồi, đứng trên một phương diện nào đó mà nói, nàng đã cố nén dục vọng của mình đã rất lâu, chỉ có khi ở trong lòng hắn thì mới có thể buông thả như thế. Hắn dẫn theo tam nữ của Thái Âm giáo đi xem xét hòn đảo hoang, tuy nhìn thấy đủ các loại điểu thú, nhưng không thấy được một con rắn nào. Ba nữ nhân này trước lúc ra ngoài đã lo lắng là sẽ gặp rắn, ha, đừng thấy các nàng có võ công cao cường như vậy mà cho rằng các nàng không biết sợ. Có lẽ nữ nhân sinh ra đã biết sợ rắn từ bẩm sinh rồi. Các nàng bắt Hy Bình trèo lên cây hái quả dại cho họ ăn. Lúc đầu, Hy Bình nghĩ là có thể dùng khinh công, nhưng hắn lại quên mất làm sao có thể sử ra khinh công, nên chỉ còn cách là trèo lên. Mà không có cầu thang để trèo cây, thật chẳng khác nào là muốn làm khó hắn. Trèo cây cả nửa ngày, thân thể trần trụi của hắn bắt đầu dơ bẩn, tam nữ đề nghị đến bãi biển tắm rửa. Hy Bình liền lớn tiếng đề nghị, chúng ta ra biển hoan ái được không? A Mật Y nói, tùy chàng, ở đâu chàng cũng có thể làm mà. Hy Bình ôm lấy nàng, ôn nhu hôn lên khuôn mặt của nàng, rồi nói, ngoan lắm. Trong số các lão bà của ta, nàng là một trong số những người đẹp nhất. U Nhi không mỹ lệ sao? A Mật Y nhớ đến Lạc U Nhi nên cất tiếng hỏi. Hy Bình thở dài, nàng ta không phải là nữ nhân của ta. A Mật Y không vui, hỏi, trong bụng của nàng ta đã có hài tử của chàng, vậy tại sao lại có thể không phải là nữ nhân của chàng? Hy Bình trả lời, nàng ta không giống nàng, bởi vì nàng ta chỉ yêu Lâm Khiếu Thiên, còn nàng thì lại cho ta cả thân thể lẫn trái tim. Lần đầu tiên ta đến với nàng ta thì đã xảy ra một chuyện đáng tiếc và bất hạnh. Nàng ta đã từng nói, dù ta có thể chiếm lấy thân thể của nàng ta thì cũng không thể chiếm được trái tim của nàng ta. Những nữ nhân của ta, dù là thân thể hoặc là trái tim của họ đều hoàn toàn thuộc về ta, nhưng đối với Lạc U Nhi, bất luận là thân thể hay tâm linh đều không thuộc về ta. Bởi vậy, ta không thể xem nàng ta là nữ nhân của ta được. A Mật Y nói, chàng sai rồi. U Nhi rất đơn thuần, trái tim của nàng vốn không thể dung nạp được hai mối tình. Nếu nàng đã vì ngươi mà đến Gia Lăng Trấn, vậy thì điều đó chứng minh rằng trong tâm nàng đã có chàng. Và một khi trong tâm nàng đã có chàng, vậy thì vị trí của Khiếu Thiên ở trong lòng nàng sẽ rất dễ bị thay đổi. Nếu sau này chàng dám gây tổn thương đến trái tim của U Nhi, thiếp sẽ không lý tới chàng nữa. Thiếp và U Nhi cùng đứng chung một trận tuyến, bởi vì thiếp và nàng ta có định mệnh giống nhau. Hy Bình nói, đợi chúng ta rời khỏi hòn đảo này rồi hãy nói. Việc này mà đem ra thảo luận ở trên hòn đảo hoang này thì thật là chẳng có ý nghĩa gì. Minh Ngọc quả quyết, thiếp tin rằng chúng ta sẽ rời khỏi đây được. Lý Ngọc hỏi, tại sao thế? Minh Ngọc tựa vào tay Hy Bình, rồi khẳng định, bởi vì cho đến bây giờ ta vẫn không cảm giác được sự lo lắng của chàng. Chàng là một loại nam nhân tuyệt sẽ không bỏ rơi nữ nhân của mình. Mà nữ nhân của chàng thì có rất nhiều người không có mặt tại đây. Vì thế, ta nghĩ rằng chàng có 10 phần tự tin sẽ rời khỏi hòn đảo hoang này, mà đối với chàng, ta cũng có 10 phần tin tưởng, vì chàng chính là nam nhân của người ta. Thật là nhột nhạt a. Hai nàng kia nghe vậy thì cười mắng. Bốn người cười cười nói rồi đi về hướng bờ biển. Từ xa xa trông lại, họ thấy được trên bãi cát đang có nhiều người nằm ngủ dưới ánh mặt trời. Họ nhận ra đó là bọn người của Quyền Hành. Hy Bình liền đi tới bên cạnh Quyền Hành, những nữ nhân khác nghe động cũng đều ngồi dậy nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn Quyền Hành đang chìm trong giấc ngủ, trên mắt còn vương ngấn lệ. A Mật Y bắt chuyện với Mục Thu trước, các người tối qua ngủ ở đây sao? Mục Thu đáp, hoang đảo có nhiều dã thú, rắn cũng rất nhiều, chúng ta không tìm được chỗ, thấy bờ biển này tương đối an toàn, đợi trời sáng mới từ trong rừng quay lại đây. Nghỉ ngơi đến bây giờ. Trong giọng nói của nàng có chút u oán không nói ra, Thu Hằn trừng mắt nhìn Hy Bình. Minh Ngọc hỏi, các ngươi chưa dựng một ốc sao? Mục Thu trả lời, chúng ta ở đây toàn là phụ nữ, huống hồ cho dù có một ốc, nơi này vẫn có nhiều rắn, hay là cứ đi tiếp. Lý Ngọc kỳ quái,
nhưng mà đúng là chúng ta không có nhìn thấy rắn. Mục Thu nói, chúng ta cơ hồ đến đâu cũng nhìn thấy rắn, bọn tỉ muội sợ đến hai chân nhũn ra. Lời của ba nữ nhân thái âm giáo rất khó tin, làm sao có chuyện này được chứ? A Mật Y hỏi, các ngươi đã ăn gì chưa? Mục Thu nói, đã ăn chút quả dại, mùi vị không tệ, chưa chết được đâu. A Mật Y tốt bụng, không bằng các ngươi đi theo chúng ta đi. Chúng ta bảo Hy Bình làm một ốc cho các ngươi ở bên cạnh, như vậy mọi người có thể tiếp ứng lẫn nha, ở hải đảo này còn so đo cừu hận gì nữa. Mục Thu hơi ngần ngại, nhưng mà chúng ta có chết cũng không chịu cùng hắn ở một chỗ đâu. Tám nữ nhân kia cũng gật đầu, A Mật Y bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Hy Bình, nhìn cô gái xinh đẹp trên mặt đất hỏi, nàng vẫn chưa tỉnh. Hy Bình nhìn sang A Mật Y nói, nàng ta quá mệt mỏi, còn muốn nghỉ ngơi, mặt trời tuy không gắt nhưng cứ phơi nắng như vậy, sau này sẽ biến thành hắc mỹ nhân mất. A Mật Y, chúng ta bơi về bên kia thôi, sợ nàng ta tỉnh lại lại tranh cãi với ta, quyền hành này vô luận là nam hay nữ đều cằn nhằn quá nhiều, làm ta cũng phát sợ. Dứt lời, hắn xoay người đứng lên, vừa muôn rời đi đã nghe quyến hành mắng, Hoàng Hy Bình, người đi càng xa càng tốt, càng xa càng tốt. Hỗn đản, trên đời này ngươi là tên đệ nhất hỗn đản, dẫn ta đến cái hoang đảo toàn rắn này, ô ô, ngươi tại sao không để ta chết trên biển? Ta hận ngươi, ngươi cút đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Hy Bình quay lại nhìn, chỉ thấy nàng khóc rất thảm thiết, hoàn toàn không giống nàng trước kia, kỳ thực thân phận nàng bị phá vỡ, tiếp theo bị Hy Bình cường bạo, nàng đã sớm không còn là bộ dạng nam nhi nữa rồi, ở chỗ này nàng chỉ là một cô gái bất lực mà thôi. Hy Bình nói, ta sẽ dẫn nàng rời nơi này trở lại Trung Nguyên. Trở lại Trung Nguyên ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Đừng quên, thầy tướng số đã nói mạng ta rất dài. Hy Bình cười cười trả lời nàng, mang theo 10 phần tự tin. Quyền hành thấy vậy bĩu môi, cứ chờ xem. Hảo, cứ chờ xem, A Mật Y, chúng ta đi thôi. Đi xem biển rộng này, chúng ta ra bờ biển tìm một chỗ, ta và các nàng đi tìm một chỗ tố ái, ha ha. Quyền hành giận đến phát điên hét, Hoàng Hy Bình, đại sắc ma, ngươi, dĩ nhiên cũng như vậy. Hoa ô ô, ngươi quay lại, ta phải đánh ngươi, đánh chết ngươi. Nàng nổi cơn ghen, chống tay đứng dậy, nhưng ngày hôm qua bị thương quá nặng, vừa đứng lên đi vài bước, kêu ai nha một tiếng lại ngã ngồi xuống cát. Nàng nhìn Hy Bình cùng ba nữ nhân bỏ đi, khóc mắng, sắc ma đáng chết, dám ở trước mặt ta cùng bọn A Mật Y nói chuyện yêu đương, khi dễ ta. Dương Đình nói, công chúa, hắn đâu có khi dễ ngươi, hắn cùng tam nữ thái âm làm chuyện đó, còn với người lại dùng sức mạnh, người cần phải ca hứng mới đúng chứ. Lúc này Hy Bình và ba nữ nhân đã sớm đi rất xa, căn bản không nghe được các nàng nói chuyện. Quyền hành mắng, ngươi thì biết cái gì? Dương Đình khiếp phía thốt, dạ, công chúa, nô tỳ cái gì cũng không biết. Quyền hành nói, đỡ ta lên, ta phải vào trong đảo, ta trong lòng không thoải mái, biển này. Bọn họ dĩ nhiên cũng ở chỗ này chứ. Ô ô, nhìn thấy biển trong lòng ta lại không thoải mái. Mục Thu sợ sệt, công chúa, hình như trên đảo có rất nhiều rắn. Bị rắn cắn chết cũng tốt hơn đợi ở chỗ này. Hy Bình cùng tam nữ bơi về, lại tiếp tục khổ lực, lần này dĩ nhiên là hắn tự nguyện, hắn cầm liệt dương đao chặt rất nhiều cây, muốn tạo nên một chiếc thuyền lớn nhất thế giới, tứ nữ sớm về nhà gỗ nướng thịt trước, mặc hắn phát huy thiên tài. Hắn loay hoay nửa ngày, đột nhiên hoan hô, ha ha, thuyền làm tốt lắm, chúng ta có thể trở về. Bốn nữ nhân lao đến xem, đã thấy hắn theo như lời dùng, chỉ là một cái bè gỗ không lớn không nhỏ. Phỉ Sa nói, cái này không phải thuyền mà là bè gỗ, ở sông nhỏ còn có thể dùng được chứ trên biển rộng, hi hi. Sao, Hy Bình tựa hồ như bị đả kích không nhỏ. Phỉ Sa tiếp tục, cũng có thể dùng được, dù cho cái bè gỗ này đi đến bờ biển. Chúng ta cũng có thể tác ái trên bè. Hy Bình mắng, con mẹ nó, chỉ muốn tô ái, ta làm thuyền này chỉ dùng để về Trung Nguyên, không phải để làm hải sàng. A Mật Y lắc đầu, nếu chàng thích thì cứ tiếp tục làm thuyền, trời đã tối rồi, thiếp ăn no cũng cần phải ngủ. Tam nữ cũng theo nàng trở về, Hy Bình nhìn đống lửa trước mộc ốc, chỉ còn lại nửa miếng thịt dê nướng, hắn liền chạy tới, ngồi trước đống lửa, nhấc miếng thịt lên cắn một miếng đến tận xương nói, mẹ kiếp. Lão tử bận rộn khổ cực cả một ngày, cuối cùng lại nói ta chỉ làm được cái mộc bài, bè gỗ ta ăn dương bài thịt dê của các nàng, thật là con mẹ nó.
Thi Bình, đến nhanh lên một chút nào. Mọi người cần, Phỉ Sa ở trong ốc Yêu Kiều gọi. Thi Bình la lên, oa, được lắm, ta phải khiến nàng không còn đầu khớp xương nào. Phỉ Sa lại nói, Thi Bình, đừng nhìn thịt dê đó. Thi Bình quay lại nhìn mộc ốc, thấy có ánh sáng, hắn quay đầu lại hung hăng cắn mạnh miếng thịt dê, cầm miếng thịt đã mất một nửa, quay người tiến vào nhà, quát, Phỉ Sa, nàng muốn chết ư. Ô áo, mọi người đòi phải dục tiên dục tử. Ta tới đây, Thi Bình hét lớn, nhào tới thân thể xích lõa của Phỉ Sa, cự côn tiến mạnh vào vùng huyệt của nàng. Phỉ Sa la lên một tiếng, rên rỉ chậm một chút, ta chịu không được chàng. Thi Bình hô lớn một tiếng, nàng không phải rất muốn sao. Mọi người chưa được thấy cái rất lớn của chàng, kết hợp cùng chàng. Sung sướng chết đi được. Ta sẽ làm cho nàng dục tiên dục tử, phải há mồm gọi mẹ. Phỉ Sa Yêu Kiều rên rỉ, không phải một lần, là hai lần, áo áo. Đêm trên đảo bắt đầu tấu khởi tiểu khúc mê người, động vật sống trên đảo đột nhiên nghe tiếng động làm chúng không thể an giấc, chúng dĩ nhiên không cố trí tuệ, cũng không hiểu được hành vi của con người, huống chi bọn chúng tiến hành phồn thực tính giao thì rất yên tĩnh, sao có thể nghĩ loài người vô luận lúc nào cũng đều như vậy chứ? Khi tất cả tiếng động trong nhà gỗ đã lắng xuống, mọi người đang ngủ say, đột nhiên trong một ốc xuất hiện hai thiếu nữ, người trong ốc cũng bị các nàng đánh thức. A Mật Y nhìn thấy hai người này thì kinh hoàng hỏi, các ngươi như thế nào lại tới đây? Dương Đình đáp, chúng tôi bị một bầy rắn đuổi bắt, mấy người kia đang cầm chân bầy rắn, chúng tôi chạy tới phía các người cầu cứu, mọi người cùng hợp lực trợ giúp nhau chạy khỏi phạm vi của bầy rắn này. Một bầy rắn. Thiếu nữ xinh đẹp kia nói, ân, mấy người kia đang bảo vệ tiểu thư, cho nên chỉ có chúng tôi đến đây, bầy rắn này thật đông lại rất kinh khủng, bọn tôi nhìn mà hai chân đã nhũn ra, chúng tôi đã giết rất nhiều rồi nhưng hình như mấy con rắn đó giết không hết được, bây giờ cũng không biết bọn họ như thế nào. A Mật Y lẩm bẩm nói, rắn ư, bọn ta cũng rất sợ rắn. Dương Đình chỉ vào Hy Bình vẫn còn chưa dậy, hắn chắc chắn không sợ, hắn là nam nhân, trên đảo này chỉ có hắn là nam nhân. Lý Ngọc đẩy vai lay Hy Bình tỉnh lại, Hy Bình tỉnh dậy, nhìn thấy hai nàng, liền hỏi, các người không đi theo chủ nhân, lại chạy tới nơi này làm gì? Dương Đình đáp, chúng ta gặp một bầy rắn. Hy Bình toàn thân chấn động, nhưng không run sợ, hắn nói, rắn. Đáng sợ. Chúng nữ không tưởng hắn phản ứng như thế, chẳng lẽ hắn cũng sợ rắn? Dương Đình lập tức đi tới, ngồi lên tiểu huynh đệ hùng dũng đang xích lõa, hai tay nắm hai vai hắn, quát to. Hoàng Hy Bình, ta nhịn ngươi nhiều lắm rồi nha, ngươi mau nhanh nhanh theo ta trở về cứu bọn họ. Oa, ngươi là người gì của ta, sao ta phải nghe theo lời ngươi? Ngươi không biết là ta cũng rất sợ rắn sao? Nhìn ngươi lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp dễ thương, hung dữ như vậy, còn hung dữ hơn cả so với rắn. Hơn nữa, cái miệng của ngươi thật nhỏ, nhìn nhỏ bé như một nụ hoa nhỏ, khi nói thật giống như nụ hoa ồn ào. Ta quyết định, ta không đi, nhìn thấy rắn. Toàn thân ta trở lên yếu đuối. Dương Đình nói, tại La Phủ, ta đã rất nhẫn nhịn ngươi. Tên hỗn đản này, ngươi mà sợ rắn sao, ngươi muốn bày đặt cái gì? Đứng dậy mau. Thi Bình bất đắc dĩ phải ý kiến, ngươi đang ngồi trên bụng ta làm thế nào để đứng dậy đây? Dương Đình đang định đứng dậy, liền bị Hy Bình níu lại, nàng e thẹn, ngươi để ta đứng dậy. Hai tay Hy Bình ôn lấy eo nàng, cười, ngươi cho là ngươi đứng dậy. Ta sẽ đi cứu bọn họ ư? Dương Đình hỏi, ngươi muốn thấy người ta chết mà không cứu sao? Ta đã nói là ta cũng sợ rắn mà. Ngươi, ta muốn bắt ngươi điên lên, Dương Đình nói, hai tay túm lấy tai hắn. Hắn đau quá la lên, ôi ôi, Dương Đình, ngươi đúng là đàn bà, thả ta ra, bỏ ngay cái tai ta ra. Dương Đình hỏi một lần nữa, ngươi có đi không? Thi Bình nói, trừ phi các ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Thi Bình trong ánh lửa yếu ớt bỗng nhiên hắn chú ý tới cô gái kia. Bất ngờ cảm thấy cô ta rất giống Bạch Tư, đúng vậy, trong lúc lơ mơ, hắn đến lúc này mới phát giác ra cô gái này rất giống Bạch Tư, hắn hỏi tên nàng là gì? Lâm Hân. Thi Bình thở dài, nàng trông rất giống một nữ nhân mà ta biết, khuôn mặt của nàng và cả vóc dáng đều rất giống, làm cho ta nhớ đến nàng ta. Dương Đình mắng, hãy bớt xàm ngôn đi. Nhanh nói điều kiện của ngươi ra. Thi Bình lập tức nói, ta muốn hai người thành nữ nhân của ta, chỉ là sau khi ta cứu mấy người kia, các người bồi tiếp ta ngủ, lấy thân báo đáp. Dương Đình giật mình,
nàng quay đầu lại nhìn Lâm Hân, Lâm Hân gật đầu, ta đồng ý, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã thích ngươi rồi. Dương Đình cũng nói, hỗn đản, ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi mau theo chúng ta đi cứu người. Thi Bình chưa chịu, nhưng ngươi vẫn chưa nói ngươi thích ta. Ta sẽ không thích ngươi, ta cũng sẽ không bận tâm là đang ngồi trên thân thể xích lõa của ngươi. Ngươi không biết rằng ngươi rất hấp dẫn ư? Dương Đình thủ thỉ. Thi Bình nói, ta hấp dẫn ư? Dương Đình, hấp dẫn là để hình dung về nữ nhân. Đừng có áp dụng lên thân thể nam tính này của ta. Dương Đình rất vội, nhanh lên, chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của sắc lang ngươi. Khi nào thì ngươi mới đi? Thi Bình uể oải, được, ta cũng nên dậy. Ai, vì nữ nhân, ngay cả nỗi sợ rắn bẩm sinh nhất của ta có thể loại bỏ được sự sợ hãi, ta thật sự cũng rất sợ rắn mà, các người sao lại không tin ta chứ? Bởi vì nơi này chỉ có mình ngươi là nam nhân, cho dù ngươi thật sự sợ rắn cũng phải thể hiện khí khái nam tử hán. Thì ra là như thế, nam nhân số mệnh khổ a. Thi Bình bị Dương Đình lôi áo kéo đi, hắn vốn khinh công cũng rất lợi hại, nhưng hắn nói đến khi gặp rắn, hai chân lại nhũn ra. Dương Đình liền kéo áo hắn mà chạy, hắn cũng nắm ngọc thủ mảnh mai của Đu Ân Đình, he he, quả nhiên chạy rất nhanh. Trong tay hắn là liệt dương đao vẫn đang bừng sáng, tựa như một cây đuốc siêu cấp, soi sáng cả một khoảng hoang lâm. Khi bọn hắn chạy đến nơi, bọn hắn sững người kinh ngạc, chỉ thấy khắp nơi không còn có lấy một con rắn nào còn sống, đúng là rất nhiều xác rắn, nhưng tám nữ tử kia, loại trừ do bị chết đói, còn sáu nữ tử khác chỉ là bị ngất đi, giống như bị trúng độc rắn. Mục Thu thấy bọn hắn đến, cũng vô lực mà ngã xuống đất. Thi Bình nói, chà, các ngươi thật lợi hại. Đã giết được nhiều quá, tất cả đều do ngươi giết ư. Vậy mà muốn quyền vương ta nửa đêm thức giấc để đi giết rắn. Họ ẩn hảo, không có con rắn nào còn sống, nếu không chắc chắn sẽ hù chết ta mất. Dương Đình cũng không dám tin hỏi, Mục Thu, người đã giết tất cả bọn rắn ư. Mục Thu thống khổ trả lời, sớm hơn lúc các người đến đây một chút, ta cũng không hiểu vì sao mà tất cả bọn rắn liền rút đi. Ta đã tưởng rằng ta không thể cầm cự được chờ ngươi đến. Khi các người bất ngờ đến, bọn rắn liền chạy trốn. Có việc này sao? Thi Bình cười hắc hắc nói, xem ra cả bọn rắn cũng sợ quyền vương ta. Mục Thu quay sang A Mật Y hỏi, các người nói mọi nơi các người đều không nhìn thấy rắn, phải vậy không? A Mật Y đáp, đúng vậy, chúng ta cho tới bây giờ vẫn không hề thấy rắn, hơn nữa tại chỗ chúng ta ở, cũng không có lấy một con rắn nào đi vào. Mục Thu nói, đối với bọn ta đi đến đâu cũng đều thấy rắn. Hơn nữa không phải chỉ có một hai con. Lúc một ý ngọc đột nhiên lên tiếng, chẳng lẽ rắn cũng sợ chúng ta? Mục Thu giải thích, rắn không sợ ngươi, mà là sợ tên hỗn đản Hoàng Hy Bình này, vừa rồi đám rắn rút đi, nghe thấy âm thanh quái dị của hắn, có nhiều con đã chết. Ta bây giờ rốt cuộc mới nghĩ ra các ngươi vì sao lại không thấy rắn, tên hỗn đản này có thể tại sơn động đã bức long huyết ra bên ngoài cơ thể, có thể thấy thân thể hắn có ẩn tàng long khí, rắn còn sợ xà vương. Huống chi là thấy rồng. Cho nên các ngươi tới chỗ nào cũng không thấy được rắn, vì rắn phải tránh các ngươi. Chúng nữ ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy có lý, Hy Bình cười, ta tưởng chỉ có ta sợ rắn, nguyên lai rắn cũng sợ thiên tài ta đây, ha ha. Nếu rắn đã rút đi, ta ngủ tiếp thôi. Mục Thu nói, trừ tiểu thư ở bên ngoài ra, chúng ta đều bị rắn cắn, chúng ta có lẽ không cần cứu, nhưng xin ngươi cứu tiểu thư của chúng ta, nàng cử động không được thuận tiện. Các ngươi nếu để tiểu thư ở chỗ này, lát nữa các ngươi rời đi, đám rắn lại quay trở lại. Quyền hành phản đối, ta không muốn hắn cứu. Mặc dù nói cứng, nhưng mọi người đều thấy nàng đang chảy nước mắt. Thi Bình ra lệnh, Lý Ngọc, các ngươi lấy cho ta càng nhiều củi càng tốt, ta ở chỗ này nhóm lửa. Chúng nữ liền nhặt củi rồi xếp thành một đống trên mặt đất, Thi Bình dùng nội lực truyền vào liệt dương chân đao đốt một hồi, đống củi liền bắt lửa. Thi Bình nhìn chúng nữ bị trúng độc, tựa hồ còn có hai, ba người không bị hôn mê, hắn nói, với loại độc này, ta có khả năng ngư cứu sống mọi người. Chúng nữ cả kinh, người có thể cứu sống. Mục Thu hỏi, người có giải dược của độc xà. Thi Bình đi tới trước mặt nàng, ngồi xuống, rồi nói, hôn ta sẽ nói cho nàng. Mục Thu không suy nghĩ gì, hôn một cái lên mặt của Thi Bình. Thi Bình cao hứng, thân thể ta là vạn độc bất xâm. Máu ta có thể giải vạn độc, ha, chỉ đơn giản vậy, lợi hại không? Chúng nữ đều nhìn hắn, như bình thường nhìn một con quái vật.
Mục Thu vui vẻ hỏi, máu của ngươi có thể giải được vạn độc. Hi Bình cười đáp, ừ, cũng thể giải được độc xà. Dương Đình đi tới đá một cái sau lưng hắn, rồi mắng, vậy sao ngươi không giải độc cho tỉ muội bọn ta? Hi Bình quay đầu hỏi ngược lại, ta sao lại phải nghe lời nàng? Dương Đình nói, có phải ngươi định đặt điều kiện không? Hi Bình trả lời, nàng quả hiểu lòng ta, ta có một vài điều kiện. Nói mau, ta nghĩ ta cứu bọn họ xong, các nàng có thể lấy thân báo đáp được không? Ta biết là ngươi sẽ nói như vậy, rất nhiều nữ nhân ở đây đều đồng thanh nói. Quyền Hành phản bác, không được, ta không đáp ứng. Hi Bình hỏi lại, không phải cứu nàng, nàng khẩn trương cái gì? Quyền Hành trả lời, các nàng ấy là người của ta. Ta không cho phép ngươi làm bọn họ. Hi Bình chuyển thân qua trước mặt nàng ta rồi nói, mạng sống của bọn họ do bọn họ quyết, không phải nghe lời của một người. Ngươi sai rồi, mạng sống của họ thuộc quyền của ta. Hi Bình cười lạnh lùng, đột nhiên quát, nếu ta nói các nàng ấy là của lão tử, thì ngươi là gì được lão tử? Quyền Hành bị hắn đột nhiên quát to làm cho kinh sợ, rồi bất ngờ nhào tới lòng ngực của hắn, vừa đánh vừa khóc, ta đánh chết ngươi, dám đối với ta hung bạo như vậy. Cùng lúc này, Mục Thu bất tỉnh ngã xuống đất. Hi Bình thấy tình hình nguy cấp, liền hỏi, nàng cũng bị rắn cắn. Quyền Hành đáp, ta không bị rắn cắn, bọn họ liều mạng che chở cho ta. Nàng xem các nàng ấy đối với nàng tốt như thế, nàng cũng không thể đối tốt với bọn họ sao? Chẳng lẽ nàng muốn nhìn bọn họ chết? Thông minh chút, nếu hận ta, thì cố cắn ta một cái. Hi Bình đưa tay đến trước miệng của nàng. Quyền Hành liếc hắn một cái, rồi há mồm cắn một cái vào tay hắn. Hi Bình kêu lên, oa oa, đau quá. Hắn càng kêu to thì Quyền Hành càng cắn chặt, hắn nói, chảy máu rồi, Quyền Hành, không được cắn ta, nếu còn cắn nữa ta sẽ trở mặt với nàng đấy. Quyền Hành vẫn cắn chặt không tha cho hắn. Hắn lấy tay còn lại bóp cái cằm của nàng, rồi từ từ rút cái ngón tay đang chảy máu ra khỏi miệng nàng, nói, con mẹ nàng, khi có cơ hội, thì lại không tha, sợ nàng. Hắn quay đầu nói với chúng nữ, các nàng đem tất cả những người chúng độc lại đây. Ta nhỏ máu vào trong miệng bọn họ, các nàng ấy sẽ tỉnh lại. Máu ta có thể so sánh với linh dược. Chúng nữ vội vàng ôm những nữ nhân đang ngất lại, xếp thành một hàng. Hi Bình banh miệng của bọn họ nhỏ máu có từng người một. Máu vô trong miệng của bọn họ, rồi chảy vào trong dạ dày. Kỳ quái thật, máu của hắn vừa vào trong miệng bọn họ, liền được bọn họ hấp thụ. Rất nhanh. Bảy nữ nhân lần lượt tỉnh lại. Hi Bình đắc ý, nhìn xem, ta rất lợi hại đó. Chỉ một giọt máu mà các nàng ta đã sống lại. A Mật Y cầm lấy tay hắn nhìn, rồi hỏi, sao máu đông lại nhanh như thế? Hi Bình liền nói, cho nên ta mới gọi các nàng đem bọn họ lại đây. Nếu chậm một chút, ta phải kiếm người đó cắn một lần nữa. Hắc hắc, cũng là cho người đó cắn ta để tiết hận. Thật sự là lưỡng toàn kỳ mỹ. Quyền Hành lên tiếng, ta vĩnh viễn sẽ không thiết hận. Hi Bình ôm Dương Đình và Lâm Hân, rồi mỉm cười, ta không quản, ta bây giờ phải đi về mà ngủ thôi. Buông Dương Đình và Lâm Hân ra. Ta sao lại phải buông ra? Hai nàng đó đã hứa làm nữ nhân của ta, cho nên ta mới đến đây. Dương Đình kể, tiểu thư, hắn không chịu đến, chúng tôi không thể làm khác hơn là đáp ứng hắn. Quyền Hành tức giận đến thân thể phát run, ngươi. Ngươi hiếp người quá đáng. Hi Bình cười cười, có sao không? Hai nàng đó nói rằng hai nàng rất thích ta. Lưỡng nữ cúi mặt xuống, chứng tỏ lời Hi Bình là sự thật. Hi Bình nói, chúng ta trở về thôi. Nếu bọn rắn lại tới, thì nàng phái thêm hai người nữa đến tìm ta. Ta sẽ đến đây để bọn rắn chạy đi, ha ha. A Mật Y đề nghị, Quyền Hành, nếu thật sự không tốt. Các nàng có thể đến gần chỗ của bọn ta mà nghỉ. Ít nhất là gần đó không có rắn. Ta tại sao phải cùng chỗ bọn ngươi? Nàng vừa dứt lời, nhìn những nữ nhân vừa mới tỉnh lại, rồi nghĩ đến việc bọn họ liều mạng để bảo vệ nàng, thở dài, các ngươi, đỡ ta dậy. Chúng ta sẽ ở tạm gần bọn họ. Chúng nữ bị rắn cắn, độc thì đã giải hết, còn những vết thương nhỏ không đáng để nói tới, cho nên mừng rỡ đỡ Quyền Hành lên, rồi đi theo A Mật Y. Hi Bình đã đi phía trước. Trên đường đi quả nhiên không gặp một con rắn nào. Trở lại phía trước Mộc Ốc, A Mật Y hỏi, các nàng không tiến vào. Mục Thu đáp, chúng ta không đi. A Mật Y hỏi tiếp, các nàng vẫn chưa ăn gì sao?
Chúng nữ liền gật đầu. A Mật Y nói, trong đó còn có nửa con thú, chúng ta nướng chúng, rồi các nàng lại ăn. Mục Thu cảm kích, đa tạ. Ba nữ nhân Thái Âm giáo liền vào trong, rồi lấy miếng thịt ra, thì thấy Mục Thu cùng những người khác đã kiếm đủ củi. A Mật Y nhìn vào trong mộc ốc, mà nói, Hy Bình, ra đây giúp chúng ta nhóm lửa. Ta đang có việc bận. Hy Bình đưa lưỡng nữ vào trong mộc ốc, chuẩn bị đại triển tay chân, thì A Mật Y kêu hắn. Hắn thật không muốn. A Mật Y có chút giận, chàng rốt cuộc có ra đây không? A Mật Y lão bà, ta ra liền. Hắn xích lão chạy ra, cự vật trong cái khố đang dương cứng như sắt. Hắn nhận liệt dương đao từ trong tay Lý Ngọc, rồi vận khí lên, đao liền phát hỏa, sau đó quay đầu lại rồi chạy, cũng không quên nói, không có chuyện gì, đừng có gọi ta. Quyền Hành không nhịn được liền mắng, Hoàng Hy Bình, người coi chừng chết rất khó coi đó. Hy Bình bị mắng, dường như nhớ ra việc gì. Hắn quay trở lại, rồi lấy một ngọn đuốc, sau đó chạy đi, vừa cầm liệt dương đao, vừa nói, đêm động phòng, phải có chút ánh sáng cho nó lãng mạn. Hắn lại chạy vào trong phòng có thêm lửa, liền sáng lên, rồi dần dần, nghe được những tiếng rên rỉ mê tình của thiếu nữ. Trong mộc ốc, có một nửa nơi này đã được Hy Bình dùng những miếng gỗ lát phẳng, trên miếng gỗ đó lại được rải lá cây mềm mại, tạo thành một cái giường độc đáo cực lớn, giống như nằm ngủ trên mặt đất mùa thu. Chiếc chiếu bằng lá kia, trong ánh lửa hồng, trở thành một tấm thảm màu hồng nhạt như của đế vương. Bên ngoài mọi người đang nướng thịt, ăn uống, cười đùa, Hy Bình nghe thấy Quyền Hành đang không ngừng mắng hắn, nhưng hắn làm như không nghe thấy, nàng thích mắng thì để nàng mắng đi, nàng mắng đủ rồi tự nhiên sẽ câm miệng, nữ nhân đều là như thế, người càng tranh cãi với nàng, nàng lại càng hung hăng hơn. Hắn nhìn hai nữ nhân đang đứng trước chiếc giường lá, cười nói các nàng đứng không thấy mệt sao. Không mệt, Dương Đình đáp. Hai nàng khẩn trương nhìn chằm chằm vào Hy Bình đang xích lõa, thân hình nam tính hùng tráng kia đã không phải là lần đầu tiên hiện ra trước mắt các nàng. Cự vật dưới hông hắn, đối với các nàng mà nói cũng cực kỳ quen thuộc, nhưng mà lúc này khi hắn vươn cự vật đi tới, các nàng lại giống như là tử tù ra nơi hành quyết. Hy Bình ôm lấy thân thể xinh đẹp đang run nhẹ nhẹ của hai nàng, ở bên tai các nàng nhẹ giọng nói, rất sợ sao? Hai nàng kêu nhẹ một tiếng, các nàng sao có thể không sợ hãi chứ? Phải biết rằng sự cường hãn của nam nhân đang ôm mình này chính các nàng đã thấy qua, các nàng có thể không hoảng sợ sao? Nhưng mà, một loại khát vọng không tên đang thiêu đốt trong lòng các nàng. Hy Bình đề nghị, chúng ta đến trên đám lá nằm được không? Chỉ là nằm thôi sao? Dương Đình rụt rè hỏi, nàng ngước mặt lên, nàng vốn không dám nhìn mặt Hy Bình, nhưng nếu nàng cúi đầu, nàng sẽ nhìn thấy vật cứng rắn dưới hông hắn, nàng chỉ có thể ngẩng mặt lên, ngẩng đến quá mỏi luôn. Hy Bình chăm chú nhìn nàng, tư sắc của nàng tuyệt không bằng hoa lôi, trông cũng không giống hoa lôi, nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại khiến hắn liên tưởng đến hoa lôi, nàng so với hoa lôi phải cao hơn, thân hình cũng đầy đặn hơn hoa lôi một chút, khuôn mặt mượt mà thật là thanh tú. Hy Bình không cách nào tưởng tượng, nàng làm tiểu thiếp của La Tùng không ngờ vẫn còn là xử nữ. Nhưng với đôi mắt ngượng ngùng biểu lộ ra chân tình kia của nàng, khiến cho hắn không thể không tin tưởng nàng là thiếu nữ thuần khiết. La Tùng có lẽ là quá già, muốn nàng quay lại có lẽ chỉ là vì thể diện thôi. Hắn ôm thân hình run rẩy của hai nàng, ngồi xuống, ngồi trên nền đầy lá kia, phát ra âm thanh nhẹ nhàng xa xa, hai nàng tất nhiên cũng bị hắn lôi xuống, một trái một phải ngồi bên cạnh hắn. Lâm Hân giống như Bạch Tư, làm Hy Bình lúc ôm nàng. Có loại cảm giác khi ôm Bạch Tư, hắn nghĩ đến mỹ nữ Bạch Dương tộc kia, một nữ nhân đáng thương, yêu hắn sâu đậm, nhưng lại rời khỏi hắn. Hy Bình thấy hai nàng đều xấu hổ không nói gì, hắn liền nắm lấy tay mỗi nàng, kéo tay các nàng xuống nắm lấy vật cứng rắn của hắn, hai nàng hơi giãy giụa, vừa cầm lấy nam căn của hắn, từ trên nam căn đó truyền tới nhiệt khí khiến lòng các nàng cũng nóng lên theo, khuôn mặt hai nàng tức thì bị hơi nóng không biết tên đó làm cho hồng rực. Kỳ thật nó rất đáng yêu đó, các nàng sao lại sợ nó vậy? Hai nàng cầm lấy nam căn của hắn, mặc dù các nàng mỗi ngày đều nhìn thấy nó, nhưng dùng ngọc thủ của các nàng nắm lấy, cũng là lần đầu tiên trong đời, Dương Đình rụt rè nói, nó rất xấu, không đáng yêu một chút nào. Hy Bình cười nói, thế nhưng nữ nhân các người ngủ mơ cũng nhớ đến nó đấy, lại đây, để nó xoa dịu giấc mộng của các nàng. Lâm Hân đột nhiên nói, ngươi có thể đi ra ngoài không? Vì sao, nàng không phải đã đáp ứng sao? Nàng muốn nuốt lời à?
Không, không phải, ta có điểm sợ, thật sự, sợ. Thi Bình nói, nàng lúc trước thấy ta và bọn họ làm, không phải là rất khoái lạc sao? Không nên lo lắng, nam nhân chỉ trông đáng sợ thôi, kỳ thật một chút cũng không cần sợ. Lại đây, các nàng bỏ y phục cởi ra, các nàng là nữ nhân, mặc quần áo nam nhân ta đã sớm thấy không thoải mái rồi, các nàng lại có thể mặc thoải mái. Thật sự, phải cởi sao? Chẳng lẽ các nàng muốn nuốt lời? Dương Đình đột nhiên dùng sức nắm lấy nam căn của hắn, gào lên, cho dù chúng ta muốn nuốt lời, cũng đừng cho rằng chúng ta thực sự sợ ngươi, việc ngươi làm ra với Mỹ Mỹ, chúng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Một tiếng quát này của nàng, làm bầu không khí mập mờ khó xử trong phòng bị phá tan, Hi Bình kêu lên, ê, nàng nhắc tới Mỹ Mỹ, ta còn chưa có hỏi nàng, vì sao nàng cùng Quyền Khuynh Quốc ở cùng một chỗ đó. Còn nữa nàng tại sao lại cùng một phe với các nàng vậy? Dương Đình nói, người đừng hỏi, ta sẽ không nói đâu. Thi Bình quát, mẹ nó, tên lãng vô tâm kia nói Mỹ Mỹ đã đi theo một nam nhân rồi. Mỹ Mỹ không có lỗi với ngươi, ngươi dám trách nàng, chuyện đêm nay hãy thôi đi. Ta không có quyền trách nàng sao, cũng giống như ta bây giờ uy hiếp các nàng, lúc đầu ta đối với nàng cũng là cưỡng bức mà tới. Thi Bình thở dài, buông hai nàng ra, nằm ngửa ra trên giường lá, nhắm hai mắt lại, nhắc tới là Mỹ Mỹ. Dục hỏa của hắn đã giảm đi rất nhiều, lãng vô tâm tuy nói là Mỹ Mỹ đã đến Long Thành, nhưng hắn lại không có gặp được, không phải hắn không muốn gặp, chỉ là hắn không biết nên tới nơi nào tìm La Mỹ Mỹ, mà khoảng thời gian đó rất nhiều việc đã dồn chuyện của La Mỹ Mỹ xuống, hắn cũng không kịp đi tìm nữa. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Dương Đình rụt rè hỏi. Thi Bình mở mắt nhìn hai nàng đang hoang mang, lại nhắm hai mắt lại, nói các nàng đi ra ngoài ăn chút gì đi. Dương Đình cả kinh nói, người nói, bảo chúng ta đi ra ngoài. Thi Bình không để ý tới nàng, Lâm Hân và Dương Đình nhìn nhau một cái, không rõ hắn lúc này đang nghĩ gì, nam căn các nàng nắm trong tay cũng bắt đầu mềm lại. Dương Đình nói, Hoàng Hi Bình, người mở mắt ra cho ta. Thi Bình không có mở mắt, chỉ nhẹ nhàng trả lời, giao dịch của chúng ta bỏ đi, các nàng không cần hiến thân cho ta nữa. Hai nàng sững sờ. Đồng thời cảm thấy trong lòng chua xót, có chút nhói đau, Dương Đình đôi mắt đẹp rơi lệ, Hoàng Hi Bình, người coi việc sắp phát sinh giữa chúng ta xem như giao dịch sao? Người trả lời ta đi, người vì sao không nói lời nào? Dương Đình bắt đầu gào lên, người bên ngoài nghe thấy đối thoại bên trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng không có một ai đi tới. Dương Đình tiếp tục nói, sắc ma nhà ngươi, lại muốn trong lúc này ra vẻ quân tử, ngươi là trách chúng ta không dứt khoát. Chúng ta thân là nữ tử, đã làm đến mức này rồi, người còn muốn chúng ta thế nào nữa? Chúng ta cũng không phải là loại nữ nhân dâm đãng. Thi Bình tựa hồ đã ngủ rồi, đối với lời nói của nàng, hoàn toàn không có ý muốn trả lời, trong lòng hai nàng lại càng nóng nảy. Các nàng là cung nữ từ hoàng cung ra, ở trong cung có thể phải ở cả đời, khó được ra ngoài một chuyến, Dương Đình tuy rằng ra ngoài đã mấy năm rồi, nhưng chỉ là sống bên cạnh một thái giám, cũng chính ở nơi này. Nàng trông thấy Hi Bình, tên nam nhân háo sắc vô lại này, có lẽ không phải một nam nhân tốt, nhưng lại khiến tâm tư tịch mịch của nàng có rung động, nàng trong lúc đó đã động tình với hắn rồi. Nàng tình nguyện trở về bị hoàng thượng giết chết, cũng không muốn cả đời này ở trong hoàng cung như vậy, nàng tình nguyện chết trong lòng nam nhân này, nhưng mà, hắn sao lại không để ý tới nàng. Nàng vốn không có lý do tiếp cận hắn, song hắn quá háo sắc, hắn mở ra điều kiện đúng là để nàng làm nữ nhân của hắn. Nàng tuy có chút phẫn nộ, nhưng còn vui mừng nhiều hơn, chỉ là lùi bước lúc lâm trận, là xuất phát từ thiên tính của thiếu nữ, hắn lại lấy điều này làm lớn chuyện lên, nói các nàng nuốt lời, thật ra chân chính nuốt lời phải là Hoàng Hi Bình hắn. Nhìn hắn bây giờ đang làm cái gì? Đồ hèn nhát, tiểu nam nhân nói lời không giữ lời. Hi Bình rốt cuộc uể oải, ta muốn ngủ cũng không được sao? Không được, hai nàng dị khẩu đồng thanh nói. Lâm Hân và Dương Đình có chung cảm giác mà. Dương Đình nói, người đưa ra điều kiện cho chúng ta, tất nhiên trước hết phải thỏa mãn chúng ta mới được ngủ. Hi Bình nói, ta bỏ qua rồi. Dương Đình cả giận, Hoàng Hi Bình, người đừng ép ta nhịn ngươi đã rất lâu rồi. Hi Bình trở mình một cái, nằm sấp trên tán lá, nói ta không thích nhìn thấy nữ nhân mặc y phục nam nhân. Lâm Hân và Dương Đình nhìn nhau một cái, liền động thủ cởi xiêm y của chính mình. Dương Đình liếc mắt nhìn Hi Bình, cũng động thủ theo cởi y phục của mình ra.
hỗn đản, mở mắt ra, chúng ta đã thực hiện nguyện vọng của ngươi rồi. Hai nàng đã đem y phục của mình toàn bộ cởi ra, Dương Đình liền mở miệng hô to. Trong lúc Hy Bình không động đậy, hai nàng liền nằm nhoài xuống, một trái một phải dựa trên người hắn, hắn đột nhiên xoay người, nam căn kia lại cứng rắn như thiết, dựng đứng ở giữa hai nàng. Hắn đưa tay ôm lấy hai nàng, mở hai mắt, cười, ta không ra tuyệt chiêu, các nàng đã con bà mẹ nó, bây giờ các nàng đã không sợ rồi. Dương Đình nói, ai sợ ngươi? Sợ ngươi đã không phải nữ nhân rồi. Vậy các nàng vừa rồi vì sao lại nhát gan vậy? Dương Đình tức giận, chúng ta là nữ hài tử, dù sao không thể nói với ngươi, lại đây. Ôm ta, bây giờ chúng ta đã bỏ tôn nghiêm cho ngươi dẫm lên rồi, ngươi vui vẻ rồi chứ? Hy Bình nói, để ta hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nàng là một trong hai nữ nhân có miệng nhỏ nhất mà ta gặp được đó. Người kia là ai? Hoa Lôi, một nữ nhân trên 30 tuổi, so với nàng mỹ lệ hơn một chút. Nhưng ta so với nàng trẻ tuổi hơn rất nhiều. Hy Bình hỏi, nàng ghen tị. Dương Đình tức giận, nam nhân ta nhìn thấy, so với nữ nhân ngươi nhìn thấy, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, vài nữ nhân của ngươi tính làm gì, ta ghen tị gì chứ? Ta từ trước tới giờ còn chưa có cái loại cảm tình tiêu cực ấy, ngươi nghĩ rằng ta là Âu Dương Đình Đình kia sao? Hy Bình thở dài, Âu Dương Đình Đình còn không phải nữ nhân của ta. Nàng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi, đó là Lâm Hân nói. Hy Bình buông Dương Đình ra, leo lên trên thân thể của nàng cũng không tính là đầy đặn, cũng tương tự như Bạch Tư, hắn chú ý nhất chính là nơi riêng tư của nàng có hay không cũng cùng một dạng như Bạch Tư. Hắn bò xuống hạ thể nàng, nhìn chăm chú vào địa phương bí mật của nàng, nơi đó đang sinh trưởng lông màu đen nhạt, hai mép nhô lên rất cao, hai cánh kia cực kỳ mập mạp, so với Bạch Tư lại càng tuyệt vời. Hắn thấy vậy nuốt nuốt nước bọt, lòng nghĩ, nữ nhân này chẳng những dáng người tướng mạo trông giống Bạch Tư, ngay cả nơi thầm kín kia cũng như từ một mẫu khắc ra, không biết tiến vào bên trong, có cảm giác giống Bạch Tư hay không. Bạch Tư tuy không phải nữ nhân đẹp nhất trong các nữ nhân của hắn, nhưng mật huyệt ấy của Bạch Tư so với những nữ nhân khác mỹ diệu hơn rất nhiều, có lẽ chỉ có Thủy Tiên và Đỗ Quyên hai nàng hơn được Bạch Tư, cái loại cảm giác bị nhụy hoa hút lấy không phải nữ nhân nào cũng có được. Hắn nói, nàng thật sự rất giống Tư Nhi, ngay cả nơi này cũng rất giống nàng. Lâm Hân phản bác, ta không quan tâm ta giống ai, ta là một cá nhân độc lập, ta hy vọng được làm chính mình. Hả? Cũng chính là nói, ta hy vọng ngươi không nên lấy ta và nữ nhân kia so sánh với nhau, lại càng không mong muốn ngươi coi ta trở thành nàng, ta không phải là thế thân của nàng, ta chỉ là ta, tên của ta gọi là Lâm Hân, là một nữ nhân từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã yêu ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi mà cho ngươi tất cả của ta. Hy Bình than thở, ta sẽ không đem nàng trở thành Tư Nhi, nàng mặc dù trông giống Tư Nhi, nhưng tâm tư nàng và nàng ấy bất đồng, nàng ấy là một nữ hài khổ mệnh. Số mệnh của chúng ta so với bất cứ nữ nhân nào đều khổ hơn. Lâm Hân xa xăm nói, ta chỉ mong vĩnh viễn không phải ly khai nơi này, bởi vì đến Trung Nguyên, thân thể của ta đã không thuộc về ta rồi. Thân thể của nàng đích xác không thuộc về nàng. Nhưng, mong nàng nhớ kỹ, thời khắc ta thâm nhập vào thân thể nàng sẽ là nữ nhân chân thật nhất của ta, thân thể của nàng thuộc về ta. Vô luận nàng đi tới nơi nào, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Nữ nhân yêu thương ta sẽ không để các nàng chịu bất cứ thương tổn nào, đó là mẫu thân ta đã dạy. Hy Bình vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của nàng, khuôn mặt non nớt miết vào là chảy nước, thanh âm hắn nói rất nhẹ nhàng, dường như sợ thổi vỡ khuôn mặt non nớt đó. Nhưng trong lời nói lại tràn ngập sự kiên định vô cùng, lọt vào tai hai nàng, không thể nghi ngờ là một loại hứa hẹn không thể thay đổi. Nam nhân này đúng là cường tráng, các nàng cũng tin tưởng sự cường tráng trong lời hứa của hắn, cường tráng kinh người, cường tráng không thể đánh bại. Dương Đình xoay người lại, nhấc chân gác trên lưng Hy Bình, nói chúng ta tin tưởng ngươi, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ chưa có thấy ai cường tráng hơn ngươi, cho dù là vua một nước, ở trước mặt ngươi, cũng không thể làm gì được. Sức mạnh của ngươi quyết định tất cả của ngươi, chúng ta yêu ngươi không chỉ con người này của ngươi, thêm nữa là sức mạnh của ngươi, từ sức mạnh thân thể cho tới tâm hồn, chúng ta đều yêu. Nữ nhân yêu, chính là nam nhân có sức mạnh. Hy Bình nằm trên kiều thể của Lâm Hân, quay mặt hôn Dương Đình, nói, sức mạnh tuyệt đối không thể quyết định tình yêu, nhưng tình yêu có thể quyết định sức mạnh, mà sức mạnh khiến cho nam nhân có thể cam đoan thực hiện lời hứa của hắn. Nam nhân không có sức mạnh sẽ không có tư cách thực hiện lời hứa đó,
ta đánh nhau không thể không thắng, chính là nhờ sức mạnh tuyệt đối của ta. Lâm Hân lên tiếng, nhưng mà, rất nhiều người đều muốn hại ngươi. Xuyệt, Thi Bình khiến nàng không thể nói tiếp, hắn nói, trong thời khắc này, không nên nói những chuyện buồn phiền này, nói những lời mơ mộng ấm áp một chút, ta muốn cho các nàng một đêm đầu tiên lãng mạn mà lại kích thích, để các nàng vĩnh viễn không quên được đêm nay. Đêm nay chỉ thuộc về ta và các nàng, ta chỉ quan tâm đến thân thể hai nàng thôi. Hắn áp lên thân thể nàng, Lâm Hân cảm thấy kiều thể nóng lên, hô hấp có chút không chịu khống chế trở nên gấp lên, hai tay nàng vòng lên trên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cường tráng ấy, cảm thụ nhiệt độ cùng tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực hắn truyền tới, trái tim nàng cũng nảy lên rất nhanh, sự e thẹn cùng chờ mong cùng tồn tại trong lòng, đầu của hắn trêu chọc trên bộ ngực mềm mại của nàng. Nàng cảm giác được loại vuốt ve này, mang theo tính khiêu khích, khiến tình cảm đơn sơ của nàng bị thiêu đốt lên cực mạnh. Thi Bình đưa tay nhẹ nhàng với tới địa phương bí ẩn của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa da thịt mềm mại ở nơi đó, chỗ đó đã ẩm ướt rồi, nàng bởi vì khẩn trương cùng với chờ mong lần đầu tiên, khiến cho lượng hoa lộ tăng lên nhiều, từ mật đạo của nàng chảy ra, đã thấm ướt gò thịt của nàng, làm mượt lớp lông mềm đen nhạt nơi đó. Hai chân nàng hơi hơi mở ra. Dưới sự vuốt ve của Hy Bình, thân thể nhẹ nhẹ run rẩy, thở gấp trong miệng, giống như rên rỉ. Hy Bình hôn lấy cái miệng nhỏ đang hé mở của nàng, nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi kia tiến vào trong miệng, khiến nàng mê mẩn một trận, rất tự nhiên đem chiếc lưỡi đinh hương tới nghênh đón, mặc hắn đùa bỡn. Nàng càng hưởng thụ cái loại triền miên này, kiều thể uốn éo càng mau, hơi thở phun trên mặt hắn, khi ấy Nhi Bình biết nàng đã rất sẵn sàng rồi. Ta có thể tiến vào chứ? Thi Bình ôn nhu hỏi. Lâm Hân thở hổn hển, rên rỉ đáp ư, vậy ta sẽ bắt đầu dây. Thi Bình nói xong, liền quỳ lên, quỳ giữa hai chân nàng, hai tay nhấc hai chân của nàng lên, đặt đôi chân ngọc đó trên hai chân đang hơi giang ra của hắn, cự căn nóng bỏng ở phía dưới dựng đứng trên nơi thầm kín của nàng. Hắn chăm chú nhìn mật huyệt trắng trẻo mập mạp nhô lên rất cao khép chặt với nhau của nàng. Trong lòng tưởng tượng, như quả đi xuyên vào, có thể giống loại cảm giác của Bạch Tư hay không nhỉ? Lâm Hân khẩn trương nhìn hắn, trong ánh mắt là hoảng loạn vừa là nhiệt tình, hắn đưa tay cầm lấy cự căn, đem vật cứng rắn đó ép xuống, đặt trên cửa mật huyệt ướt át của nàng. Vừa động tới, Lâm Hân toàn thân chấn động, nhưng không có uốn éo đổ bộ tránh ra, nàng cắn răng chờ đợi thời khắc thống khổ kia. Thi Bình nói, không nên quá khẩn trương, ta tạm thời còn sẽ không tiến vào. Lâm Hân vừa thẹn vừa giận ta, nữ nhân, dù sao vẫn khẩn trương. Thi Bình đưa tay thấm chút mật dịch tại mật huyệt của nàng, bôi lên trên dương căn, sau đó lại đặt trên khe mật đó, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại một hồi, nhưng không tiến vào, chỉ là cọ sát cái khe thịt trắng nõn kia của nàng, đó là mật huyệt hắn rất thích, không giống với những người khác, rất đầy đặn, dương đình bên cạnh cũng không có đầy đặn như Lâm Hân. Tay hắn lại mò mẫm trên nơi màu mỡ kia, ẩm ẩm ướt ướt. Cảm giác trong tay tuyệt vô cùng, hắn cười cười, Lâm Hân, nơi này của nàng trông thật đáng yêu, vừa căng lại vừa trơn, nếu mà bọc lấy cái cây này của ta, nhất định rất tuyệt vời. Lâm Hân vừa thẹn vừa mừng, vậy, ta sẽ ôm nó là được. Nói chuyện thật buồn cười, Thi Bình nhẹ nhàng miết một cái trên đám thịt mềm, thân thể ngả về phía trước, nhẹ ép lên nàng, một tay chống bên cạnh nàng, tay kia nắm lấy nam căn đặt tại nơi riêng tư của nàng, từ từ đẩy vào. Chìm xuống một chút trong khe mật đã ướt đẫm kia. Nàng khẩn trương nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt đó tuy dày đặc vết thương, xem ra lại vẫn tồn tại mị lực riêng biệt như cũ, đôi mắt như sao kia lộ ra nhu tình vô hạn. Nàng cảm thấy hạ thân nàng bị một cự vật bịt kín, cái loại cảm giác đè nén này càng ngày càng đập, giống như thân thể khép kín của nàng chịu xâm lấn, đang từ từ co vào bên trong. Thi Bình cầm thương tiến thẳng vào, phần đầu cự vật đó lập lòe quang mang tím đen. Chen vào giữa hai múi thịt trắng trẻo đầy đặn đó, từ từ đem hai miếng thịt mềm mại đang khép chặt đó tách ra. Lâm Hân cảm thấy rõ ràng hắn tiến vào trong cấm địa của nàng, phảng phất đến một mức nào đó, nhục bổng của hắn có thể khiến cho chỗ đó nàng không thể căng ra được nữa, tiếp tục tiến vào, làm cho khe thịt của nàng bị cự vật tách ra. Khi cự vật đó lách vào bên trong, một trận khó chịu truyền khắp toàn thân nàng, nhưng nàng lại rất thích thú độ ấm của cự vật kia, cái loại cảm giác nóng bỏng này. Sau một khắc, đầu cự vật đó trượt vào trong rãnh mật, khiến hai múi thịt dày của nàng bị kéo căng ra hai bên, cái khe đó giống như một cái bao thịt ôm chặt lấy cự vật của hắn, nàng như thế nào cũng không nghĩ được một cái khe vừa nhỏ vừa nông của nàng, lại chứa được vật to lớn này, nàng cảm thấy hơi đau.
mày nhíu lại, nhưng không có kêu ra tiếng, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm Hy Bình, hai tay bấu chặt trên lưng hắn, một đôi chân đẹp như ngọc đang mở ra, nhưng bởi vì Hy Bình thình lình tiến vào, cơ bắp hai chân nàng dưới sự rung động đó, dần dần cứng đờ, nhưng nàng làm sao cũng không thể khiến mật huyệt cứng lên được, nơi đó của nữ nhân, bất kể là lúc nào đều mềm mại như thế, có đôi khi còn ẩm ướt nữa. Đau không? Hy Bình hỏi. Một chút thôi, rất căng, rất nóng. Ta, thích. Hy Bình mỉm cười, ta cũng thích, nàng nơi đó thật mập, kẹp lấy ta rất chặt, rất thoải mái. Nàng có muốn ta nhỏ đi một chút hay không? Đợi lúc toàn bộ đã tiến vào sẽ không quá đau. Lâm Hân nói cứ lớn như vậy đi. Ta không muốn quá nhỏ. Quá nhỏ không có cái loại cảm giác căng phồng như vậy, ta. Ta muốn, ta thích cái loại cảm giác chặt chẽ này, thật đầy đặn. Hy Bình cười thần bí, Lâm Hân phảng phất cảm thấy dương căn của hắn lớn lên một chút, khiến cho cái bao thịt của nàng căng phồng lên, cái loại cảm giác đầy đủ này phảng phất như là thân thể bị trương lên, khiến một chút đau đớn cũng bị nàng bỏ qua rồi. Nào, ta tiến đến đây. Hy Bình hạ eo xuống, không chút do dự, xé tan tất cả trở ngại, kiên định mãnh liệt tiến vào bên trong mật huyệt. Trong phút chốc, hắn thấy như đi vào thân thể Bạch Tư. Cảm giác quen thuộc trong đó lại hiện ra trong thần kinh của hắn, mật huyệt của Lâm Hân quả nhiên là, xà nữ, bảo huyệt, bên trong vừa nhỏ vừa dài vô cùng, mà vách động thường xuyên tồn tại một loại chuyển động mềm mại, giống như rắn quấn quanh nam căn của hắn mà mút lấy. A, đau quá! Lâm Hân đột nhiên mở hai mắt, thống khổ to lớn khiến nàng lên tiếng kêu to, trong sát na Hy Bình vượt qua hàng rào trinh trắng của nàng, trái tim nàng cũng ngừng đập trong phút chốc. Vật to lớn đó mang theo thống khổ xuyên vào nơi thánh khiết của nàng, cọ sát vào vách thịt non trong mật đạo đã ướt đẫm của nàng, ngay khi tiến vào, đã động tới nhụy hoa của nàng, một loại cảm giác so với thống khổ còn mãnh liệt hơn truyền khắp toàn thân. Nàng lần đầu tiên đã chịu đựng cái loại tấn công này, mỗi bộ phận của cơ thể đều có chút rung động. Nàng bình tĩnh nhìn Hy Bình, cái đó của nam nhân này xâm nhập vào trong thân thể nàng, giống như đem thân thể nàng xé toang ra, nàng đâu đến nước mắt chảy ròng ròng. Trong miệng chỉ hô một chữ đau. Ô ô, đau quá, ngươi lớn quá, nam nhân đều lớn như vậy sao? Hy Bình cười nói, ta đặc biệt lớn một chút, và lại muốn lớn bao nhiêu cũng được, chỉ sợ nàng không chịu nổi thôi, nàng thích không? Không thích. Hy Bình đem cự vật chậm rãi rút ra, Lâm Hân liền kêu la không ngừng. Hắn rút ra một nửa, lại đột nhiên đâm thẳng vào, đợi khi nàng thích rồi, thứ lớn mới khiến nữ nhân sảng khoái. Ta muốn trong khi chinh phục tâm hồn nàng đồng thời cũng chinh phục thân thể nàng, lấy một cái tư thái tuyệt đối của nam nhân, giữ nàng đến chết mết thôi. Hy Bình nói như thế, tại con đường thơm tho của Lâm Hân giống như của Bạch Tư kia bất ngờ tăng tốc, lúc đầu hắn còn rất ôn nhu, lúc tiên huyết cùng hoa lộ đã tràn đầy mật đạo Lâm Hân, khi dương căn của hắn cũng dính đầy máu tươi và hoa lộ, việc ra vào liền trở nên dễ dàng, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn, đến lúc sau. Một loại cuồng bạo xé mở lần đầu không thích hợp diễn ra trên thân thể mềm mại của Lâm Hân, như muốn đem nàng hoàn toàn xé nát, đập tan thống khổ, mang khoái cảm đẩy lên đỉnh điểm. Lâm Hân đồng thời cảm thấy tình yêu trong lòng đối với nàng, cũng cảm thấy một nữ nhân khác, nam nhân này không coi nàng thành nữ nhân kia, nhưng trong khoảnh khắc này, lại nghĩ đến nữ nhân đó, nàng có một loại chua xót, rốt cuộc lúc này trong lòng nam nhân này còn nhớ đến nữ nhân kia. Nhưng hắn lại ra vào cuồng loạn trên thân thể của nàng. Hy Bình cũng không nghĩ tới lúc này hắn lại nhớ đến Bạch Tư, hắn từ trước tới giờ không có như vậy, khi hắn cùng nữ nhân dưới thân tổ ái, hắn đều đem toàn bộ tâm linh đặt lên người nữ nhân bên dưới. Chỉ có lúc này, hắn lại phân tâm, hắn nghĩ tới Bạch Tư, nhớ tới người mang trong bụng hài tử của hắn, thiếu nữ mỹ lệ nhưng lại rời bỏ hắn. Trong lòng hắn nổi lên chút hổ thẹn, loại hổ thẹn này là dành cho Lâm Hân. Lâm Hân cũng cảm giác được loại áy náy này, trong lòng nàng cảm thấy an ủi, nghĩ thầm, chàng có nhiều nữ nhân như vậy, dù cho ở trên người ta, chàng nhớ đến bọn họ cũng là rất tự nhiên, ta chỉ cần chàng. Vô luận trong lòng Hy Bình nhớ là ai, cuối cùng tư thái cực mạnh của hắn lúc này, cũng khiến lần đầu của Lâm Hân đẩy đến cao trào, loại cao trào này vẫn tiếp tục, cho tới khi nàng dần dần, trước khi sắp hôn mê, tâm linh nàng vang lên tiếng kêu của Hy Bình, ta cho nàng một hài tử. Trong lòng nàng vui vẻ, liền mê man đi. Hy Bình rút ra ngoài, Dương Đình ở bên lửa dục đã tràn đầy, hắn trèo lên thân thể nàng, cái miệng nhỏ nhắn của Dương Đình mặc dù nhỏ như hoa lôi, thân thể lại không mảnh khảnh như vậy. Nàng thật đầy đủ, thân thể nàng tràn đầy gợi cảm,
mỗi tấc da thịt đều co giãn thập phần, động tới đâu cũng sinh ra cảm giác tuyệt vời vô cùng. Cấm địa của nàng rất đen, nhô lên cũng không cao như Lâm Hân, vạch đám cỏ đen của nàng ra, có thể thấy được hai cánh hoa, rất đẹp, khác biệt với đám cỏ đen kia, nhìn từ ngoài vào, hai cánh hoa này là màu trắng, trắng nõn như da thịt trên thân thể nàng, tách hai cánh hoa của nàng ra, mặt trong lại là màu hồng nhạt, lại ẩm ướt vô cùng. Hai cánh hoa dường như rất mỏng, mép ngoài tạo thành một cái khe so với nữ nhân thông thường ngắn hơn một chút, chứng minh mật huyệt của nàng vô cùng nhỏ nhắn, phảng phất như không chịu được bất cứ sự cuồng bạo nào. Nàng xem ra khỏe mạnh hơn Lôi Lôi, nhưng lại mềm yếu giống như Lôi Lôi vậy. Thi Bình vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng, bộ ngực này so với Hoa Lôi lớn hơn rất nhiều, Dương Đình rõ ràng không giống Hoa Lôi, song các nàng có điểm chung là miệng rất nhỏ, mật huyệt rất chật hẹp. Lôi Lôi, nữ nhân của ngươi à? Nàng đã gặp qua rồi, Hoa Lôi của Trường Xuân Đường. Dương Đình xa xăm nói, nàng xinh đẹp hơn so với ta, nhưng mà, cái miệng của nàng thật sự rất nhỏ, nhỏ giống như ta vậy, cũng rất dễ nhìn, ta kiêu ngạo nhất cũng chính là cái miệng nhỏ nhắn mỹ lệ này của ta. Thi Bình hôn nàng, mỉm cười, ta cũng thích cái miệng nhỏ của nàng, hôn lên thật sự là quá mê. Ha ha, phía dưới nàng so với cái miệng nhỏ kia còn thích hơn, cũng chảy ra rất nhiều nước mật a. Thân thể Dương Đình vặn vẹo một chút, thích ứng với sự ép xuống của Hy Bình, hai tay nàng cũng ôm lấy Hy Bình, than thở, ngươi thật cường tráng, vừa rồi khi ngươi cùng Lâm Hân làm chuyện đó, người ta ở bên cạnh nhìn, mặc dù sợ hãi, lại không biết làm sao, cảm thấy thân thể giống như chờ mong ngươi tiến vào, hơn nữa nơi đó của ta. Cũng chảy ra rất nhiều nước, ta từ trước tới giờ chưa có như vậy, có phải ta rất dâm đãng không? Nếu nàng gọi điều này là dâm đãng, vậy thế gian này sẽ không có nữ nhân thuần khiết rồi. Nhưng ngươi sắp phá hủy thuần khiết của người ta, đại bại hoại nhà ngươi. Dương Đình giận dỗi, cái miệng nhỏ hôn hắn một cái, lại nói ta lại thích ngươi xấu xa, giống như tà ma hấp dẫn nữ nhân vậy. Thi Bình tà tà nói, ta xấu sao, ta là người tốt của các nàng mà. Dương Đình xấu hổ cực kỳ, giận dỗi nói, ta không tới nữa, ngươi trêu chọc người ta. Muốn ta hôn cái miệng phía dưới của nàng không? Thi Bình ôn nhu nói. Hả? Ta muốn hôn tiểu huyệt đạo mỹ lệ của nàng. Không, không được hôn, nơi đó dơ lắm. Thi Bình bò lui xuống dưới, khuôn mặt đã ở trên đám cỏ đen mềm mại ở vùng cấm của nàng, nhìn chăm chú vào dải đất hình tam giác đen trắng lẫn lộn, nói ta cảm thấy đó là địa phương thuần khiết nhất ngọt ngào nhất, nếu như không hôn một xử nữ, chẳng những có lỗi với mình, còn rất có lỗi với nữ hài tử đó. Hắn cúi đầu áp mặt xuống. Không, không muốn, a, à, ngứa quá. Thi Bình nghe vậy lại càng hưng phấn, hai tay giữ lấy đôi chân ngọc của nàng, không để nàng loạn động, quỳ gối giữa hai chân nàng, trường thương vươn thẳng, áp xuống đám cỏ tươi tốt mềm mại, vươn đầu lưỡi nóng ẩm tại nơi mềm mại mẫn cảm của nàng vừa liếm vừa mút, khiến cho nàng rên rỉ uốn éo thân mình, nhưng bởi vì hai chân bị Hy Bình dùng tay giữ chặt, căn bản không cách nào thoát khỏi đầu lưỡi đang trêu chọc của hắn. Cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân, từ nơi sâu trong mật huyệt truyền đến một luồng nhiệt khí. Hoa Lộ mất khống chế tuôn ra như suối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.